Xin chào thầy. Bạn nào chuyển hot cho thầy đi. Thì rồi. Rồi, mình chào tất cả mọi người. Có mấy bạn chưa vào đúng không? Hãy mic. Ok, không sao. Rồi, nội dung của ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các cái bệnh liên quan đến khớp gối, cụ thể là thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp gối, gai khớp gối và mòn cái ổ khớp gối. Ở khớp gối có bốn bệnh sau nhé, mọi người lưu ý này. Thứ nhất là thoái hóa khớp gối. Thoái hóa khớp gối là nhẹ nhất. Thứ hai là tràn dịch khớp gối. Thứ ba là gai khớp gối. Và thứ tư là mòn cái khớp gối. Đó. Và tất nhiên là thời gian không có nhiều, chính vì vậy chúng ta chỉ học cái phần chính thôi, còn cách trị liệu là chính. Chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân gây bệnh đã. Tôi nhắc lại nhé, đầu tiên là thoái hóa khớp gối này, sau đó đến tràn dịch khớp gối này, gai khớp gối này và mòn khớp gối. Đó, bốn bệnh của khớp gối. Đa phần chúng ta thì sẽ quan tâm đến cái việc là học yoga trị liệu là trị được cái bệnh đấy. Vậy thì có thể là mọi người sẽ quan tâm khá nhiều tới cái việc là các cái công cụ để chữa bệnh hoặc là cái động tác yoga để chữa bệnh, đúng không? Tuy nhiên thì như buổi trước là chúng ta đã được học về cái cách là sử dụng ngôn ngữ để chăm sóc học viên, đúng không? Thì ở đây thì tôi không biết mọi người có đã từng dạy chưa hoặc là dạy nhiều yoga trị liệu chưa. Thì cụ thể là hôm nay tôi dạy một chị tên là chị Mai Anh, chị Ngọc Anh. Chị là trưởng phòng của trung tâm chăm sóc cán bộ công nhân viên thành phố, rất là to đấy. Chị bị thoái hóa cái đốt thắt lưng và hơi có cái triệu chứng là thoát vị nhẹ, thi thoảng là ê lưng chứ chưa bị tê nhé, mới ê lưng thôi. Thì trong cái quá trình đấy là tôi cũng có thể khai thác được chị khá nhiều thứ, và bài ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn chị cái cách mở ngực, mở cái phần lồng ngực của mình rộng sang hai bên này. Lý do là chị bị thoái hóa đốt thắt lưng thì cần phải mở ngực chứ lại không tập một chút gì vào lưng nhé. Thì trong quá trình đấy tôi cũng học được chị rất là nhiều, tại vì chị chăm sóc sức khỏe cán bộ công nhân viên thành phố mà toàn cỡ phó đốc sở lên thì mới được chăm sóc nhé, chứ còn dưới phó đốc sở của các tỉnh, các ngành ban là không được chăm sóc đâu. Thì buổi trước tôi cũng đã chia sẻ rất là rõ rồi, nếu như chúng ta là huấn luyện viên yoga bình thường thì hầu hết tất cả cái cách dẫn dắt lớp học của chúng ta nó sẽ là câu lệnh, mệnh lệnh, là dẫn dắt cả lớp đi theo làm cái việc gì đó mang cái tính chất gọi là giải phóng năng lượng và dẫn dắt đội nhóm đi theo một cái định hướng của mình. Còn khi trị liệu thì chúng ta không thể dạy đông được đâu, mà trong trường hợp dạy đông được thì buộc phải dạy dòng Yin Yoga. Có nghĩa là mọi người đang lựa chọn cái loại yoga gì, đây giờ mới gặp cái vấn đề nhé. Giả thiết như bây giờ cho đây chúng ta có mấy người, 8 người, cả tôi 7 người, các bạn định dạy yoga trị liệu thì các bạn định dạy bằng dòng yoga gì, đấy mới là cái quan trọng, chứ không phải các bạn sử dụng dòng Insight hay Flow. Insight hoặc Flow mà bạn dạy trị liệu thì không dạy được đâu, chắc chắn là sẽ không không khỏi được bệnh mà chỉ có nặng thêm thôi. Hoặc dòng dòng Ashtanga hoặc dòng Jada mà dạy thì trị liệu thì chắc chắn là toang. Chỉ có thể dùng Hatha Yoga hoặc Yin Yoga để sử dụng trị liệu thôi, và dễ nhất bây giờ là dùng dòng Yin Yoga nhé. Còn trong trường hợp mọi người vẫn chưa hiểu Yin Yoga là gì thì chúng ta sẽ tiếp cận từ từ, từ các buổi hôm nay cho đến tận những buổi cuối cùng thì chúng ta tạm tới Yin Yoga. Lý do tại sao lại phải dùng dòng Yin Yoga? Tại vì cái thời gian nó giữ rất là dài, và dài thì chúng ta rất dễ cảm thọ cơ thể, rất dễ là cảm nhận được cơ thể, và cũng rất dễ là xử lý. Tránh cái trường hợp là di chuyển quá nhanh thì không có tác dụng gì đâu.
cũng giống như các bọn các bạn đi xoa bóp bấm huyệt massage cứ chụp 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 như này thì chụp cả ngày nó cũng chả đỡ bớt đau một chút nào cả, nhưng mà giữ thật tĩnh giống như là ấn huyệt đấy, bấm huyệt khác nhé, còn xoa bóp khác nhé, xoa bóp bấm huyệt thì lại khác nhé, đúng không? Vậy thì cái ngôn từ dùng để trị liệu chính là ngôn từ chăm sóc và ngôn từ trao giá trị, có nghĩa là trao kiến thức. Thì ở đây các bạn hơi bị bí kiến thức, à, bí bí từ đúng không? Thì khi bí từ thì buộc phải đọc thật nhiều các sách chuyên môn vào, đặc biệt là cuốn sách yoga trị liệu, đọc đi đọc lại để nó bổ sung cái vốn từ. Hoặc là trong cái trường hợp mà mình thiếu vốn từ thì mình buộc phải học các lớp Jin Yoga để bổ sung vốn từ. Tại vì dòng Jin Yoga là nó chỉ tập trung vào nói lên cái cảm xúc của người tập thôi. Mà mình phải là người tập thì mình mới có thể đào được cái cảm xúc để trong người mình ra cho học viên của mình được. Ví dụ như này. Nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại. Thả lỏng toàn bộ cơ trên gương mặt. Cúi nhẹ đầu xuống. Có cảm giác như có ai đó đang xoa bóp gáy cho mình. Buông lỏng hai vai và toàn bộ cánh tay, lòng bàn tay cùng các ngón tay. Hướng sự chú ý về xung quanh vùng rốn, thả lỏng xung quanh vùng rốn. Đúng không? Có những cái câu từ cái dạng như vậy là phải lấy từ cảm xúc của mình ra. Và đôi khi mình vừa dạy, mình vừa nhắc nhở mà mình vừa nhắm mắt để mình cảm nhận cái điều đó. Thì tự động học viên họ cũng cảm nhận được cái điều đó. Đó. Còn động tác thì chúng ta sẽ sử dụng dòng Jinuga nhé. Các động tác và các kiểu giữ tư thế của Jin Yoga. Và buổi trước cũng khá là rõ ràng đúng không ạ? À, các buổi sau thì chúng ta có thể vừa tập vừa học. Vừa tập vừa học nhé, để nó cảm nhận nó dễ hơn. Còn tạm thời thì chúng ta cứ làm quen dần dần đã. Rồi sau đây thì tôi giới thiệu bài của ngày hôm nay. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi đúng Rồi ạ. không? Rồi, ở đây nhé. Là giáo trình 2. Giáo trình thoái hóa khớp gối. Nguyên nhân, chẩn đoán, triệu chứng và điều trị. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải biết được thoái hóa khớp gối nó là cái gì đã. Tìm ra nguyên nhân của nó. Và khi nguyên nhân thì chúng ta phải chẩn đoán được, có nghĩa là phải dự đoán được cái bệnh này là nó có từ những cái gì. Có nghĩa là tìm ra nguyên nhân sâu hơn một chút xíu đấy. Và các cái triệu chứng cũng như là cái gì ạ? Cách điều trị. Chúng ta đi từng bước một nhé. Bước đầu tiên này. Tổng quan về bệnh thoái hóa khớp gối. Khớp gối có vị trí nằm ở đầu dưới xương đùi. Đầu dưới của xương đùi. Đúng rồi. Đúng không? Cái đấy đừng quá dễ rồi. Và đầu trên của xương cẳng chân. Đây này. Xương đùi là từ đây đến đây. Từ đây đến đây là xương đùi. Đúng không? Thì khớp gối nằm ở đầu dưới xương đùi. Đó. Chúng ta có nghĩa là chúng ta sẽ lược từ trên xuống dưới. Hoặc là từ dưới lên trên. Đó. Đầu dưới xương đùi nhé. Rồi. Đầu trên của xương chày, đây này, xương chày này, từ cẳng chân buổi trước chúng ta học về bàn chân, bắp chân này đấy, đầu gối từ đây đến đây là xương chày, đúng không? Cái này cái xương chày cho đùng này, giống y xì cái chày luôn thì gọi là xương chày. Và hai cái mặt này có một cái lớp sụn ở giữa và đây là cái ổ khớp động. Lý do tại sao nó tròn, mọi người nhìn thấy nó tròn không? Đấy, chứ nó không giống đốt thắt lưng là nó xếp bằng với nhau, đốt bán động, còn đây là đốt động nhá, khớp động, động đậy được cái biên độ rất là lớn. Rồi. Đây là một khớp cực kỳ quan trọng. Nó chịu lực tác động của toàn bộ cơ thể vào đây. Vậy thì tất cả những cái người mà bị gừng ích ấy nhé, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tổn thương toàn bộ cột sống. Hoặc là kiềng o cũng vậy thôi. Vậy thì chúng ta có chữa những cái bên trên nó cũng không có giá trị gì nhiều đâu. Điều chỉnh lại cái khớp gối thì tự động nó sẽ khỏi bên trên thôi. Đó. Và cái khớp này đấy, chính vì nó hoạt động quá nhiều dẫn tới nó bị thoái hóa là chuyện đương nhiên. Không thể có chuyện không thoái hóa được, tại vì nó hoạt động quá nhiều, hầu như là thường xuyên nhé, không bao giờ có cơ hội dùng lại, trừ khi là chúng ta làm sao nhỉ, nằm, mà nằm thì chắc chắn là không có rồi đúng không? Thì đó là cái khớp gối nhé và các bệnh liên quan đến bệnh tổng quan của khối hóa khớp gối, lý do chính là sử dụng quá nhiều và hầu hết là chúng ta như thế này này, cái đây là một cái việc cực kỳ tào lao nhé. Tôi nhận đến cực kỳ tào lao là như này. Nhiều khi các bạn lao động làm việc và sáng tạo cũng như là học tập hay cứ này hô này tiến lên xông lên xông lên, xong rồi sáng hôm sau chắp hai tay này biết ơn cuộc đời sớm mai thức dậy cho chúng ta thấy một ngày thật là yên vui đúng không, biết ơn trái đất biết ơn mặt trời. Tôi bảo rằng là tào lao vớ vẩn mất thời gian, biết ơn những khớp gối đi, mua một hộp glucosamine
một hộp canxi, đấy chính là Phật khớp gối, đúng không? Chúng ta đi làm có tiền thì đấy gọi là Phật cơm, Phật gạo, Phật đóng học cho con, đúng không? Đủ các loại Phật chứ chẳng phải bà vãi ông bà Phật nào đâu, đúng không? Tôi cũng dạy tín ngưỡng, cũng dạy thiền, nhưng cũng chẳng phải vái ông bà Phật đâu cả, mà vái chính khách hàng của mình. Khách hàng mình là Phật sống đem tiền đến cho mình về chăm sóc gia đình con cái. Thì ở đây cụ thể chúng ta nhé, chăm cái khớp gối này gọi là Phật khớp gối. Thay vì nghiến răng nghiến lợi góp được ít tiền đi làm đẹp cơ thể trong ngoài, hoặc là mua cái xe đẹp trả góp, trong khi đó đi cảm ơn cả vũ trụ, mà mình lại bực đãi cái khớp gối của mình để cho nó làm việc nhiều quá, và cuối cùng nó bị làm sao, bệnh. Vậy thì những cái người mà không có tuệ, không có tuệ đấy, đi biết ơn những thứ ngoài xã hội, ngoài cái ngoài thân của mình ấy, thì đấy là những người tào lao, đúng không? Và hàng sáng thì tôi liên tục mắng các cụ, các cô chú anh chị là y xì như vậy. Chúng ta biết ơn cả trái đất, cả vũ trụ, toàn thứ vớ vẩn và nhảm nhí, trong khi đó đến ngay cơ thể mình nó phục vụ cho mình miễn phí mấy chục năm trời, mình chưa bao giờ hỏi nó: gối gối, bạn ăn cái gì mà bạn yếu thế, bạn có cần ăn cái gì ngon miệng hay không, mà để cho bạn khỏe ăn không, bạn nói với tôi một câu. Thì cái khớp gối nó chỉ biết kêu đau thôi. Còn chúng ta phải là người là học cái kiến thức và học cái ngôn ngữ của khớp gối. Tôi lấy ví dụ nhá. Bây giờ có phải là chúng ta muốn nói chuyện với trẻ con đó, thì cũng phải là: con ơi đây là con gì, con gì, con gì, con gì, đây là con chim nữa, đúng không? Con này, con này, con gì, con gì, cúc 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 cúc, đúng không? Thì có nghĩa là con gà. Có nghĩa là chúng ta muốn nói chuyện với đứa trẻ thì chúng ta phải học ngôn ngữ của đứa trẻ. Chúng ta muốn nói chuyện với người Mỹ thì chúng ta phải học tiếng Mỹ. Còn bây giờ chúng ta muốn nói chuyện với khớp gối đó thì phải học kiến thức như ngày hôm nay thì mới có kiến thức để nói chuyện với nó. Chứ bây giờ nó chỉ biết là kêu đau, thoái hóa thôi, chứ nó có biết nói chuyện giống như tiếng Việt với mình đâu. Nói hơi quá chứ đến người, ngay cả bây giờ như mình là người Việt, mình nói tiếng Việt với nhau còn không hiểu, nhiều khi còn đếch hiểu, thậm chí là còn tạo xung đột. Xung đột nhân không nói người ta đỡ ghét, mà nói xong người ta còn ghét mình hơn, người ta không biết mình dốt, người ta ghét mình hơn, đúng không? Vậy thì để học được cái ngôn ngữ tiếng Việt mà người Việt giao tiếp với nhau đã khó rồi, chưa nói đến việc là học cái ngôn ngữ của khớp gối để có thể nói chuyện và hiểu được khớp gối, có đúng không? Vậy thì rõ ràng nhá, hiểu người hiểu ta trăm trận trăm thắng, đúng không? Chúng ta có thể hiểu cả vũ trụ, hiểu rất rõ về một chiếc xe ô tô chạy bao nhiêu phân khối, đường phố thì hết bao nhiêu xăng, hiệu gì, máy lạnh điều hòa, đủ các thứ linh linh vân 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 vân. Nhưng rất hiếm người hiểu được về một vài bộ phận trên cơ thể của mình một cách chi tiết như giáo trình yoga trị liệu này, đúng không? Đây là chúng ta đang hiểu hết tất cả về cái khớp gối, chức năng, nhiệm vụ, rồi là bệnh tật của khớp gối. Có thể chúng ta thay vì đi tìm hiểu những thứ ngoài thân, bây giờ chúng ta tìm hiểu trong cơ thể của chúng ta, đúng không? Vậy thì trị liệu chính là một cái quá trình biết sai mà sửa. Trị liệu là một cái quá trình nhé, biết sai mà sửa, chứ không phải là học để làm gì ạ? Lấy kiến thức đi trị liệu, có nghĩa là chúng ta học, chúng ta biết chúng ta làm cái gì sai, cái nghiệp gì tạo ra cái bệnh của chúng ta, thì chúng ta sửa cái nghiệp đấy, thì đấy chính là biết sai mà sửa. Trị liệu nó là chỉ đơn giản như vậy. Tôi được học như thế nào tôi dạy lại y xì các bạn như vậy đó, toàn bộ những kiến thức tôi được học như nào tôi dạy lại y xì mọi người như vậy, kể cả cái ngôn từ của những các thầy cô dạy tôi, đúng không ạ? Thì đó chính là tổng quan về bệnh thoái hóa khớp gối, nó chỉ ngắn gọn trong mấy từ khóa thôi. Nếu như các bạn ghi được mấy từ khóa đó thì các bạn có thể có rất là nhiều ngôn từ nói thoải mái, ví dụ gặp cái đầu dòng, đúng không? Trị liệu là một quá trình học tập để biết sai mà sửa, khác hoàn toàn nhé. Đó, cái vốn từ này chúng ta nó khó ở chỗ là nếu như trong trường hợp chúng ta trải nghiệm sống của chúng ta ít, có rất nhiều người sống đến năm 70 tuổi nhưng mà trải nghiệm sống rất ít, thành ra bị thiếu từ, bí từ, thì cố gắng vay mượn vốn từ thật nhiều vào. Vay mượn dễ mà cứ đọc nhiều sách là có vốn từ ngay. Đó. Phần thứ hai này, thoái hóa khớp gối là gì? Bây giờ chi tiết nhé. Thoái hóa khớp gối là cái hiện tượng mà loạn dưỡng ở khớp, có nghĩa là nó không đúng cái quy trình nữa. Mọi người nhìn vào cái hình ảnh minh họa này, đây là lớp sụn bọc đầu xương nhé, nó màu trắng, nó bọc cái đầu xương này, bên dưới có cái đĩa đó, đúng không? Đó, có nghĩa là ổ này là ổ gần như là ổ khớp động, một ổ bên trên là động, ổ bên dưới là bán động, đúng không? Thì cái phần xương đấy, cái phần xương này, khi mà cái sụn này nó bị mẻ hoặc nó bị mòn, mẻ hoặc mòn nhé, mà mẻ thì có nghĩa là do chấn thương tổn thương gây ra, tai nạn giao thông hay cái gì đó, tai nạn lao động. Còn nếu như mà mòn, mòn đi mà nòi cái xương ra, trơ xương ra, thì có nghĩa là khấu hao cơ thể quá nhiều,
sinh nở, lao động làm việc quá sức, nó dẫn tới là nó không có đủ năng lượng để đắp vá bồi để nó mòn, có đúng không? Và dẫn tới là sụn bắt đầu bị thoái hóa. Và cứ tiếp theo này, bước một là sụn bắt đầu bị thoái hóa nhé, có nghĩa là méo cái đĩa sụn đi, đúng không? Đĩa sụn nó tròn như này nhưng bây giờ nó bị méo đi, nó vẹt đi. Đây chúng ta đang từng bước tìm hiểu từng bước một nhé. Cái bước thứ hai là sụn bị mòn ở cái mức độ là xô lệch, có nghĩa là sụn trên mòn, sụn dưới cũng bị lệch đi, nó giống như ở đây này. Ai đó mà bị mọc cái răng khôn nha, ở đây có ai mọc răng khôn không? Có phải khi mọc cái răng khôn mà chúng ta không nhổ đi thì toàn bộ hàm răng của chúng ta sẽ bị lệch và sâu đi đúng không? Tự nhiên có một cái nó khảnh ra đúng không? Đó. Và nếu như trong trường hợp chúng ta vẫn không nhổ đấy thì bắt đầu nó bị mòn cái khớp cắn ở khớp này. Này. Hàm trên hàm dưới nó bị mòn. Thường là hàm trên nó chùm xuống hàm dưới, làm mòn cái hàm dưới, là cái hàm dưới là răng của chúng ta nó bằng như này, nó vẹt đổ vẹt xuống dưới như ra ngoài. Với cái hàm răng của chúng ta đang thẳng đấy nhá. Thì giờ nó mòn ở phía ngoài, cái mặt nên là mòn đúng với mặt ngoài, nó cái mặt này nó mòn chéo dưới. Bắt đầu cái khớp nhai của chúng ta nó chệch khỏi nhau. Nó chệch khỏi nhau thì bắt đầu nó nứt khớp. Nó nứt và dẫn tới làm sao vỡ răng và sâu răng. Có đúng không? Đến cái răng của chúng ta nó còn bị xô lệch chứ chưa nói gì đến cái khớp gối. Thì bắt đầu nó bị chênh chênh khớp và nó mòn cái ổ khớp đi. Và nặng nhất là bắt đầu gai. Gai có nghĩa là hai cái đầu xương này nhá, nó hết cái đĩa sụn rồi. Và nó mòn nó thủng nữa rồi thì gai bắt đầu nó mọc ra. Đúng không? Thì cái bản năng của cái xương cứ cái gì cọ sờ nó là nó mọc gai ra. Không cần biết cứ cái gì cọ cọ sờ cạo 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 là nó mọc gai ra. Thế này hai đầu nó mọc ra nó khóa vào thế thôi, khỏi đứng lên ngồi xuống, chỉ đi thẳng và đi bằng nạng thôi. Đúng không? Và bề mặt khớp gối hình thành các gai xương cuối cùng đến biến dạng khớp gối ở cái mức độ nặng hay còn gọi là gai khớp gối. Đúng không? Gai khớp gối nặng lắm đấy. Thường những người gai khớp gối là những người cực kỳ cầu thả. Nói thật nhá, cái bản thân của họ mà họ còn không có kiến thức họ chăm ấy thì đừng bao giờ mà mong họ chăm mình. Ví dụ như này, nữ giới mà bị bệnh thoái hóa thoát vị lưng, thoái hóa khớp gối, tôi có thể khẳng định nhé, những con người đấy chỉ biết nấu cơm là căn bản, quét nhà hoặc làm những cái việc gọi là bình thường chứ không hề có một chút trí tuệ nào cả. Xã hội bây giờ có đúng là trước đây có phải là chữ dành cho bậc thánh hiền đúng không? Mọi người có nhớ trước đây cách đây tầm khoảng 80 năm trước đất nước chưa giải phóng, tất cả những người phụ nữ ở đây không bao giờ được học chữ, mà chữ chỉ dành cho đàn ông thôi. Phụ nữ sẽ ở xuống dưới bếp và làm gì nhỉ? Nấu cơm và ăn cơm ở dưới bếp luôn. Còn thậm chí còn không được ngồi lên trên nhà ăn cơm nữa nhé. Mà xã hội thay đổi rất là nhiều trong vòng có mấy chục năm. Và hiện tại bây giờ thì ai cũng được học chữ. Ai cũng được học tất cả các loại kiến thức và chữ. Và tràn gần như là miễn phí toàn bộ xã hội. Trước đây những cái kiến thức như này nhé, không bao giờ có ở ngoài đời. Chỉ có bác sĩ họ mới có thôi. Còn bây giờ họ chia sẻ ở các cái giáo trình khác nhau. Và có rất là nhiều. Đúng không? Vậy thì ai không học chắc chắn là cuộc sống của mình sẽ rất mệt mỏi, không khác gì cách đây của tầm 7-80 năm trước. Chúng ta đã từng ước một lần trong đời nhé. Giá như bây giờ tôi trẻ lại như tầm 20 tuổi mà tôi khôn và nhạy cảm như bây giờ. Có ai từng ước như vậy không? Chắc chắn là có đúng không? Giá như bây giờ tôi ước gì tôi trở lại 20 tuổi mà tôi khôn và nhạy cảm như bây giờ thế thì quả tôi tất. Đúng không? Chẳng qua là tôi cầm cái trí tuệ của thời đại bây giờ nhưng quay trở lại 40 năm trước. Vậy thì chắc chắn thành công rồi. Ví dụ tôi mà bây giờ về quê, những cái vùng gọi là nghèo nghèo xa xa một chút đấy, chắc chắn là tôi làm đại ca của một cái khu vực đấy, về gọi là yêu ga, đúng không? Gọi là đại ca nghe cho oách nhá. Hoặc là một chuyên gia rất là gọi là có tiếng, có chuyên môn tốt. Thì mọi người cũng vậy thôi. Giả thiết như bây giờ chúng ta cũng ở đây thì cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sang Lào hay sang Campuchia chẳng hạn, hay sang Châu Phi thì chắc chắn là cũng ghê gớm đấy. Nó có chuyên môn rất là đặc biệt. Có đúng không? Thì rõ ràng là kiến thức nhá, dù ở bất kỳ thời đại nào đều có giá trị hết. Và ai sở hữu kiến thức là người đấy thành công. Chắc chắn là thành công. Chỉ là thành công nhiều hay ít thì mình cũng dám chắc, nhưng mà chắc chắn là thành công. Có đúng không? Và trong cái giai đoạn đầu đấy, chúng ta quay lại vấn đề nhá. Ở trong cái giai đoạn đầu của bệnh thoái hóa khớp gối thì dịch trong bao khớp chưa bị ảnh hưởng gì nhiều. Có nghĩa là có gai đi chăng nữa thì cũng vẫn chưa bị bục. Có đúng không? Mới là thoái hóa gai xíu xíu thôi, chưa bị bục. Chưa có nhiều tổn thương. Nhưng khi khớp tổn thương nhiều, dịch khớp sẽ bắt đầu càng ngày càng ít và tràn ra. Ít nhá, có nghĩa là bị tràn ra ngoài thì nó mới ít đúng không? Thi thoảng nó
mọng lên cái và nó tràn ra ngoài, rồi cuối cùng là hết, chẳng còn cái gì mà tràn cả. Thì ở đây buổi trước tôi đã chia sẻ rất rõ rồi, có một bạn bạn lớp tôi, bạn đi tràn dịch khớp gối, nhưng tôi biết bạn là huấn luyện viên giáo dục thể chất của trường FPT, và tôi khuyên bạn là cứ tập đi, tại vì tôi biết thừa là tập hay không tập rồi sớm muộn nó cũng tràn hết ra thôi, mình biết rồi mà, gặp nhiều rồi, có khuyên hay không khuyên thì nó cũng tràn hết thôi. Và đúng là ngay hôm sau thì bạn tràn dịch khớp gối, bạn không đi tập nữa, và chắc thì khoảng 1-2 tuần thì nó hết, nó lại lọ mọ bò ấy thôi, không vấn đề gì cả. Nếu như trường hợp mà nặng quá đấy, để nó mòn không còn một tí gì cả, và cuối cùng là hai cái ổ khớp ấy nó chẳng còn cái gì cả, nó còn mỗi xương nó thụn vào nhau thôi, và dẫn tới là hẹp, hẹp nhá, hẹp toàn bộ cái đĩa sụn đó, nó giống như này, cái khoảng cách giữa hai đầu xương nó phải có một khoảng 1 cm, nhưng bây giờ nó hẹp hết cỡ rồi, nó còn 0,5 mm thôi. Và thi thoảng chúng ta di chuyển lại nghe tiếng, nghe tiếng gì nhỉ, quay này này, rộp 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 đó, ngoáy ngoáy trên lớp này, cô giáo hướng dẫn học sinh là tập khởi động, nó quay nó cứ rộp 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 phát, rồi nghe nó như cảm giác như là xương mòn nó mài vào nhau ấy, thì làm sao mà còn người trâu chết bỏ chết nó chi là người, đúng không? Và chắc chắn là sớm hay muộn là cũng mọc gai ra, và mọc gai ra rồi nó còn đan vào nhau nữa cơ, có nào không co phải giữ được chân như này đó. Rất nhiều người chưa đến mức độ nặng như vậy nhá, nhưng mà ngồi thế ngồi quỳ chỉ có thế này đó đấy, lưng lửng lửng đấy thôi, có ngồi được xuống đâu, chỉ lưng lửng này thôi, nhường đổ cơ, hoặc có ngồi được xuống nhưng mà phải nhào người trước nhỉ, đó có nghĩa là mông tách một chút. Lý do là sao, hai cái ổ khớp này nó mòn hết rồi, không gấp lại được, không gấp lại được đúng không, không gấp lại được, không gấp lại sao được, có cái gì đâu mà gấp, nó co chỉ được thế này thôi, nó thoại vào nhau rồi còn đâu nữa đúng không, thế thì toi thôi này, nó phải gấp được lại như này đấy. Thế tôi lấy ví dụ nhá, nó quay về trước này, đây là khớp gối nhá, nó phải gấp được như này, phải gấp được như này đấy đúng không, nó gấp được lại, nhưng mà bây giờ làm sao nhỉ, hai cái xương nó dính chặt vào nhau rồi, nó khóa lại như này này, khỏi gấp, khỏi gấp, khỏi gấp, có đúng không? Và hầu như ngày nào tôi cũng cho các cụ, các cô, chú, anh chị tập thế anh Hùng Quỳnh, nghe cũng vậy, và lấy đấy làm cái tư thế ngồi thiền luôn, tập trung khoảng 5 phút đầu giờ, ngồi thật tĩnh tâm 5 phút đầu giờ để lớp tập trung lại một việc thôi đúng không, sau đó được yên ổn tập trung rồi bắt đầu mới tập, chứ không phải là ngồi khoanh chân ngồi thiền đâu nhé, mà được 2-3 việc trong một luôn. Rồi tôi tổng kết lại, sau đó này mình đặt câu hỏi nhé. Nhất chúng ta phải khái niệm được cái bệnh thoái hóa khớp gối là gì, và tiếp theo là phải biết được thoái hóa khớp gối là gì. Thì ở đây thoái hóa khớp gối ghi rất là rõ nhé, sụn xương bị lồi, sụn bắt đầu bị thoái hóa, sụn bị mòn lệch cả hai ổ, và cuối cùng là gì nhỉ, thoái hóa đầy đủ kèm gai xương. Rồi mọi người tương tác đi ạ, chúng ta dừng lại một chút, với khối lượng kiến thức lo nhiều nhiều là mình sẽ bị loạn. Mọi người cứ mắc ở đâu chúng ta xử lý đây luôn. Thầy ơi cho em hỏi là cái khi mà cái khớp gối của mình cử động ấy thì nó kêu ra cái tiếng kêu ấy răng rắc hoặc là cái tiếng kêu như thầy có vừa nói ấy, thì là em thấy là họ nói là cái bọt khí ở trong cái khớp gối không? Khi mà mình cử động ấy thì nó bị vỡ bọt ra nó kêu thì có phải không thầy? À, cái đấy đúng nhưng không phải là tiếng kêu rộp một cái nhé, có nghĩa là tiếng kêu ròn. Vừa rồi tôi có minh họa tiếng kêu rất rõ không, rộp rộp có nghĩa là tiếng kêu rất là ròn, vậy thì cái gì nó kêu ròn đấy, còn đây mới tiếng kêu là bọt khí này. Đây mọi người nghe tôi nghe không, Không đến lúc nghe thấy bẻ đây, tôi làm bẻ lại giống nhá, tiếng kêu bẻ đấy ạ. bẻ ngón chân ngón tay này hết rồi đấy, tiếng bẻ ngón chân ngón tay nó kêu cốc cái thôi, cốc cái thôi đúng không, nó chỉ kêu cốc 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 cốc, kể cả vặn lưng lại kêu cốc cái, cốc cái vặn cổ nhá đấy, nó tiếng kêu cốc cốc cái thì đấy chính là tiếng kêu của bọt khí, có nghĩa là áp lực ở trong cái bao hoạt dịch nó tạo ra, còn tiếng kêu nó rộp một cái có nghĩa là nó rất là ròn, thì đấy là tiếng kêu gì nhỉ, từ xương thoại vào nhau, rộp cái sọt ra đúng không, chứ cốc 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 hết thì còn đâu mà nắm nắm thế mà kêu rộp, vẫn giống như kiểu như giống như là bắn đạn liên thanh đấy đúng không.
Rồi mọi người hỏi tiếp đi. Cái tiếng Đây, cho em kêu hỏi. rồi em hỏi lốt thầy đã. Cái tiếng kêu từ xương ấy thì nó sẽ nguy hiểm đúng không thầy? Cái tiếng Nó kêu từ báo hiệu xương, những cái vấn đề gì ạ thầy? tiếng kêu từ xương ấy thì 80-90% là cái dịch ở khớp gối nó không còn nhiều nữa rồi, có lẽ nó còn tầm 20-30% thôi, và test kiểm tra được các thế anh hùng quỳ là họ không thể ngồi được, hoặc là ngồi được rất ít thời gian đấy, ngồi được biên độ ít và ngồi được ít thời gian, có lẽ chỉ còn tầm 30% cái lượng dịch ở trong khớp thôi. Thì những người đó vẫn chưa bổ sung glucosamine vào thì toang thôi, sớm muộn cũng toang, không tiếc tiền được đâu. Những người đấy mà thoái hóa khớp gối thì trời cứu, không chữa được. Nó là thoái hóa, nó đã thành mọc gai xương thì không thể cứu được. Thay khớp gối thôi, thay khớp gối dạo nó rẻ, tầm 40 triệu khớp, ngồi sắt luôn, bền vĩnh cửu, Thế còn chết rồi thiêu vẫn vậy. nếu mà bị tràn dịch khớp gối rồi ấy thầy thì có uống glucosamine được không thầy? Không uống được. Trong Bị lúc tràn đấy, trong lúc tràn mà uống vào thì nó tràn mạnh hơn thì mình càng kinh, có nghĩa là cứ để nó tràn hết đi chả sao cả, hết rồi chúng ta ăn một loại còn lại. Chứ bây giờ nó đang tràn có nghĩa là nó đang rách rách một cái hở, nó hở miệng, nó rách ở cái ổ nó ra, và bây giờ mà chúng ta uống uống nhiều và bổ sung nhiều thì nó rách rộng thì sao, đúng không? Nó kích, nó rách rộng sao, tôi cứ kệ nó, để cho nó làm sao vận động thật nhẹ nhàng, hoặc là không vận động, nằm yên một chỗ trong vòng vài ngày, thế là tự động nó vá lại, nó vá lại rồi xong bắt đầu mới uống. Đúng không? Chúng ta uống mục đích uống là để lấy chân đi đi dùng. Còn trong trường hợp mà chúng ta ngồi xe lăn được trong một thời gian thì nhòn nhanh khỏi lắm. Hoặc là đi bằng lạng trong một thời gian thì rất nhanh khỏi. Nhưng đa phần mọi người là như này. Không biết được cái bệnh thoái hóa khớp gối hoặc là tràn dịch khớp gối nó đem lại cái hiệu quả hay là cái hậu quả gì cho mình. Thành ra là mọi người cái kiểu như này này. Có bệnh thì chữa, uống thuốc chữa thôi. Chứ không biết được cái bệnh nó tăng nặng đến cái mức độ nào cả. Và cũng không biết rằng là cần phải chữa trị theo kiểu gì, và thường là chúng ta vừa chữa trị vừa sử dụng. Thực ra thì đôi chân hàng ngày chúng ta cũng không quá nhất thiết phải cần đến chân đâu, thực sự đấy. Trong trường hợp mà mình có bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp gối, mà mình có kiến thức rồi nhá, mình không cần dùng chân mình vẫn di chuyển được cơ mà, đúng không? Trong trường hợp bị thoái hóa nhá, mình có thể dùng nạng mình di chuyển, có đúng không? Và sau khoảng nhiều lắm một tuần thôi là tự nó lành cái chỗ đấy rồi, thì bắt đầu mới bổ sung glucosamine trong vòng khoảng một tuần nữa, thì có nghĩa là có khớp gối gần như là khỏe mạnh như cũ rồi. Nhưng ở đây thì đa phần mọi người là vừa chữa bệnh, vừa sử dụng khớp gối, thậm chí là còn mạnh, không kém gì cũ. Chính vì vậy mà không khỏi được. Đa phần là như vậy nhé. Tại vì bác sĩ không bảo chúng ta là bao nhiêu lâu nó sẽ tự phục hồi. Bác sĩ không có trách nhiệm phải bảo cái việc đấy. Đúng không? Họ không bảo chúng ta như chúng ta học trị liệu thôi nhé. Giả thiết như chúng ta bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp gối chẳng hạn, bác sĩ sẽ bảo là kê đơn cho giảm đau tiêu viêm, uống đi. Rồi nó sẽ khỏi, đúng là nó khỏi thật, nhưng bác sĩ không bảo mình rằng là chị ơi, cái công việc của chị nó có cần quá nhiều đến chân không, nếu như cái công việc đời sống hàng ngày buộc phải dùng chân để đi kiếm tiền hàng ngày, kiếm ăn cái đổ mồm thì bắt đầu bất khả kháng, không nói làm gì. Còn trong trường hợp không dùng đến chân mà vẫn lao động làm việc được thì dùng cách nào đó để không cần dùng chân vẫn di chuyển được không. Nếu làm được như vậy nhé thì 100% là khớp gối sẽ khỏi trong vòng khoảng chục ngày là tối đa. Thì lấy cái ví dụ test kiểm tra nhé, ai đó bây giờ đang bị đau lưng, không làm cái gì nữa, không làm cái gì nữa nhá, nằm xuống nghỉ ngơi thư giãn, đi chơi một tuần về khỏi luôn, chẳng cần phải chữa gì cả đó, nghỉ ngơi thư giãn không làm cái gì cả, đi chơi một tuần luôn, đi chơi đi thư giãn linh tinh, nằm nghỉ ngơi thư giãn nhẹ nhàng về khỏi luôn. Đây là cam kết nhé, tôi đã đo lường rất nhiều năm rồi. Chứ còn nếu mà đang thoát vị, đang đau lưng mà có chữa rời chữa bụt đi nữa, tí về đi làm thì vẫn như cũ thôi, không giải quyết vấn đề gì cả, đúng không? Thì đây là một trong những cái cách mà chữa liệu chữa chữa bệnh mà có nghĩa là cơ thể nó tự phục hồi mà bác sĩ không dạy cho chúng ta. Đó, trách nhiệm của họ không phải dạy chúng ta, trách nhiệm của họ chỉ chữa thôi, họ không dành hơi họ dạy chúng ta những cái điều này. Và cái điều này là có y tế dự phòng, trách nhiệm của y tế dự phòng không phải trách nhiệm của họ, đúng không? Rồi mọi người kết nối đi ạ. Vâng, thế cho em hỏi. Như thầy nói đấy, thì là khi mà mình xoay khớp gối nó có tiếng kêu lục cục ấy, thì em thấy là có không không phải là những người già nhưng mà những người rất là trẻ đấy, khi họ họ xoay gối họ cũng phát ra những tiếng kêu như thế nhưng mà không hề thấy đau, thì đấy cũng có phải là một dấu hiệu của thoái hóa khớp gối không? Những cái người mà già bây giờ đặt đặt lát nữa mình đến cái phần cái nguyên nhân nhé, em hỏi nó sang Vâng. phần nguyên nhân mất rồi, thì bây giờ giả thiết bây giờ mình trả lời sớm nhé, nguyên nhân thoái hóa khớp gối có đâu phải là mỗi người già mới thoái hóa đâu,
Vâng. Người già là lão hóa, còn người trẻ là dùng quá nhiều bị làm sao? Bị hao mòn sớm. Đầy người bây giờ, người già người ta có suy thận đâu, nhưng người trẻ suy thận đầy, đúng không? Người già có ung thư đâu, nhưng người trẻ ung thư đầy. Thì rơi vào cái trường hợp là người trẻ dùng nhiều quá hỏng khớp gối, hoặc dùng sai cách hỏng khớp gối. Như buổi trước có bạn bị lao động làm việc ở Nhật này, đấy bạn đây này, thì có phải là đứng lâu quá dẫn tới là làm sao giãn tĩnh mạch, đứng dây chuyền thì làm sao dừng được, ngày bao nhiêu tiếng thì được nghỉ trưa nát, xong rồi lại làm tiếp thì suy kiệt cơ thể dẫn tới là hỏng cái khớp gối. Thì thường những người như vậy đa phần là ít vận động, lười vận động, ngồi yên một chỗ đó, nó làm năng lượng nó không lưu thông được. Hoặc là những người vận động mạnh quá, kể cả huấn luyện viên yoga quay vẫn cục 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 là bình thường, đúng không? Dùng nhiều quá đáp ứng không đủ thì cục thôi. Tôi biết nhiều Là huấn luyện viên yoga vậy. nó cũng là dấu hiệu của bệnh rồi đúng không thầy? Đúng rồi, chính xác Vâng. là dấu hiệu của cái trường hợp Vâng, tại là vì hết họ năng ví dụ lượng, là họ cũng cũng chưa thấy đau mà. hết năng lượng Nhưng mà đúng rồi sẽ đau đúng không? không? Sớm hay muộn thôi, có khi tuần sau đau. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy. Những trường hợp như vậy đấy, cái cách chữa trị tốt nhất chính là phòng bệnh, tại vì nó đã có triệu chứng, nó đang nói chuyện mình đấy. Ví dụ như bây giờ nhé, tình trạng nặng nhất của nó là gai đúng không? Tình trạng nhẹ nhất chỉ là thoái hóa thôi, mà tình trạng nặng nhất là gai là mức độ số 4 rồi. Mức độ nhẹ nhất là thoái hóa, mức độ thứ hai là gì nhỉ? Tràn dịch. Mức độ thứ ba là cái gì nhỉ? Mòn ổ khớp. Mức độ thứ tư là thoái hóa. Vậy thì chưa đến cái mức độ, xin lỗi, mức độ thứ tư là gai. Nhưng mà cái mức độ đầu thì bao giờ nó cũng nói chuyện chúng ta nhé, nó sẽ bị đau ê ẩm. Nếu như là đốt thắt lưng, đốt thắt lưng nhá, thì sẽ đau, bị đau ê ẩm, các cái ổ khớp vai và cổ sẽ đau ê ẩm, đau khó chịu, thậm chí là choáng choáng chóng chóng. Nặng hơn một chút thì đau om, nó đau om, đau hết cả khu vực đau om. Và nặng hơn một chút thì đau om đi kèm các tiếng kêu, cảm giác nó mắc mắc cài cài, nó tức nó chối. Nó không đau đến mức độ kinh lắm nhưng mà nó tức nó chối, hoặc nó không đau tức chối nhưng mà nó tạo những tiếng kêu như vậy. Có là chưa chèn dây thần kinh, nó không có tiếng kêu, đúng không? Nó chưa chèn chèn dây thần kinh thì nó không bị đau om, nhưng mà nó có cái tiếng kêu như vậy. Thì đấy chính là cái ngôn ngữ của nó báo hiệu cho mình sớm. Bạn ơi, tôi bị đau rồi đấy. Có điều là ở mức mấy? Xong sau đó bắt đầu mới thành bệnh, và nó bắt đầu các mức của bệnh. Có đúng không? Cái này thì chúng ta cố gắng làm sao ghi chép và nhớ vào. Ghi chép và nhớ tại vì nó liên quan đến triệu chứng, đúng không? À, cụ thể nhá. Mức độ nhẹ nhất này thì bắt đầu có tiếng kêu cục cục như vậy đấy. Cục 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 cục, cố tình vặn thì không nói làm gì đó, còn cứ di chuyển lao động và làm việc cứ kêu cục, cái kêu thường xuyên. Nữ giới là rất hay bị kêu ở khớp háng nhé, buổi sau chúng ta sẽ học đến khớp háng là mọi người di chuyển nó cũng kêu cục 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 ấy. Và vì tại sao nữ giới bị hay bị hỏng khớp háng, tại vì nữ giới sinh lở nó giãn cái dây chằng ở cái ổ khớp háng, dẫn tới là di chuyển nó có cục 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 cục, mà ai không điều chỉnh sớm thì toàn bộ bộ phận sinh dục nó xà xuống dưới hết. Tôi đang chữa cho một em bị bệnh sa tử cung, nghèo lắm, còn chẳng có tiền nữa cơ, bỏ cóp mãi mới được liệu trình, nghĩ thương quá, chả nhẽ lại miễn phí không? Nhưng mà thôi, miễn phí có khi lười, thôi thu, đúng không? Và cuối cùng vẫn phải bảo em ấy rằng là đi thu nhỏ cái cửa mình lại, sa tử cung nhưng mà thu nhỏ cửa mình lại thì nó cũng đỡ 70-80% luôn. Có lẽ cái cửa mình bây giờ rộng toanh toang rồi, đường kính thì có lẽ phải đến tầm 7 cm rộng này. Đó. Thì làm sao cổ tử cung không đổ hết ra ngoài, không chữa thì không chữa được, không thu lại thì không chữa được, hỏng hết cơ thể rồi, có cái khớp háng nó hỏng mất rồi đâu. Thì buổi sau thì sẽ có những cái bài đấy thì mọi người thấy là có thú vị, thú vị, có những bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể chữa được không một đồng nào cả, rất là dễ luôn, nó chỉ cố gắng chịu khó học một tí, đúng không? Thì các triệu chứng về thoái hóa khớp gối lát nữa chúng ta sẽ xong phần tiếp theo, mọi người kết nối tiếp đi. Thầy ơi cho em hỏi thầy, em có biểu hiện đó là khi mà mình tập một bài tập căng cơ đùi trước giống như chiến binh hoặc là căng lưỡi liềm đó, mà tập trong thời gian như 1-2 phút thì bắt đầu gối em nó sẽ nóng lên, nó nóng cảm giác nó buốt buốt á, em nên ngưng lại vì cái đó là biểu hiện ở giai đoạn mấy của khớp gối này? À, tình trạng đấy thì là do cái cơ ở đầu gối của em nó ít và dẫn tới là nó quá tải thôi, chứ không ảnh hưởng gì cả. Dạ, nó nóng Cái lên cơ, thầy, nó nóng cái khớp lên. cái ổ khớp cái của em có nghĩa là chính như này, cái đầu khớp gối này nó có cái dây chằng, đúng không? Nó có cái dây Dạ. chằng ngang dọc chéo trước sau và cơ, nhưng mà do là
Do là cái cơ đấy của em nó nhỏ, đáng lẽ là nó phải to bằng hai đầu ngón tay, nhưng của em chỉ bằng một đầu ngón tay thôi. Có nghĩa là cái sợi cơ nó bé, dẫn tới là nó không chịu tải được cái trọng lượng cơ thể và cái thời gian dài như vậy, thì bắt đầu nó tăng nhiệt, nó tăng nhiệt nhá. Đúng rồi, Thì có nghĩa là cái nhẹ. lượng vận động đấy nó lớn so với cái đầu cơ ở đấy. Tuy nhiên này, cái đầu này nó không có dây thần kinh. Em nhớ ngày xưa thi thoảng có cái sơn đông mái võ, người ta có các cái lò võ, tôi đi mãi võ, tao bán thuốc dạo ấy, có nhớ không? Người ta hay cắt cái chân con gà, cắt đi cái, xong sau đó bẻ gược lại như này đúng không? Xong sau đó người ta trở vào bôi những thuốc vớ vớ vẩn vẩn đấy, xong rồi thả ra con gà lại chạy được tiếp đúng không? Có nhớ không? Con người cũng thế, cắt cái dây chằng chéo này vứt đi. Nhiều người đang đi đường nhưng ngã vắt cái dây chằng chéo lổ bùm vứt, lổ như lốp xe đúng không? À, từ hồi tôi dạy đến giờ là có hai học viên bị đứt dây chằng chéo gối và một cậu học viên huấn luyện viên yoga tên là Phạm Việt Dũng, đẹp trai cao to 1m8 mấy, là đứt dây chằng chéo gối lổ đùm một phát luôn như lổ lốp xe. Thì cái cơ đầu gối của em bây giờ đấy, dây chằng ấy nó bé và nó không chịu tải được lực. Tuy nhiên thì ở đấy không thấy đau đâu nhá, cắt đi rồi mà có thấy đau đâu, đứt đi rồi không nối lại vẫn không đau, nó chỉ tức tức một tí thôi, có đúng không? Đó, vậy thì em phải tăng cái lượng cơ của mình lên chứ không hề bị bệnh nhá, chỉ là cái sợi cơ nó nhỏ quá, nó dẫn tới là nó không đủ chịu tải và nó tăng nhiệt. Nhưng mà chính vì nó không có nhiều cảm giác đau nên mình chỉ biết cảm thấy là nó nóng hơn thôi, chứ nó đau như da thịt là mình ái ui mình không tập đâu. Đó, cho nên là tập vào đầu cơ rất là nguy hiểm khi không có thầy cô hướng dẫn ở bên cạnh, và nhất là tập theo bản năng, đặc biệt là những người thích tập theo kiểu động tác phức tạp ấy. Rất nhiều năm huấn luyện của tôi và giảng dạy yoga nâng cao ấy, tôi không bao giờ tác động vào đầu cơ, chỉ tác động vào thịt và bụng cơ thôi. Tác động vào đầu cơ là phải tập rất là khéo, không thể tập phong trào được, tập chơi chơi được, phải tập nghiêm túc. Chứ còn đa phần các bạn tập nâng cao nhé, đây là một cái lưu ý này, tôi có thể khẳng định nhé và cam kết được nhé, tôi chịu trách nhiệm về tất cả những chuyên môn của tôi. Tất cả những bạn mà mới tham gia tập luyện yoga, mới tham gia tập luyện yoga được khoảng 5 năm đổ lại, 5 năm đổ lại nhé, mà các bạn cố tình tập nâng cao trong một thời gian ngắn, tập nâng cao trong một thời gian ngắn nhé, thì toàn bộ cái hệ thống đầu cơ của mình, hay còn gọi là gân, với cả dây chằng, nó không to kịp lên, có nghĩa là nó không to được lên. Về căn bản là nữ giới lại ăn để uống lại nó đơn giản, nó không không ăn nhiều thịt cá như nam giới, thành ra cái sợi cơ và đầu gân của các bạn rất là nhỏ. Nhưng khi các bạn tập thì lại ở cái cường độ vận động nó rất là lớn, có nghĩa là rất là dẻo lớn. Nhưng nếu như chỉ tập dẻo không nhất thì không sao, các bạn lại vừa tập di chuyển, vừa tập dẻo, vừa tập khống chế. Có nghĩa là ví dụ như này, vừa tập động tác nâng cao vừa khống chế nhé, đây là động tác khống chế, ví dụ đây là khống chế đi, khống chế nhá, đúng không? Đây là đơn giản, là khống chế đơn giản nhé, đúng không? Sau lại vừa giữ thăng bằng, vừa giữ thăng bằng như này chẳng hạn đó, sau lại vừa vặn xoắn, có nghĩa là các bạn lại tập trung ba bốn năm bảy người với nhau, tập vừa giữ thăng bằng vừa vặn xoắn vừa khống chế, đứt rách đầu cơ và dây chằng, 100 người đều đứt cả 100, chỉ là sớm hay muộn hoặc đứt nhiều hay đứt ít thôi. Có nhiều người tập dồn dập trong vòng khoảng một vài tuần hoặc một vài tháng kiểu gì cũng đứt, sớm hay muộn, thì cũng giống như tình trạng của em, nó chỉ là nóng cái đầu cơ thôi, nhưng mình chỉ biết đơn giản nó nóng đầu cơ, chứ thực ra là cái sợi cơ và đầu dây chằng của mình nó bị bé, nó dẫn tới là nó không trụ được lực, em hình dung không? Và rồi đứt đó. Vậy thì cách tốt nhất là ăn tăng cái lượng đạm lên. Đạm ấy thì lại gặp cô Ngọc Anh, phần đạm này ưu tiên đạm thực vật nhá, chứ không phải là đạm động vật, ưu tiên đạm thực vật. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mình muốn tập thì buộc phải ăn đạm động vật. Mình tập la đà đùng đỉnh thì ăn đạm thực vật, còn mình tập dồn dập thì phải ăn đạm động vật để nó nhanh chóng vá cái sợi cơ mà bị rách nứt đi lại, để tránh trường hợp nó tạo sẹo nhé. Rất nhiều người tập như này này, buổi sáng tập thì thấy cứng nữa, hoặc là tập thì đau, đau lắm, đau 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 lắm, đẻ đau nhá, xong lỡ rồi mấy hôm sau đau quá, ui đau lắm đau lắm, xong nghỉ vài hôm thì nó bớt đau, xong lại tập, tập thì ban đầu nó rất là đau, xong một tập một lúc thì nó bớt đau đúng không, ban đầu thì rất là đau nhưng một lúc sau thì thấy bớt đau. Các bạn biết biết điều gì xảy ra, đây chính là trị liệu nhé. Ban đầu tập thì đau, một lúc sau thì bớt đau, thì có nghĩa là sợi cơ của các bạn đã rách một phần hoặc đứt một phần rồi. Nhưng do là mình tập thì người mình nó nóng lên, trao đổi chất nó mạnh hơn và mình được giảm đau, nhưng sợi cơ thì vẫn đứt, vẫn nằm ở đó, và ngày mai nó lại liền lại được một chút.
xong ngày kia các bạn lại làm đứt, ngày kia lại liền lại đứt, cứ liền đi liền lại đứt, cuối cùng là bị chai cơ. Mọi người hình dung bây giờ cái ai đó mà sinh nở mổ bụng này thì sờ vào cái chỗ mổ bụng đấy có thấy có cảm xúc gì đâu, chẳng có cảm xúc cảm giác gì cả, nó gần như là nó bị chai rồi đúng không? Vậy thì nó đứt đi đứt lại, mổ đi mổ lại thì cái điều gì nó xảy ra? Có nghĩa là chúng ta bị chai cơ 100% nhé. Và rồi cuối cùng là nó đứt hoàn toàn cái sợi cơ đó, đứt hoàn toàn mà chúng ta không hề cảm thấy đau gì cả. Và cuối cùng chúng ta bị làm sao? Cái khớp gối của chúng ta giả thiết như có ba sợi, ba cái sợi nó treo như này nhé, nhấc lên và hạ xuống này là dùng ba cái sợi cơ đấy. Nhưng bây giờ có một sợi bị đứt đi đứt lại nhiều quá và tạo sẹo, mà nó đứt đi đứt lại nó không đứt hết nhé, đứt hết thì mình còn biết đường, nó chỉ đứt tầm khoảng 40-50% thôi, có là sợi cơ nó mảnh đi đúng không, và các sợi khác mỗi khác nó đứt được 5-10%. Và rồi cuối cùng chúng ta chả hiểu tại sao tự nhiên có cảm giác như cái khớp gối mình nó có rời ra khỏi cái gối mình ấy, thì đó là cái trường hợp mà toàn bộ hệ thống cơ ở đây nó rão hết rồi, nó không khác gì chúng ta già tuổi thì nó phải chảy nó vỡ nó nhão rồi đúng không. Thì cái khớp cổ chân có bao nhiêu sợi cơ nâng đỡ cũng vậy, khớp gối cũng tương tự như vậy nhé. Và tất cả những người bị rão một sợi hoặc đứt một sợi hoặc là một phần ở bên nào đó thì 100% cái khớp gối nó sẽ bị mòn ở bên đó, sớm hay muộn nó cũng mòn, tại vì làm sao nâng lên khỏi hạ xuống, và khi hạ xuống là nó làm sao nó sập khớp nó mòn luôn. Đại đa số người già và phụ nữ hay bị mòn khớp gối, nam giới không nhiều đó. Rồi mọi người kết nối đi ạ. Thầy cho em xin hỏi thêm là cái phần dây chằng sau khớp gối đó thầy, mà mỗi khi mà mình đi nhiều ngày, hôm nào mình đi nhiều là cái dây chằng nó bị đau tổn thương, mà ngủ một đêm sáng thức dậy là nó hết, là có phải biểu hiện đau khớp luôn không thầy? Ở phía sau gối đúng không? Dạ đúng rồi, Ở phía phía sau sau gối. thì chúng ta không gọi là dây chằng, chúng ta gọi là cơ khoeo. Đó. Khi ở phía sau này chúng ta chỉ làm rất là đau khi chúng ta xoạc dọc hoặc xoạc ngang. Xoạc ngang thì không đau bằng xoạc dọc rất là đau. Nhưng khi mình đi đi lại đấy thì tôi là những người mà tập về yoga rất là nhiều lắm, nhiều lắm đấy. Có lẽ là tôi là những người gần như tập quá nhiều rồi. Và phía sau cái cơ này là một trong những cơ lão hóa nhanh nhất trên toàn bộ các cơ trên cơ thể. Giả thiết như này này, ngày hôm nay chúng ta tập cái lưng nó dẻo nhưng mà 10 ngày sau chúng ta mới tập cái lưng cũng chưa chắc cái lưng đã cứng lại đâu nhá. Nhưng riêng cái cơ khoeo này buổi sáng tập buổi chiều cứng luôn, ngày mai mà không tập lại cứng đơ, nghĩa là tập rất vất vả, ngày hôm trước hôm sau nó cứng lại ngay, hôm sau cứng lại ngay, nhưng mà không bao giờ nó dẻo. Chỉ trừ khi có một công thức, mọi người ghi cái công thức này nhá, cái sợi cơ này nó sẽ giãn tối đa được 30%. Ví dụ như này, toàn bộ cái sợi cơ này khi mà cắt 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 thịt chúng ta ra, chúng ta để được cái sợi cơ nó dài ở đây đúng không, nó dài ở đây, thì khi chúng ta kéo giãn hết cỡ nhá, nó có công thức kéo giãn hết cỡ, nó chỉ tối đa được 30% thôi, có nghĩa là nó giãn thêm được 30%, và khi nó giãn được 30% thì không bao giờ nó co lại, nó có nguyên tắc rồi, không bao giờ nó co lại được luôn. Thì ở đây mọi người cứ sáng tập nó cứng, chiều nó dẻo, sáng cứ dẻo, có nghĩa là mọi người chỉ loanh quanh ở tầm 30% đổ lại, chưa đến 30%, còn vượt 30% 31% ấy thì nó sẽ không bao giờ co lại. Tôi lấy ví dụ luôn thôi, tôi chẳng bao giờ sọc dẻo sọc dọc luôn, sọc mỗi phát cho luôn nó sọc một cái bắt quạt cái cho luôn, sọc cái dọc luôn, mà sọc dọc nó có xoay các thứ. Đấy. Sọc âm sọc dọc được hết đúng không? Tại vì sao nó vượt 30% rồi, thành 31% rồi, không bao giờ cứng lại, có lẽ là chục năm cũng chẳng cần phải tập lại, vẫn nguyên si, không sạc chết gì cả, tất cả các vị trí khác trên cơ thể đều như vậy. Vậy thì trong trường hợp mà em bị đau nhá thì sẽ đưa ra hai nguyên nhân, một là sợi cơ lại nhỏ quá, giả thiết nó phải to như này thì em mới có thể đi bộ được trong thời gian đó, nhưng bây giờ nó chỉ bằng thế này thôi đúng không, thì nó không đủ sức thì nó phải đau đúng không. Hai là bị chỗ đứt chỗ rách, có chỗ là như này đấy, thí dụ sợi cơ to đều như này nhé, nhưng có một chỗ này nó đứt lại này, nó tóp lại nó rách mất đoạn này rồi này đó, em nhìn chưa đấy, có là đứt nó rách một phần, hình dung chưa đó. Bây giờ biết làm sao được mình đứt rách hay không, chỉ có chụp cộng hưởng từ thôi, còn chẳng chụp cái gì mà biết được cả. Đừng có đi xoa bóp, đi xoa bóp về đau hơn. Rất nhiều người đau cổ vai gáy nhá, gọi là ngáo cổ á, ngáo cổ lên. Đó, có ai từng bị ngáo cổ không? Đầy người từng bị ngáo cổ. Bị ngáo cổ mà đi mà đấm bóp về nhá thì chỉ có đơ luôn. Xịt luôn. Tại vì sao? Cơ nó đã rách rồi. Bây giờ đi bóp thì về rách thêm. Đúng không? Chẳng làm gì cả. Ăn tăng đạm lên thì tự động làm sao? Nó liền lại. Thì tương đương với chỗ này cũng vậy.
ăn tăng cái lượng đạm lên thì tự động sợi cơ nó to này. Thì bây giờ lại gặp cô Ngọc Anh nhá, có cái máy quét để đo được cái lượng cơ của mình nó tăng lên bao nhiêu. Còn trong trường hợp không có cái máy quét đấy, ra phòng gym, ra phòng gym xịn một chút nhá, bạn làm cho tôi một cái quét tổng thể toàn bộ cơ thể, xem cụ thể chỗ nào to chỗ nào bé, thì bắt đầu họ phân tích ra tổng cơ thể của mình, ví dụ như là có 40 cân thịt nạc thì mỗi một vị trí là bao nhiêu, chân to chân bé, tay to tay bé, thì từ đó mình có kế hoạch là nâng cấp cái khu vực mà đang yếu lên, đúng không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời, mọi người kết nối tiếp đi. Dạ em cảm ơn thầy. Ừ. Thầy nói bố con gái đi chơi thôi, em không sợ gì hết. Kết nối tiếp đi. Thế còn bổ bổ sung glucosamine ấy thì mình đâu có cần phải đợi khi nào nó bị bệnh thì mình mới bị bổ sung đâu đúng không? Đúng Ví rồi. dụ là mình 3 tuổi thì mình cứ bắt đầu được phải không? Bình thường như này này, nó giống y xì collagen. Nữ giới thì sau 30 tuổi collagen nó không sản xuất được nữa. Có nghĩa là bây giờ trong trường hợp trước 30 tuổi đấy thì chúng ta dùng một ngày hết tầm một lạng collagen, ví dụ vậy, thì nó có thể sản xuất trở thành lạng rưỡi, có nghĩa là sản xuất dư thừa đó. Thì có mình có để ý sau phụ nữ trước 30 tuổi da nó mềm nó phấn lắm, đúng không? Nó mềm nó phấn luôn. Nhưng mà sau 30 tuổi thì nó chỉ sản xuất đủ thôi. 31 tuổi thì nó chỉ còn được 99%, 32 tuổi nó còn được 90%, tức là càng ngày nó càng cắt dần đi. Thì chúng ta phải bổ sung ngay từ khi 30 tuổi nhé. Thì ở đây riêng cái xương với cả glucosamine ấy thì đa phần nữ giới là sinh nở. Mỗi một lần các bạn sinh nở thì nó giống như con gà đấy. Mọi người có nhớ con gà đẻ quả trứng không? Thì ở đây những người phải ở ngoại thành cơ thì mới biết được con gà đẻ quả trứng. Khi con gà nó đẻ trứng nhá, lượng canxi của nó sẽ mất đi. Tại vì nó lấy xương nó nuôi thai. Thì con người cũng như vậy. Và con gà cụ thể nó có một cái ví dụ rất là điển hình này. Đó là cái quả trứng của con gà mà hôm nào đó mà nó không được ăn đủ cái lượng canxi thì cái vỏ trứng của nó là gần như chỉ có mỗi cái màng thôi, không có cái lớp canxi ở ngoài, đúng không? Vịt cũng vậy. Thì đố mọi người nó lấy cái gì ra để nó vá vào đấy? Nó lấy luôn xương của nó ra để nó vá cái vỏ trứng đấy. Nó khủng khiếp đến mức độ đấy cơ mà. Thì con người cũng vậy nhá. Trong quá trình mang thai mọi người ăn còn thiếu chất, tôi biết chỉ có 2 người 3 người thôi, khổ cực kỳ luôn, sinh 1 2 cháu xong kiệt lực không gượng dậy được cơ mà, đã từng chứng kiến đấy. Mình nhìn nó trông nó thê thảm đến mức độ mà không biết chữa gọi từ bắt đầu từ đâu cả, nhìn nhìn xót xót rúng ruột đấy. Nên là mình không đến nỗi như người nhà của mình mà mình còn xót đến mức độ đấy mà, tức là họ bị thiếu tuệ chứ không phải là họ không có kiến thức nhé, không là không có tiền nhé. Ăn rất là nhiều móng giò ninh đu đủ xong rồi đổ trứng vào trong đun sôi xịt xịt cái đấy, cái quả đu đủ chín đấy, xong rồi bắc lên bếp lò đổ 2 3 quả trứng gà trứng vịt vào xong rồi đun sôi xịt lên ăn, ủi béo ú não lần rồi 70 80 cân, bụng to đùng, bắp ngực to đùng nữa. Sữa thì đúng là thơm thật nhưng mà canxi thiếu trầm trọng, và sau cái vụ đấy này, sau trong quá trình đẻ thiếu trầm trọng vi chất gì nhá, xong sau đó lại nở đẻ ra rồi lại tiếp tục ăn toàn những thừa chất thôi, chỉ có sữa thì chả có cái gì trên người, duy nhất là có sữa, ăn buổi sáng buổi chiều có sữa, toàn bộ lượng canxi mất hết, và sau khi sinh nở xong được khoảng 2 năm thì thoát vị. Đó. Chán chưa? Vậy thì giống như câu hỏi của Tuyền đấy, chờ đến khi có bệnh rồi mới chữa thì chắc chắn là toi rồi. Mà phải chữa ngay khi chưa có bệnh. Cụ thể hơn nữa nhé, là chuẩn bị nâng cấp cơ thể để làm một việc gì đó thì phải có kế hoạch. Ví dụ muốn đẻ con ấy thì phải có kế hoạch nâng cấp cơ thể một cách toàn diện, vượt cái ngưỡng tốt, vượt cả cái ngưỡng tốt. Ví dụ như bình thường bây giờ cái lượng canxi của mình nó rơi vào tầm khoảng 2 cân rưỡi, 2 cân rưỡi canxi, với những người nặng trên 50 kg khoảng 2 cân 4 nhá, 2 cân 4 2 cân rưỡi. Nhưng mà bây giờ mình chuẩn bị sinh con thì mình phải luôn duy trì lượng canxi của mình ở 2 cân 6 2 cân 7, có đúng không? Luôn luôn duy trì như vậy. Và trong trường hợp mình cho con bú mình cũng phải luôn luôn duy trì cái lượng canxi ở xương của mình ở cái ngưỡng đó, có nghĩa là nếu như là cơ thể bình thường mà não hóa xuống cấp thì tốt nhất là bổ sung trước. Nhưng còn trong trường hợp vận dụng toàn bộ năng lượng để tập trung cho một việc gì đó thì đừng có mà chủ quan. Ví dụ như bây giờ đang yếu, vẫn đang ốm lặt vặt mà tự nhiên đi có bầu nhé, thì tôi nói thật đấy chứ, có lồn có ẹ rồi có khạc có nhổ có chóng mặt đi viện xoạch xoạch. Như bạn vừa rồi tôi hướng dẫn một bạn cũng cùng làm ở bên 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 miền Mỹ, cũng có bạn Tuyền, bạn ấy giới thiệu, bạn ấy cũng kết nối với tôi.
Xong sau đó thì bạn Tuyền thì động viên bạn ấy ra đơn và học PT. Ban đầu thì cũng rất là yếu, yếu lắm ấy. Có lẽ yếu hơn Tuyền khoảng tầm 30-40%. So với lúc Tuyền yếu nhất, vẫn yếu hơn Tuyền khoảng 30-40%. Và đúng là sau khi bạn ấy kiệt lực nhiều quá thì bạn mang bầu và ốm nghén suốt từ đến giờ vẫn chưa thấy nói gì cả. Mình cũng có kết nối lại một vài lần. Tôi đã kết nối trực tiếp bạn, có hỏi thăm bạn sao ốm đau như thế nào, nghén làm sao, bạn nói thầy ơi em buồn nôn, nó có thể nọ kia. Có nghĩa là lực của mình đã không có rồi, nhưng mình lại vận dụng toàn bộ nguồn lực của mình để làm cho những việc rất đặc biệt. Vậy thì sau mỗi trận như vậy thì không còn cái gì đâu. Cái giá mình phải trả nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn đấy. Nhiều người như là gục hẳn luôn. Và rất nhiều người gục rồi. Các cụ có câu rồi, đàn ông vượt biển, đàn bà vượt cạn. Đúng không? Không đùa đâu. Đùa là chết người luôn. Đúng không? Mà nó toạch ngay còn đỡ. Chứ nó cứ giật dẹo vặt vẹo này, rồi là giãn tĩnh mạch này, rồi sa tử cung này, sa dạ dày này, trụy tim này, khó ngủ, mất ngủ, trầm cảm, trầm uất, trầm kha. Tất cả những bệnh đấy đều là do làm gì? Không có cái kế hoạch chuẩn bị cho mình một cái thể lực tốt để mà sử dụng cái cơ thể của mình vào những cái việc quan trọng. Bản thân chúng tôi đã từng đi thi đấu nhá, vận động viên chuyên nghiệp. À, mọi người có biết rằng là để chuẩn bị thi đấu thì tôi phải làm gì không? Chúng tôi khoảng 2 tháng thông, 3 tháng thông, 2 tháng thông nhá. Ăn uống cực kỳ nghiêm túc và có kiêng quan hệ tình dục. Kiêng luôn, không quan hệ tình dục. Và tất cả vận động viên quốc gia, các đội tuyển nhé, là trước khi thi đấu không cho quan hệ tình dục. Còn sát ngày thi đấu quan hệ tình dục, như gối văng ra khỏi khớp luôn. Nó không còn năng lượng mà, hết năng lượng luôn. Thì vậy thì mọi người nghĩ cái việc nó mà đơn giản quá, mà cứ làm theo bản năng thì phải trả giá thôi. Đúng không? Rồi, ok Tuyền nhá. Có nghĩa là không chỉ là đề phòng mà ở cái mức độ bình thường đâu, mà còn đề phòng ở cái mức độ mà khi chúng ta cần dùng toàn lực. Nó cũng có thể đề phòng ở trong những cái giai đoạn này nữa này. Không chỉ đề phòng ở hàng ngày nhé, bổ sung hàng ngày. Không chỉ đề phòng và bổ sung khi chúng ta sinh nở, và còn phải đề phòng và bổ sung khi cơ thể của chúng ta có sự thay đổi ở độ tuổi. Ví dụ bây giờ đang ở độ tuổi là con gái, chuyển sang độ tuổi phụ nữ thì đã phải để chuẩn bị rồi, đúng không? Và đang độ tuổi phụ nữ chuyển sang độ tuổi trung niên thì là cần có kế hoạch chuẩn bị. Và hết tuổi trung niên là bắt đầu mãn kinh, lại phải có kế hoạch chuẩn bị. Thì cũng giống như mọi người bây giờ muốn đẹp không, muốn xinh không, ví dụ có độ tuổi đây là con nhàn, là chưa từng lấy chồng lấy vợ nhé, thì người ta gọi là yểu điệu thục lữ đó. Phụ nữ thì phải yểu điệu thì trông nó mới dễ thương, nó mới xinh, đúng không? Con gái thì phải yểu điệu nhẹ nhàng. Còn bây giờ đây, ở đây toàn đàn bà thôi, thì phụ nữ rồi, không phải là con gái nữa rồi, thì phải uyển chuyển, đúng không? Đi đứng nằm ngồi quỳ bò, âm lượng giọng nói, tất cả mọi thứ là phải uyển chuyển, là phải làm sao thật là hài hòa, thật là linh hoạt và linh động. Vậy thì đến cả sắc đẹp của chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị, chứ không phải 20 tuổi ta sinh mà đến 70 tuổi ta vẫn sinh đâu nhá. Thế nhiều người là không có sự chuẩn bị, là sinh theo kiểu gọi là tự nhiên. Nhưng mà sau khi rất nhiều người nhá, mọi người cứ để ý xem, ngay trong lớp học cấp 1, cấp 2 của mình đấy, cấp 3 của mình đấy, quay lại có những cô ngày xưa xinh ơi là xinh, những cậu xinh ơi là xinh đẹp, bây giờ trông chán đời lắm. Tôi đây tôi chia sẻ thật nhé. Ngày xưa tôi học cấp 1, cấp 2, tôi xấu trai nhất lớp, vừa lùn vừa đen. Bây giờ dáng đẹp nhất lớp, sạch sẽ nhất lớp, đúng không? Có thậm chí là còn khôn có số ở trong lớp. Mà xưa ngày ngày hồi học cấp 2, cấp 3 nhá, dốt có tiếng ở trong lớp. Đến lớp thì vận động viên chuyên nghiệp đến lớp toàn ngủ thôi, ngủ gật thôi. Còn bây giờ gần như là đẹp trai nhất lớp. Còn các cô bạn của tôi ngày xưa thần tượng, cô lớp phó tôi gọi quyền ca đấy. Đi qua nhà cô tim tôi đã đập rồi. Bây giờ nhìn chán luôn, bốn con bán bánh mì ba tê. Ôi trời ơi. Mình như lúc nào người cũng mùi mì ba tê. Mà ngày xưa eo bé tí mông to đùng thần tượng luôn, bây giờ không trăm vài năm đẻ bốn cháu làm sao không trung cấp, đúng không? Vậy thì kế hoạch bổ sung mọi người có thể tốc ký nhá, không chỉ đơn giản là bổ sung khi mình chuẩn bị thiếu, mà còn bổ sung cho những cái kế hoạch sinh nở, phục hồi sau khi sinh nở và chu kỳ độ tuổi của mình. Ai là người mà thông minh đấy, tinh tế thì phải biết những cái điều này sớm để tránh trường hợp rồi gọi làm sao, chúng ta là tìm nguyên nhân mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì mình đang là Gia Cát Lượng đấy, đúng không? Mình đang đi tìm ra cái cách để chữa bệnh cho mình từ sớm, thay vì có bệnh rồi mới chữa thì toang. Và chúng ta hoàn toàn có thể có những cái từ tư vấn như này nhá, đây là cách tư vấn này, và tôi tư vấn gần như bất bại luôn về việc bán thực phẩm chức năng. Rất nhiều người sẽ bảo là đắt, rất nhiều người bảo không thích vì dị ứng thế này thế nọ kia. Và tôi giải thích được rằng này, một cái áo
mà chúng ta mua đấy, một cái quần, một cái giày, một cái dép ấy, thường là nữ giới là khá là thích thú, có hứng thú về việc là mua quần áo, giày dép, tất cả những đồ lặt vặt, đúng không? Đôi khi một tháng thì cũng chẳng có nhiều triệu thu nhập đâu, nhưng mà tiện tay thì cứ mua. Nhưng có lẽ là có những bộ quần áo thì từ khi mua đến tận bây giờ chắc là mặc được một lần. Những đôi giày cũng vậy, có đúng không? Và rõ ràng một chiếc áo, một chiếc quần đó nhé, bằng một lọ canxi, bằng một lọ glucosamine. Vậy thì chúng ta chỉ cần bớt một chiếc áo, hoặc một chiếc quần, hoặc một cái vé xem phim thôi, hoặc một bữa gọi là cappuccino gì gì đó, cocktail, đúng không? Là hoàn toàn có thể có một hộp canxi dùng trong vài tháng. Vậy thì nó rẻ hay nó đắt tự các bạn biết nhé, đúng không? Rẻ hay đắt thì tự biết rồi, làm gì có chuyện đắt được, quá rẻ. Vậy thì không bổ sung thì rất là lãng phí, đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kiến thức như này này, sử dụng kinh nghiệm của người khác để xử lý vấn đề cho khách hàng. Chúng ta thì chưa chắc đã có bị đau lưng nhá, chưa chắc đã bị thoái hóa khớp gối, nhưng chúng ta đang sử dụng trí tuệ của nhân loại này, là cái kiến thức mà chúng ta đang học này, chính là kinh nghiệm của người khác để giải quyết vấn đề cho khách hàng của mình. Chứ đừng bao giờ chờ đến khi có trải nghiệm. Yoga là trải nghiệm là chết dở đấy, đúng không? Đây không phải là yoga, mà đây là yoga trị liệu, khác hoàn toàn nhé. Phải định nghĩa được rất rõ ràng, đây là yoga trị liệu, chúng ta sử dụng kinh nghiệm của người khác để xử lý vấn đề cho khách hàng của mình. Vậy thì không dựa trên kinh nghiệm, xử lý vấn đề không dựa trên kinh nghiệm của bản thân, thì tương đương với việc là chúng ta học để ứng dụng vào cho mình, cũng là không cần kinh nghiệm. Tránh cái trường hợp đẻ mỗi cháu xong rồi bụng biết thì toác hết cả ra, và cái phần bụng tôi cũng có nhá, phần sinh nở có đầy đủ hết, tăng đến 20 cân, còn hân hoan trong cái việc tăng nhiều cân, bụng nở tung tét ra, giãn tách cả cơ bụng, thế toi đó không đỡ được, đúng không? Có mà trị liệu bằng rời cũng không hết được. Và nữ giới rất đa phần cũng rất là que thích trong cái việc là làm sao là tập cái gì, ăn cái gì để giảm mỡ đó, nhưng mà các bạn này quên mất điều rằng là mỡ có giảm hết cỡ rồi bụng vẫn to, đó chính là bị tách cơ bụng. Chúng ta cũng có cái học phần tách cơ bụng, đúng không? Có thể là không không có trong giáo trình thì tôi cũng chưa đọc hết, những cái phần tôi được dạy đến đâu thì tôi sẽ cứ thế tôi dạy thôi. Còn ngoài ra mọi người cứ nghiên cứu cuốn sách đó mà thấy mắc ở đâu thì có thể hỏi, đúng không? Rồi mọi người kết nối tiếp đi ạ. Thế cho em hỏi, ví dụ cái gối của em ấy thi thoảng nó có cái tiếng kêu như vậy ấy, thì bây giờ em có mà hàng ngày em vẫn thích chạy bộ thì mình có cần phải hạn chế không ạ? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 36 tuổi ạ. 36 tuổi thì tôi khuyên dùng em nhé, không nên chạy bộ nữa và chuyển thành đi bộ thôi. Bản thân những người như chúng tôi đấy khỏe hơn em rất là nhiều, và bây giờ cũng bỏ chạy bộ rồi. Tại vì hầu hết những người chạy bộ đa phần thích cái kiểu hoạt động đội nhóm, mà cái môn chạy bộ là cái môn dễ nhất, chẳng cần phải học tập gì cả, cứ xách giày lên là chạy thôi, thậm chí chân đất dép lê ấy chạy được, đúng không? Không cần phải học tập gì cả. Tuy nhiên thì chạy bộ cũng phải có đôi giày chất chất một chút, và cái đường chạy nó cũng phải chất lượng, đúng không? Và ngoài ra đấy, trong trường hợp mình thấy chạy bộ mà không ra tiền thì tốt nhất là dừng. Bây giờ thời gian nó là vàng bạc, đúng không? Chạy bộ mà nó ra tiền mà đau chân một tí thì cũng chạy. Nếu là tôi cũng chạy. Giả thiết như bây giờ em vận hành một cái đội nhóm tầm vài chục, vài trăm người mà cần phải chạy, lấy khí thế, tham gia cuộc thi ABC, thì thôi đau chân thì mình chạy chậm thôi, hoặc mình bó gối tốt một tí, mình chạy gọi là về đích cho nó lấy phong trào thì được. Còn trong trường hợp gối của mình bây giờ thiếu glucosamine rồi, thiếu canxi rồi, mà mình chạy không vì một cái mục đích gì thì tốt nhất là bỏ, chuyển sang cái môn khác. Và cái môn khác chúng ta cũng hoàn toàn có thể tạo ra phong trào. Ví dụ tôi không chạy, tôi vẫn tạo được phong trào tập luyện yoga, tập luyện thiền, đúng không? Tập luyện dưỡng sinh có khó đâu, chỉ là data khách hàng khác thôi, đúng không? Vẫn ra tiền như bình thường, đúng không? Và hầu hết bạn bè của tôi thì có lẽ đến 90% không chạy rồi, bỏ hết rồi. Mà trước đây chạy trên máy chạy nhá, thì thôi được giòn giã luôn, tại vì chạy nó xuống cân và siết cơ nhanh nhất, xuống mỡ nhanh nhất toàn thân luôn. Thế như vậy thì bây giờ uống bổ sung glucosamine được không thầy? Hay nào? Tốt quá luôn, quá tốt luôn, chứ không phải là không tốt nữa đó. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mọi người kết nối tiếp đi, chúng ta qua phần tiếp theo. Tôi qua phần tiếp theo nhé, không bài sợ này dài quá. Vừa rồi là chúng ta biết thấp thoái hóa khớp gối là gì rồi, đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo nhé. Đó là nguyên nhân gây ra bệnh thoái hóa khớp gối. Đây là cái phần quan trọng nhất. Chúng ta phải tìm ra cái nhân thì mới biết được cái hậu quả nó từ đâu tới, và mới tìm ra được cái công cụ nó phù hợp đối với cái túi tiền, cái trình độ văn hóa của cái người mà đang mắc bệnh. Chứ không phải cứ tốt lắm tốt mà, nhưng mà bây giờ ví dụ như có bạn nào đó bạn ấy bán thực phẩm chức năng, bán các cái sản phẩm liên quan đến dưỡng khớp đúng không, hoặc là glucosamine hay canxi, cô ấy tốt lắm thế này thế nọ kia, nhưng mà bây giờ người ta tốt ở cái mức độ nặng hay tốt mức độ nhẹ. Ví dụ như Mậu Nguyễn bây giờ đang bị mức độ nhẹ đúng không, thì uống vào này rất là tốt, nhưng bây giờ một người đang gai khớp gối rồi, uống vào thì chỉ có mọc gai thêm thôi, tại vì tạo năng lượng để giúp năng lượng nó mọc gai nhanh hơn thôi. Vậy thì rõ ràng là công cụ thì rất là tốt, cực kỳ tốt, nhưng phải đưa vào cái hoàn cảnh cụ thể thì nó mới có là tốt hay không. Tôi lấy ví dụ cụ thể luôn nhé. Giả thiết bây giờ một người đang chết đuối, đang chết đuối ở dưới dòng, chúng ta cầm cái phao trên tay mới cả chèo thuyền ra, người ta đang chết đuối sắp chìm đến nơi rồi, thì liệu chúng ta lém cái phao cho họ túm vào tốt hơn hay là việc chờ nổ máy cái thuyền chạy ra nơi? Thì canxi với cả glucosamine nó đúng là như vậy đấy, người ta đang chết đuối rồi thì phải lém cái phao ngay, chứ mà lại chờ nổ máy chạy được cái thuyền ra nơi thì chìm mất rồi, biết đâu mà vớt, có đúng không? Đó thì phải, cái việc mà tìm ra nguyên nhân nó sẽ giúp chúng ta tìm ra được cái công cụ phù hợp nhất với cái tình trạng mà người ta đang mắc. Chúng ta cùng nhau từ từ tìm hiểu nhé. Nguyên nhân của bệnh khớp gối này, tất cả các bệnh liên quan đến khớp gối nhá, căn bệnh này đấy thường xảy ra ở những người lớn tuổi. Vậy thì chúng ta có thể đóng mở ngoặc từ ngay rồi đúng không? Đấy là do tuổi già lão hóa, đúng không? Tuổi lão hóa thì chống làm sao được, chỉ là cố gắng được chút nào hay chút đó thôi. Nguyên nhân thoái hóa chủ yếu là do lão hóa ở độ tuổi lớn tuổi, nhưng ấy, đấy là một cái quá trình lão hóa tự nhiên, có nghĩa là lão hóa một cách lành mạnh, là nó tự động nó đến tuổi nó phải hết năng lượng thôi, có đúng không? Và những người, cái nguyên nhân thứ hai đấy là những người có những tiền sử lao động chân tay nặng nhọc, có thể là thường xuyên lao động chân tay nặng nhọc hoặc là thi thoảng lao động nặng nhọc. Vậy thì chấn thương là do gì ạ? Do khấu hao cơ thể nhiều và từ quá trình lao động làm việc gây ra. Đây là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba này, đã lao động nặng nhọc lại còn vang mắc nặng, xong lại sai tư thế. Rất nhiều người nhé, giãn dây chằng, đứt dây chằng. Rất nhiều người nhé, tràn dịch khớp gối do bê vác tuổi rất là trẻ. Có nghĩa là chả có liên quan đến tuổi già cả, mà khớp gối đã tổn thương còn hơn cả người già rồi. Có đúng không? Tiếp tục này. Đấy là nguyên nhân tiếp theo đúng không? Nguyên nhân thứ tư này, đứng lâu quá cộng với béo thừa cân gầy dẫn tới suy cơ tạng, hay còn có một thuật ngữ gọi là gầy mỡ. Gầy mỡ ở đây có nghĩa là gì? Rất là béo nhưng cơ bắp lại rất là ít. Thì như bạn anh Thư bạn ấy hỏi đấy, thi thoảng em đứng cái thế, các cái thế trụ đấy, linh tinh, các cái thế trụ, các thứ bẩn chân đấy, rất là đau chân. Em đang trong cái tình trạng là gầy mỡ, cơ bắp thì gầy nhưng người lại có mỡ thì gọi là gầy mỡ, em hiểu không? Đó thì thường những người hơi béo một chút hoặc là béo nhưng vận động không đủ nặng, thành ra là không có đủ lượng cơ bắp, hoặc là ăn sai sai nhiều chất quá. Ăn sai ở đây ví dụ như này, em ăn có 1.000 calo đốt một ngày, 1.000 calo, nhưng mà em ăn đến 60% là tổng cái lượng năng lượng là đường và tinh bột hoặc là đồ ngọt, có thể là hoa quả, có thể là cơm, có thể là bánh kẹo, có thể là nước ngọt, có thể là rau. Thì do nạp thừa cái nguồn năng lượng đấy từ đường tinh bột quá nhiều, dẫn tới là hệ thống cơ của mình thì bị bé nhưng mà cân nặng của mình lại thừa hoặc nó đủ. Đó thì cái này cố gắng đào sâu nhá, em có thể tốc ký để em hỏi cô Ngọc Anh này. Để tăng cái lượng cơ của mình lên thì cần thay đổi cái chế độ ăn như thế nào? Đó, thì em hỏi hỏi cái phần này, hỏi cô Ngọc Anh hỏi càng rõ càng tốt, tại vì lớp của mình có ít người mà, thì tội gì mình không hỏi thật nhiều vào, đúng không? Ai đó mà đang trở thành mong muốn trở thành huấn luyện viên yoga trị liệu mà các bạn không biết gì về dinh dưỡng nhá, thì đây là một cái thiệt thòi cực kỳ lớn. Bệnh từ miệng mà vào mà, họa từ miệng mà ra cơ mà. Vậy thì không biết gì về dinh dưỡng thì có nghĩa là chúng ta chỉ dùng một công cụ duy nhất thôi, đó là động tác yoga. Và cùng lắm là sử dụng các cái công cụ khác, ví dụ như các trang thiết bị hỗ trợ thôi. Có đúng không? Thì lát đưa đến phần trang thiết bị hỗ trợ thì rất là lãng phí.
Nếu như học tốt tốt dinh dưỡng thì mọi người hoàn toàn có thể tự chế thực phẩm chức năng, và tôi cũng có thể chế được ra canxi, chế được ra glucosamine, dễ kỳ luôn. Đó, vô cùng dễ luôn. Chỉ cần đặt câu hỏi glucosamine ăn cái gì có, thế là xong. Đầy một bầu trời luôn. Đúng không? Và việc của chúng ta là tính calo trong đấy, tính đạm trong đấy để tránh trường hợp ăn thừa, chứ ăn nhiều quá nhé. Đầy người uống dầu cá cũng béo. Đầy uống hàng vốc thì làm sao không béo. Đúng không? Đầy người uống mỗi vitamin D, E, D, K. Nhưng có người uống cả omega 3, 6, 9. Omega thì người ta chỉ uống 3 thôi. Nhưng chơi cả 6 đến 9 uống hàng nắm làm sao không béo rụt cổ vào. Rồi. Và quan trọng nhất này. Quan trọng nhất nhá. Tất cả nữ giới mà vòng bụng to hơn 80, có nghĩa là đo cái vòng bụng nó to hơn 80, mọi người nhìn hai cô hình ảnh này, chắc là chả biết chỗ nào đầu cổ bụng nữa đúng không? Đầy một phản thịt luôn. Vùng vòng bụng và vùng bụng mà đo mà rộng hơn 80 đối với nữ giới, và đối với nam giới mà trên 90 thì 100% sớm hay muộn cũng hỏng khớp gối. Sớm hay muộn nhá. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Rồi mọi người nhìn thấy cái hình ảnh này. Bệnh nhân phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu của viêm viêm khớp gối như sau. Đau khớp gối từ âm ỉ đến dữ dội, có nghĩa là đau om om ấy. Đúng không? Viêm mà đau đau rồi. Cứng khớp vào buổi sáng hoặc là trước khi tập. Hạn chế vận động di chuyển khó, có nghĩa là đứng lên ngồi xuống là phải làm sao? Phải sử dụng, thậm chí còn nín thở đứng được dậy. Hít một hơi nín thở đứng được dậy. Có nghĩa là đứng dậy là phải phải dùng ý chí, chứ không phải dùng đúng bừa dậy được ngay. Biến dạng và mọc gai ở khớp gối. Các dấu hiệu khác, tiếng lạo xạo, rộp đấy. Rộp, rộp. Tiếng lạo xạo nhá, là rộp đấy, chứ không phải cộc, cộc, cộc cái khác hoàn toàn nhá. Vùng khớp gối bị sưng đỏ, có nghĩa là tràn dịch. Đúng không? Vừa gai vừa tràn dịch thôi toang rồi. Đúng không? Ai đó mà đang để như này, đặc biệt là nữ giới, thì tôi nói thật, tôi có một bà vợ hoặc là bà mẹ mà bị bệnh này nhá. Thì tôi có thể khẳng định luôn thì cuộc đời của tôi coi như phải tự chăm sóc bản thân thôi, không trông chờ được vào những người phụ nữ ấy đâu. Thì tôi có một từ khóa như này này, đây là cái từ khóa mà tôi tích tích lũy được trong quá trình lao động làm việc và di chuyển các tỉnh của mình. Các cụ có câu là lấy được cô vợ dại làm hại ba đời, nhưng bây giờ thì tôi cộng thêm một đời nữa là bốn, thì tôi liệt kê ra để mọi người thấy có lý nhé. Nếu như tôi lấy được một cô vợ dại thì đời đầu tiên là ông bà bố mẹ tôi có ốm ấy thì cô cũng chỉ cho ăn tí cháo qua loa thôi, và chắc chắn là cụ cũng đi sớm thôi, tại vì cô không có kiến thức về dinh dưỡng, không có kiến thức về vật lý trị liệu, tại vì dại mà. Đời của tôi đấy thì bây giờ dậy từ sáng đến tối cần năng lượng để sống, để lao động và làm việc, nhưng mà bây giờ cứ ăn giò mấy cả cá lục kho, thịt kho tàu mấy cơm mấy rau luộc thì chắc là chẳng có sức mà dậy từ sáng đến tối đâu, ăn xong rồi ngủ lăn ra thôi rồi mà chờ chết thôi, đúng không? Con của tôi thì thiếu chất dẫn đến còi cọc hoặc béo quá, đầu óc chậm phát triển, và chắc chắn là cháu của tôi sẽ làm sao không có đủ năng lượng để mà phát triển, thậm chí còn làm sao quắt queo được, còn thoái hóa giống. Vậy thì rõ ràng không phải là hại ba đời nhá, mà hại bốn đời, có đúng không? Mọi người hình dung ra bây giờ có phải đa số đàn ông là không có năng lực chăm sóc bản thân không? Và mọi người phụ nữ rất tự tin trong cái việc năng lực chăm sóc bản thân nhé. Vậy thì tôi có thể cam kết luôn này. Đây là cam kết của cá nhân tôi nhé. Tôi thách một cô nào đó mà có thể nấu ăn ngon hơn được tôi. Đây là cam kết. Tôi thách một cô nào đó mà có thể quét dọn nhà cửa sạch sẽ được hơn tôi. Chắc chắn là có. Nhưng con số đấy ở khu vực tôi sống là tôi chưa gặp ai. Và từ trước đến giờ tôi chỉ gặp vài người hơn tôi thôi. Đó. Từ cách chăm sóc cơ thể cho đến bài trí nhà cửa, cho đến cách làm đẹp cho bản thân, là mình có ý thức về cái điều đấy mà mình làm rất là tốt, ngay kể cả những cái mùi vị trong cơ thể, trong bước ăn của mình, đúng không? Trong mọi thứ của mình, những cái hương liệu trong nhà hay là trong phòng ngủ của mình cũng rất là thơm, đúng không? Vậy thì ai đó ở cạnh tôi chắc chắn là cảm thấy rất là an toàn. An toàn luôn, đi đâu tôi cũng biết biết xử lý mọi vấn đề. Kể cả là xe xịt lốp tôi cũng có thể vá được, ô tô xịt cũng được, xe máy xịt lốp cũng được, làm từ cái việc vớ vẩn nhất cho đến những cái việc là rất là khó. Thì tương đương với việc bây giờ mà lấy được cô vợ mà siêu như vậy đấy thì cứ yên tâm vào công tác kiếm tiền thôi, có đúng không? Để hết nhà cho vợ lo, yên tâm tuyệt đối hơn gì nữa, có đúng không? Còn bây giờ chỉ có mỗi cái chức năng duy nhất là đẻ, mới cả nấu cơm mấy cái mực bình thường ấy thì chán lắm. Các cụ bảo là có sắc mà không có hương ấy,
thì anh có còn yêu em nữa không ấy, thì cái câu đấy nghe dùng nó chán lắm. Anh em hỏi câu đấy anh chẳng biết trả lời gì cả, thôi thì cứ ừ cho nó xong việc, đúng không? Vậy thì cái quá trình mà mình ấy học các kiến thức này không chỉ đơn giản là để chữa trị liệu hay là để chăm sóc hay là bán hàng nữa, mà mình ứng dụng ngay vào đời sống mình này, buổi sáng buổi chiều lắm luôn, đúng không? Để nhớ bài, để ôn bài thôi, chúng ta đang có cơ hội vận hành gia đình cơ mà, đúng không? Thì tội gì không tìm ra tất cả nguyên nhân. Và ngày hôm nay nhá, tôi kể một câu chuyện ngày hôm nay này. Tôi gặp một chị tên là chị Nhượng. Chị ấy thì vừa rồi thì là anh Dũng là anh chồng của chị ấy, trước thì là phó tướng, phó tư lệnh quân khu 3 ở Hải Phòng, thì có quân khu 3 ở bên Kiến An. Ai đó là người Hải Phòng thì biết quân khu 3 ở bên Kiến An. Thì chồng chị tên là anh Dũng, là anh là trước là anh là phó tư lệnh quân khu 3, còn bây giờ anh là trong ở văn phòng chính phủ mà mới lên, chưa phải là phó thủ tướng hay là cái gì cả, mà vẫn là người trong quốc hội nhé. Thì chị đến thăm phòng tập của tôi buổi sáng ngày hôm nay, phòng tập ở chỗ Hoa U Đàm ấy, thì buổi sáng ngày hôm nay. Và chị kể câu chuyện rằng là chị không được học bất kỳ một cái gì, bất kỳ một cái gì nhé. Lấy chồng 40 năm mà cái lần đầu tiên chị ra khỏi nhà là đến phòng tập của tôi, còn từ trước giờ toàn là trong bốn bức tường thôi, trong nhà chăm sóc hai đứa con và chơi với anh em bạn bè bên nội bên ngoại. Và tất cả kỹ năng sống của chị không học từ đâu hết, học từ hai gia đình và quan sát thay đổi sửa chữa hàng ngày. Và bây giờ toàn bộ kiến thức chị có cực kỳ chất. Tôi ngồi nghe chị nói chuyện tôi học được rất là nhiều về các kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc gia đình, kỹ năng giao tiếp, tất cả mọi thứ có hết ở trong chị. Con người cực kỳ chất, trông ánh mắt sáng rực lên, đầy sự tự tin, đầy sự tự tin luôn, đúng không? Mặc dù cũng chẳng có xinh đẹp gì quá, năm nay nó gần 60 rồi, xinh đẹp gì nữa, có đúng không? Nhưng mà toàn tràn đầy sự tự tin, mình cảm thấy họ gọi là kháu lão, chứ không phải đẹp lão đâu mà kháu lão, cảm thấy nét đẹp của người già là có đó. Vậy thì cố gắng nhỉ, tôi chỉ có thể giúp đỡ và động viên mọi người nhiều nhất có thể thôi. Chúng ta không học tập thì nói hơi quá, chứ trông mặt của chúng ta cũng tổ tổ đi cơ. Mọi người cứ để ý xem, những người có học trông mặt người ta nó khôn, nó đanh quánh, đúng không? Và nó chất lượng lắm. Còn trong trường hợp chúng ta ít bổ sung những kiến thức chăm sóc bản thân thì trong mặt của chúng ta nó cũng tổ tổ đi, cái cơ nó cứ đần đần đi, soi gương trong mặt nó cứ đần đần, nó tổ tổ, thậm chí mắt nó còn như này, này. Sụp mí này. Trông nó chán, trông kiểu như là hết năng lượng, đúng không? Nhìn nó nụ cười là miệng cười nhưng mà mắt chả cười nổi, có nghĩa là thiếu cơ, đúng không? Đó, thì cái việc mà mình lao động liên tục thì có đúng là đàn ông trưởng thành trong việc học tập và lao động, càng học tập lao động nhiều thì càng trưởng thành. Nhưng bây giờ nữ giới mà bình đẳng mà thì cũng phải học thôi, chứ làm gì có chuyện đòi bình đẳng xong đòi cho nó vui để đấy, đúng không? Rồi, chúng ta tìm hiểu tiếp nhá. Cũng có rất nhiều trường hợp này, thoái hóa khớp gối bởi chấn thương như đứt dây chằng khớp gối, vỡ nứt nồi cầu, hoặc là xương đùi, xương chày, xương bánh chè bị vỡ. Thì cái trường hợp này gọi là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hay là chỉ đơn giản đang đi đường ngã ngoạch cái, đúng không? Dẫn tới là toàn bộ cấu trúc xương bị hỏng và thoái hóa. Thì tôi cũng gặp có hai chị như vậy đang tập trong lớp. Một chị thì đang bê cái chậu kiểu chậu rửa rau ấy, chậu rửa rau như rửa rau hoa quả. Thế là trượt chân trong nhà vệ sinh, dẫm phải cái bánh xà phòng. Thế là đánh cùng với cái đầu gối xuống, thế là dập cái khớp gối, dập hết. Gãy hai cái đầu xương, thế là bây giờ thành thoái hóa nặng, không sửa được. Thế nó vụn nó nát nhiều quá. Đến lúc nó vá lại thì nó tổn thương nặng quá rồi. Ngoài ra thì thoái hóa khớp gối có thể là do những cái yếu tố của chi dưới nhá. Chi dưới là cái này này, cái sườn chày này. Nó bị tổn thương là do cái bàn chân bẹt nó gây ra. Và dẫn tới là cái khớp gối này nó bị viêm, có nghĩa là nó bị chệch, nó bị xô lệch đi. Cái bàn chân chúng ta sập cầu mà, nó dẫn tới là cái bị kiểng ích hoặc cứng o, nó dẫn tới xô lệch và viêm cái ổ khớp. Xước thì nó phải viêm chứ, đúng không? Thêm nữa là cái nguyên nhân chấn thương nữa là do xương đầu, xương xương đầu là xương đùi này, xương đầu, các cái xương đầu đùi này và xương đùi này, và cả cái xương chậu đó, xương cung chậu này, là chị em sinh lở nhiều. Mọi người nhìn cái chỗ này nhé, đây gọi mọi người nhìn nhé, ở đây là có cái hố chậu đúng không? Cái hố chậu tôi thò tay nó móc được lên này, đấy cái hố chậu này, đấy thì cái hố chậu, cái bộ phận sinh dục của nữ giới đấy nhá. Nhưng cái hố chậu là bình thường đấy, nó chỉ có khoảng trống như này thôi, đúng không? Nhưng bây giờ chị em sinh nở đấy mà ăn không đủ chất, nó dẫn tới là nó giãn cái hố chậu này, và cái hố chậu nó mở rộng ra. Và khi cái hố chậu nó mở rộng thì toàn bộ khung chậu của mình bị đẩy ra ngoài, bị đẩy ra khỏi vị trí,
thì làm cho cái xương đùi nó làm sao, nó cắm chặt vào vị trí, nó phải đi theo chứ đúng không, cái xương đùi nó cũng phải mở theo cái hố chậu đấy. Thế giờ cái điều gì xảy ra nhỉ? Toàn bộ cái xương ở gối sẽ mất trục. Vậy thì tất cả những người sinh nở xong rồi mà bị làm sao, tách cơ bụng N1 và bị làm sao bụng dưới to, thì có nghĩa là cái hố chậu này của mình bị tách rộng hơn bình thường. Thì đây là một hẳn riêng một bài về yoga sinh lý nữ nhé, cái bài về sinh lý nữ thì chúng ta sẽ được học cái bài đấy sau. Mọi người có thể chụp X-quang, bây giờ lấy test kiểm tra nhé. Con gái mình chưa sinh đúng không, nhờ các bạn chưa sinh nở bao giờ đi chụp X-quang xem cái hố chậu của bạn ấy có chỉ tách như này thôi, tách khoảng tầm 3 4 cm. Nhưng bây giờ có người sinh nở rồi như các bạn này, tưởng là mình về form rồi nhé, không phải đâu, form này chỉ da thịt đắp phía ngoài thôi, còn cái khung xương chậu mình tách được gấp đôi. Vậy thì điều gì xảy ra? Toàn bộ cấu trúc xương của đùi gối đã mất hết rồi. Thì đây là cái thứ nguy hiểm nhất, đa phần nữ giới sau sinh đều bị đau xương, lý do là toàn bộ khung xương của mình bị lệch hết đúng không, dẫn tới là om này, do chấn thương xương đùi xương chậu vỡ rạn nứt gãy gây ra. Làm cái gì mà đến mức độ đấy, chỉ là làm sao do thay đổi cấu trúc xương dẫn tới là nó bị lứt bị rạn thường xuyên, chứ không phải là va đập và nó mới lứt rạn đâu nhé, mà nó cấu trúc xương của mình bị thay đổi dẫn tới là nó không ở đúng cái vị trí của nó nữa, thì nó hàng ngày nó cọ nó chèn nó ép nó đè nó bẹp thì nó mới làm sao om ra và đau quanh năm suốt tháng mà không hiểu tại sao, kể cả uống canxi cũng đau. Tại vì sao? Hỏng cấu trúc ngay từ xương đùi rồi. Thì chúng ta có thể tốc tí nhá, ghi gọn này. Đó, thay đổi cấu trúc xương chậu dẫn tới là hỏng khớp gối và rạn nứt toàn bộ xương chi. Nó không mạng nặng đến cái mức mình nghe nó từ rạn nứt đâu, mà có nghĩa là thi thoảng nó có tổn thương và mình cũng đã bị đau liên tục, không hiểu tại sao. Cứ đau hết chỗ này, đau hết chỗ kia, xương chỗ nọ, xương chỗ kia. Rất nhiều người bảo hôm nay đau lưng, ngày mai đau tay, ngày kia đau chân, đau lung tung khắp nơi đấy. Đấy là do cấu trúc xương của mình bị thay đổi, đúng không? Hố chậu của mình bị tách rộng hơn và cấu trúc xương thay đổi, lại combo thêm cái béo nữa thì thôi toạch. Bây giờ mà cứ nặng, cứ không cần biết béo bao nhiêu cân, không cần biết nhá. Miễn là bụng của nữ giới trên 80 cm, đo chỗ to nhất. Bụng của nam giới trên 90 cm, chỗ to nhất trên toàn thế giới luôn. Thì có nghĩa là đang bị rối loạn chuyển hóa rồi, đang bị hôm nay nứt chỗ này một tí, mai rạn chỗ kia một tí, khắp toàn thân chứ chẳng riêng gì ở xương đúng không. Rồi thì đó là phần gì nhỉ, nguyên nhân. Chúng ta tìm hiểu thêm cái phần gây bệnh đấy nhá, triệu chứng của bệnh đấy nhá, xong sau đó tôi lại dừng lại một chút. Đau khớp gối, thoái hóa khớp gối với các biểu hiện là đau quanh khớp gối. Rất nhiều người là bị đau khớp gối, chỉ biết chỉ đau khớp gối chứ không biết đau quanh khớp gối là cái gì cả, chỉ biết là đau khớp gối thôi. Thì đau quanh khớp gối nó khác nhé, ví dụ đau khớp gối là đau chung chung đấy thôi, nhưng mà đau quanh khớp gối là đau quanh như này, đau vòng quanh luôn đúng không, đau vòng quanh luôn cả trên lẫn dưới, đau cả trước cả sau cả phải trái đúng không, thì đấy là đau quanh. Và đau tập trung vào một vài điểm, thì một vài điểm đấy chính là cái điểm mà mòn khớp ấy, hoặc làm sao bị thoái hóa cái đệm đấy, thì đấy là cái điểm chính. Lúc đầu đau chỉ là nhẹ nhẹ và thi thoảng hú họa mới đau, nhất là lúc ngồi lên đứng xuống đi lại nhiều, hoặc lúc lên xuống cầu thang thì tức thì trốn, hoặc là lâu lâu đi du lịch trèo leo nhiều tức chối đúng không. Đây là biểu hiện đầu tiên của bệnh, có nghĩa làm sao nhỉ, đau vòng quanh khớp gối và đau một vài điểm cố định khi leo lên xuống cầu thang hoặc du lịch leo trèo nhiều, đau vào thời điểm có thể là buổi tối. Lý do tại sao buổi tối ạ? À? Tại vì ban ngày chúng ta làm lao động và làm việc nó vẫn đau đấy, nhưng mà do là cuốn theo công việc quên, buổi tối nằm xuống nghỉ ngơi nó sẽ đau nhiều hơn. Thực ra nó vẫn đau y xì như vậy thôi, nhưng do là buổi tối chúng ta thả lỏng người ra thì tự động các cơn đau nó ùa về, và đại đa số tất cả cơn đau nhé đều tập trung vào buổi tối, chẳng riêng gì xương khớp, kể cả đau bụng buổi tối nó cũng sẽ đau dữ dội hơn. Lý do là buổi tối chúng ta không bị việc nó cuốn đi, ví dụ như bây giờ đang làm việc khách hàng nó giục cuốn đi, đau thì cũng quên luôn đúng không. Càng về sau khớp gối có thể bị sưng to lên do tràn dịch đúng không, kèm với viêm. Nếu mà các bạn chọc mà hút ấy, khi dịch nó ra nhiều đấy, có thể nó chỉ giảm tức thôi chứ không giảm đau nhé. Giảm đau là một việc, giảm tức là một việc nhé. Thì cái chị hôm nọ mà tràn dịch khớp gối mà tôi đang nói chuyện vào đầu buổi đến giờ đấy,
tôi biết thừa là bạn ấy bị tràn dịch khớp gối và kệ bạn cho tràn hết đi rồi chữa xong, tại vì sớm muộn tràn hết thôi, kệ thôi đúng không? Còn làm như vậy thì kể ra tôi cũng hơi chủ quan, nhưng mà do làm quá nhiều mình quen rồi đúng không? Trong trường hợp nếu như mình thấy nó tràn nhiều quá mình sợ, mình buộc phải đi chọc hút, đúng rồi, có thậm chí là mua cái xi lanh to to về tự chọc tự hút được, không sao hết. Chọc cái nó vụt nó xì ra mà nó giống như cái kiểu như là cái vết bỏng nữa, mà bỏng 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 ấy đấy, bỏng bỏng nước ấy, bỏng nước sôi đấy đấy, nó phồng lên chọc cái nó phục ra, chúng ta chọc cũng được chẳng cần đi bác sĩ đúng không? Có thể nó sẽ hơi bớt tức và sau một vài ngày nó lại đầy lên như cũ, thậm chí là còn nặng hơn. Lý do tại sao nhỉ? Chọc thì nó lại xì ra tiếp thế thôi, tại vì sao, cái vết rách nó còn nằm đó, bạn có chọc đi chọc lại n lần thì nó vẫn cứ trào ra tiếp thôi. Cách dễ nhất nằm nguyên một chỗ chẳng đi đâu nữa, nâng dơ cái chân lên thế này, cái treo cái chân này lên nằm nguyên một vài ngày, trong trường hợp treo chán thì lại hạ xuống không đi lại nữa, cứ nằm nghỉ ngơi chơi thư giãn thôi, có sao đâu, chả mất cái gì cả. Vài ngày sau nó xẹp đi rồi thì tính sau, chứ có nhất thiết phải chữa phải chọc xong lại đi lại đâu, đúng không? Bình thường chúng ta tổn thương nhiều thế đã phải nghỉ rồi, nhưng mà khi đã tổn thương rồi thì chỉ đi lại một tí thôi nó cũng đã là nặng lắm rồi đúng không? Cũng giống như khi là mình mệt thế đấy, bình thường không mệt thì làm rất nhiều mới mệt, nhưng khi mệt rồi thì nghe thở không đã mệt rồi, nằm thở không đã thấy mệt rồi, có đúng không? Và rồi cuối cùng thì người bệnh thoái hóa khớp gối có thể bị cứng khớp, có nghĩa là bị thiếu biên độ vận động, như vừa rồi tôi gấp cái chân này rồi đúng không, mọi người nhìn thấy chân nó gấp về sau này, cái bê ba bàn chân thúc về trước nhé, gấp một cái nó tận được đây, ngồi thế anh quỳ quỳ ngon, nhưng bây giờ chỉ ngồi thế này thôi, co thế này thôi, thế là từ làm sao nhỉ, hẹp khớp mất rồi, hết biên độ rồi, không co không duỗi được rồi, khoảng trống giữa hai ổ khớp là không còn nữa rồi, nó chồng lên nhau rồi. Và triệu chứng nặng nhất là buổi sáng không co và duỗi được chân luôn, buổi sáng đừng nằm dậy này, nằm dậy bắt này, ngồi dậy bắt người nó cứng cứng đơ như cái que luôn, đúng không? Co chân lại không co được, làm lúc thì nó mới mềm, nó mới co lại một chút, đúng không? Muốn đứng dậy nha, đứng làm sao được, phải co chân mới đứng dậy được chứ, nghiêng người không dậy kiểu này đấy, đây mới là kiểu người dậy này. Còn người những người khoái hóa cũng ngồi này, họ chỉ co được chân đây thôi thì họ ngồi này nhé, họ co lại nhé, chứ đứng dậy kiểu gì, chả kiểu gì đứng dậy được cả, phải úp sấp người xuống đúng không, không đứng dậy được đó. Rồi tôi dừng lại nhá. Tổng kết lại một chút nhá. Nguyên nhân gây ra bệnh thoái hóa khớp gối thì vừa rồi tôi liệt kê ra một loạt các nguyên nhân đúng không? Mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là thừa cân. Chính là gì nữa nhỉ? Thay đổi cấu trúc của xương chậu. Thứ nhất là thừa cân. Thứ hai là thay đổi cấu trúc của khung xương chậu. Thì những cái tình trạng này hiện tại bây giờ đó là xu thế chung. Rất nhiều người bị thừa cân. Và trường hợp như thí dụ như của bạn Anh Thư là gọi gì là gầy mỡ, có nghĩa là cơ thì ít nhưng lượng mỡ thì nhiều hơn mức bình thường, mặc dù tổng thể cơ thể thì trông rất là hài hòa, thậm chí là có tí da tí thịt trông nó mướt thôi cơ, phụ nữ có tí mỡ trông nó mướt, nó mềm mại, trông nó ngon mắt, có đúng không? Tuy nhiên về sức khỏe thì lại không được được tốt, thì chúng ta cần phải điều chỉnh nhé đó. Và cuối cùng mới là do tuổi tác lão hóa và lao động chấn thương đúng không, còn quan trọng nhất vẫn là thừa cân, gầy mỡ hoặc thay đổi cấu trúc khung xương chậu dẫn tới là mất trụ và cứ om om nứt dạn vỡ liên tục đó, cứ đâu đâu lại dạn lại nứt lại vỡ ở đâu đó, lại chữa lại làm sao lại lành, lại nứt lại dạn lại vỡ vào người, đau ẻo khắp người, đau toàn thân chứ chẳng riêng gì đau mỗi cái chân. Ừ. Chỗ này chả biết ngày gì đau tí, bạn trái bạn phải vẫn đau, được vài hôm nó đỡ đỡ đi rồi xong nó lại đau đúng không? Còn triệu chứng thì rất là đơn giản thôi, thường là bị cứng vào buổi sáng và bị đau vào ban đêm, thì đấy là những cái triệu chứng dễ nhất, dễ nhận biết nhất, bị cứng chân vào buổi sáng sớm khi vừa thức dậy và bị đau nhiều hơn vào ban đêm. Và thường những người như này mà để nặng quá đấy là không ngủ được, mất ngủ và stress. Thì buổi trước tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi, tôi có hai trường hợp mất ngủ, một chị cách nhà tôi tầm khoảng hơn 100 mét, phía bên tay phải đi quá cái gốc đa một chút, chị treo cổ chị từ từ vì chị mất ngủ 2 năm. Còn một chị bây giờ thì nhà thì ở sát đường Nguồn Banh, sát xịt đường luôn, công nó chạy thì tung cái lóc nhà lên, đã thế là bên cánh phải nhà thì lại sát cái cống thoát nước của thành phố, cái mương ấy, mương nước rất là to, nó thối đen xì, mà cái cống này cống để thả nước thải ra ngoài sông,
và cống như để lộ thiên. Nó rộng tầm khoảng hơn 1.000 mét vuông cái cửa cống đấy, nước đen sì và mất ngủ triền miên, mất ngủ đau toàn thân thì chắc là không trụ được đâu. Bây giờ đi bộ là chồng còn phải dìu đi cơ mà, mọi người thấy khủng khiếp không? Đi bộ mà chồng còn phải dìu đi, trong khi đó mới có 50 tuổi, chất lượng sống cực kỳ tệ đó. Mà cái căn nhà đấy là rất mắc tiền đấy. Căn nhà mặt đường đấy mà cái dãy shophouse mặt đường ấy nó có lẽ là phải rơi tầm gần 20 tỷ, chả để làm gì cả. Và trường hợp như vậy có rất là nhiều, hầu hết chúng ta đều không tìm được nguyên nhân, chỉ ăn uống chả thiếu gì, thực phẩm chức năng tốt rồi nhưng vẫn không ngủ được. Lý do rất đơn giản thôi, tôi nằm ngủ tầng dưới nói hơi quá, thế đây có mấy bạn huấn luyện viên này cứ chưa đến ngủ thì không ngủ, chạy mầm mầm chân thì đi xuống sàn nhà thùng 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 thùng, ai mà ngủ được, đúng không? Buổi trưa chỉ cần 10 15 phút thôi là phục hồi rồi, đúng không? Thừa năng lượng thì mới thế, chứ mình thiếu năng lượng nắm vẫn ngủ chảy cả nước miếng nha. Trẻ con chạy lại còn mầm mầm còn không ngủ được, nói chi là cạnh đường xe công chạy thùng thùng đấy thì trâu còn chết, nói chi là người, đúng không? Vậy thì chết, trầm cảm, trầm quất, trầm kha, đủ các loại trầm đều là do thiếu ngủ mất ngủ. Mà các bệnh thiếu ngủ mất ngủ lại liên quan cực kỳ chặt chẽ đến xương. Hầu hết tất cả những người khó ngủ mất ngủ đều không tổng hợp đủ xương, đủ canxi, và đa phần đều loãng xương hết đó. Đa phần đều loãng xương, tất cả các bệnh đều liên quan nhau hết. Tất cả những người thận yếu này, thận kém này, suy thận này đều bị loãng xương ít nhiều, và tất cả những người loãng xương ít nhiều đều giấc ngủ không sâu, chập chờn không ngủ được đó. Rồi mọi người kết nối đi ạ. Ủa, hình như vừa rồi tôi chưa chia sẻ màn hình, không biết đã chia sẻ màn hình chưa nhỉ? À, chia sẻ màn hình rồi. Thầy chia sẻ rồi đấy. Rồi mọi người kết nối đi ạ. Có ai mắc gì phần nguyên nhân gây bệnh không? Nguyên nhân gây bệnh thì nó gần như là liệt kê rồi, rất là chi tiết rồi. À, chúng ta cũng có thể cũng chẳng hỏi nguyên nhân gì gây ra bệnh nữa. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân đặc biệt. Một số nguyên nhân đặc biệt thì ví dụ như là người ta phẫu thuật đấy. Xong rồi cái quá trình phẫu thuật thì lại một bên được ngon, một bên không ngon. Dẫn đến là cái bên lành sẽ trở thành bên què. À, thường là những người phẫu thuật một khớp ấy, thì sớm muộn thì cũng phẫu thuật lốt khớp nữa, tại vì hai khớp làm sao mà có thể bằng nhau được, đúng không? Một khớp thì bằng sắt, một khớp thì bằng thịt. Vậy thì cái khớp hỏng rồi thay rồi thì cái khớp ngon thì sớm muộn cũng thay lốt thôi, tại vì nó chả liên quan đến nhau cả. Đi kiểu gì tập tễnh không bao giờ có thể cân được, làm gì có chuyện mà cân được, tại vì cái khớp thật thì nó sẽ mòn đi theo thời gian, còn cái khớp sắt thì có bao giờ nó mòn được, chắc còn lâu, đúng không? À, tôi có một 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 mẹ của một cậu bạn, cậu ấy hay sửa máy tính cho tôi, công ty đấy, bác sĩ máy tính đấy. Bà thay cả hai khớp gối luôn, 80 triệu. Hai khớp gối, bây giờ người ta thay được cả khớp gối, khớp háng. Vậy thì cái bệnh này không khó chữa nhá. Trong trường hợp hỏng quá cắt phén thì 40 triệu khớp, 80 triệu hai khớp, nhanh nhất khỏi chữa trị mất thời gian. Nhà có điều kiện một chút, khớp háng cũng vậy. Đây là cách nhanh nhất, không có cách gì hơn cả. Cũng đỡ phải uống glucosamine miếng gì cho nó mất thời gian. Đúng không? À, tuy nhiên thì đối với người già thôi, chứ còn trẻ mà lại mới tí thoái hóa mà đã thay cái khớp gối thì thôi toi rồi, chẳng làm ăn được gì nữa đâu, chỉ đi lại gọi là đi như giò mìn thôi, đúng không? Gọi là người hàng mã mà, vừa người vừa nửa người nửa robot thì thua rồi. Thì đó là phần nguyên nhân nhá. Rất nhiều người thoái hóa một khớp nhưng thay một khớp thì sớm muộn cũng thay nốt khớp nữa thôi, và cái giống thay cứ khớp trước khớp sau thì nó cũng chẳng đều đâu, tốt nhất là thay cả hai khớp luôn. Và đa phần mọi người là tai nạn thì bắt đầu mới thay một khớp, chứ còn để lão hóa thì thường là họ sẽ thay cả hai khớp luôn, đúng không? Còn về phần triệu chứng, có ai thắc mắc gì không ạ? Không ai thắc mắc gì cả, siêu ấy nhỉ. Nhiều Thầy ơi, lắm. thầy ơi, em đang đúng bị cái triệu chứng thầy đang bảo này đấy ạ. Làm sao em? Buổi sáng em bị thường là cứ khoảng 2 3 giờ sáng là bị ít thôi, khoảng bị kiểu bị chuột rút, nó cứng hết cái phần bắp chân, mà nó chỉ bị một bên bắp chân bên trái thôi thầy. Còn buổi tối ấy, khi mà nằm xuống ấy là nó cứ ê ẩm hết cả cái người mình ấy, là em đang bị nặng chưa thầy, kiểu như đang bị có phải là thiếu chất hay là sao ạ? Nếu mà trường hợp như của Nhàn thì chỉ là thiếu vi chất thôi, thiếu
vi chất, chính xác là thiếu canxi. Đa phần nó cứ bị chuột rút thì đều là do thiếu canxi hết. Nó giống như trẻ con buổi tối ngủ nó hay khóc ré đấy. Các con tầm khoảng là mấy tháng tuổi đấy là không được phơi nắng, mẹ không bế nó phơi nắng, mà các đêm các con hay khóc ré nên là thiếu vitamin D đấy, thiếu canxi. Kể cả có đủ canxi rồi vẫn thiếu vitamin D. Vậy thì buổi sáng cố gắng dậy kéo cái cửa kính ra, vừa quét nhà vừa phơi nắng luôn. Khoảng đến tầm 7:30 thì thôi không phơi nữa, cứ nằm mới lật đi lật lại giống như cá, năn đi năn lại tiện thể tập luôn, kéo cái rườm kính đằng sau ra này đó, xong rồi tập phơi nắng một chút, thế là bổ sung đủ vitamin D thôi, mà tự nhiên thấy đỡ đau lưng đi, đỡ đau om người đi đó, vậy thôi. À. Còn sinh nở rồi thì mới phức tạp, còn chưa sinh nở thì đơn giản lắm, nhưng mà như vậy là khá nhạy cảm ấy, tại vì không phải ai cũng cảm nhận được cái điều đấy đâu. Ok. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi, mình bổ sung canxi với thầy là mình bổ sung canxi dạng viên, dạng nước hay là thông qua sữa là tốt nhất thầy? Canxi thì nó có hai loại canxi, một canxi bổ sung, mọi người có thể ghi nhá, canxi nhiều lắm, cả bầu trời kiến đấy, chứ không chỉ nói chung chung là canxi đâu. Canxi có hai loại, thứ nhất là canxi bổ sung, hai là canxi trị liệu. Thì đối với tình trạng của chúng ta thì phải biết nó là canxi gì. Ví dụ như là anh Thư thì là bổ sung canxi bổ sung, có nghĩa là uống theo kê đơn của dược sĩ, chính xác là kê đơn của bác sĩ và dược sĩ bán thuốc cho mình, đúng không? Lưu ý nhá, trường hợp của mình, hầu hết của mọi người là do lão hóa tự nhiên thì là dùng canxi bổ sung chứ không thể dùng canxi trị liệu. Với canxi trị liệu nó là canxi liều cao, đối với những người mà gai khớp gối đấy, mà hoặc là thoái hóa cái đĩa sụn đấy, mà uống canxi trị liệu nó mọc nhanh hơn, lỡ miệng uống vào bắt đầu toạc luôn luôn nhá, chỉ vài ba hôm bắt mọc dài luôn. Canxi trị liệu chỉ dành cho trường hợp này, tai nạn giao thông, gãy xương, dập các ổ khớp thì buộc phải uống những loại đó để lành liền và nhanh nhất đó. Tiếp tục này, trong canxi nó có hai loại, canxi thủy phân và canxi nhiệt phân, thì chúng ta sẽ chọn canxi thủy phân. Canxi thủy phân là cái loại canxi mà người ta dùng cái nhiệt lạnh tầm khoảng âm 300 độ, hơn 300 độ để người ta tách cái canxi ra khỏi rau củ quả hột hạt hoặc là động vật thực vật hoặc là khoáng, các loại khoáng có thể là từ đất từ quặng, đúng không? Canxi thứ hai là canxi nhiệt phân, là canxi rẻ tiền, hiệu thuốc bán đầy, mọi người ra mua 100.000 nếu uống cả năm không hết, đúng không? Canxi nếu uống vào lở tung mồm ấy, nóng nhiệt miệng táo bón, thậm chí là đại tiện ra máu, đấy là canxi không nên uống. Còn canxi công nghệ gọi là ới giờ ơi, công nghệ là công nghệ thủ công nghệ Việt Nam, bây giờ chả ai uống cái loại nữa rồi, đúng không? Ham rẻ ra uống vào thì chỉ có mồm đỏ tung mồm á, chảy cả máu nợ, máu răng nợ ra, đánh răng chảy cả máu ra, đúng không? Và trong canxi đó cũng có hai loại tiếp, đó là canxi hữu cơ và canxi vô cơ. Thì tốt nhất sử dụng canxi gì ạ? Hữu cơ có nghĩa là canxi được làm từ rau củ quả hột hạt đó. Còn canxi vô cơ là các loại canxi mà được làm từ vỏ sò, người ta nghiền cái vỏ sò thành bột, xong người ta cho tí canxi vào, thế là xong, đúng không? Thì đấy là hầu hết là canxi dạng gì nhỉ, dạng nén, dạng viên nén đấy nhá đó. Còn khi chúng ta uống canxi cũng uống toàn dạng viên nén thôi, đúng không? Canxi dạng nước thì không có đâu, tôi chưa thấy canxi dạng nước bao giờ cả. Có thể là các cái liệu trình đặc biệt thì người ta có sử dụng những cái loại đó thôi, chứ còn Cái canxi mấy đa phần nó chỉ là canxi nén. mà canxi giới thiệu trên TV là canxi ống cạch PE hay là dạng nước đó thầy? Đó thì những cái dạng đấy thì phải có bác sĩ người ta kê đơn, có nghĩa là chứ không phải uống bừa được. Chính xác như này này, bác sĩ thì được phép kê đơn về thuốc nhưng không được phép bán, và dược sĩ thì được phép bán nhưng không được phép kê đơn. Nhưng bây giờ thì lại sai hoàn toàn nhé. Đăng lên tivi thì phải là làm sao, doanh nghiệp thì đăng lên nhưng mà doanh nghiệp không được phép bán, chỉ được phép giới thiệu thôi, còn dược sĩ thì được phép bán và bác sĩ thì được kê đơn. Chính vì vậy nó lủng củng như vậy, nó không đúng quy chuẩn quy trình như vậy, thì bắt đầu mới tạo ra một loạt cái thứ rồi, gọi là chả biết đâu một lần, mình không biết lường đâu một lần được cả. Ví dụ bây giờ em ra bệnh viện em khám bệnh thì bác sĩ kê đơn, đúng không? Sau đó mình cầm cái đơn đấy mình ra hiệu thuốc mình mua, chứ bác sĩ không được bán ngay trong bệnh viện. Bác sĩ có thấy bác sĩ là bán ở trong bệnh viện đâu, bác sĩ trong bệnh viện toàn kê đơn thôi, nhưng bác sĩ chỉ ra kia, vợ tôi đang bán ở ngoài đấy, người nhà tôi đang bán ở đấy, ra đấy nhá,
thì không ai quản lý, thì bác thì bệnh thì cái cửa hàng thuốc đấy lại làm sao tư vấn luôn, chị phải uống cái dạng này dạng này dạng này dạng này kia này, thế là toang đúng không? Nhưng tất cả quầy thuốc ở trong bệnh viện ấy không được bán thêm đó, thế nó rất lủng củng một đứa như vậy. Vậy thì tất cả những cái loại canxi đặc biệt thì buộc phải có bác sĩ kê đơn, chứ không phải cứ thấy tốt mà uống đâu nhá. Thì cũng giống như trường hợp như vừa rồi đấy, chết đuối đấy, ném cho cái hay là chạy bơi con thuyền ra, tùy thuộc với tình tình trạng hoàn cảnh. Vậy thì tốt hay không nó chả quan trọng gì cả, mình phải biết mình đang ở cái vị trí nào đó, tình trạng của mình là do cái gì nó gây ra, thì mình dùng đúng cái loại canxi đấy đúng không, thủy phân hay nhiệt phân, hữu cơ hay vô cơ, trị liệu điều trị hay là bổ sung đúng không. Tự nhiên lại lích cái canxi nước, canxi trị liệu có thể toi toạc, nó đang viêm, đang 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 có gai rồi lích vào phát thì nó mọc ra 2-3 cm thì thôi toang luôn khớp gối đúng không. Thì nó cũng giống như cái gì nhỉ, đạm, thế đạm dạng viên, đạm dạng bột, đạm dạng nước đúng không, nó truyền trực tiếp luôn, nó nước nó chơi phát truyền luôn, khỏi cần phải uống luôn được đúng không. Chúng ta từng truyền đạm này, đạm chúng ta có 3 loại đạm nữa, 4 loại đạm, 4 loại đạm, một loại đạm dạng thô, ví dụ như bây giờ thịt, miếng thịt là dạng thô, dạng thô gọi là thô hơn, gọi là tốt hơn một chút thì gọi là dạng ruốc đi, ruốc làm ruốc, ruốc thịt ruốc cá đó. Dạng gọi tinh hơn một chút là bột, bột bột protein đúng không đấy, tinh hơn một chút là dạng viên, viên nén, và tinh hơn một chút là dạng nước đấy, đạm nước. Chúng ta chuyển đạm đấy mà cái chai 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 đạm nó có mấy chục nghìn đấy, 40.000 một chai, khoảng hình như là 200 ml sao tôi nhớ láng máng là tầm tầm này. Rồi mọi người kết nối tiếp đi. Tóm lại là khi sử dụng thực phẩm chức năng thì không vấn đề gì, nhưng cứ động đến những loại thực phẩm chức năng đặc biệt thì tốt nhất là hỏi bác sĩ đó, chứ không phải nghe người ta quảng cáo tivi tào lao rồi hàng sách hàng xiếc thì chết dở, cực kỳ nguy hiểm luôn. Còn riêng sắt dạng nước thì chúng ta đã biết rồi, sắt dạng nước thì dùng nó rất là thông dụng. Một kết nối điện. Không biết sử dụng, không biết bình thường ấy thì xem ở những cái vỏ của hộp thuốc ấy này thì cũng không biết là phân biệt thế nào là canxi thủy phân với lại nhiệt phân hoặc là hữu cơ vô cơ thì làm nào để phân biệt này. Ví dụ như này nhé, giả thiết như này này, canxi thì tôi lấy ví dụ dạng nước đi, dạng nước thì đối với người như này nó không dùng được này, ví dụ như là các cụ nhé, các cụ thì đa phần là đang là thoái hóa cái mức độ mà nó khá nặng rồi, nó có thể mọc gai bất kỳ lúc nào rồi, hoặc là đang có sẵn gai rồi, mà dạng nước thì nó hấp thụ cực kỳ nhanh, có nghĩa là không sử dụng cho những cái việc đó, nhưng mà lại dùng cho bà bầu thì rất là tốt, hoặc là cho những người phục hồi sau sinh, hoặc là bổ sung trước sinh thì lại vứt đi nhé. Trước sinh thì có nghĩa là cần phải chuẩn bị, thì là cái dạng 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 gọi là dạng thô thôi, để nó có thời gian nó nén, nhưng mà chuẩn bị sinh thì là bổ bổ sung dạng nước thì ok, sau sinh bổ sung dạng nước thì ok, nhưng các cụ hoặc người chấn thương mà bổ sung dạng nước thì thôi vứt đi ngay, chỉ vài ba hôm vắt là lợn thành thần lợn què ngay. Thế giờ mình xem cái tất cả, mình xem ở trên cái vỏ hộp nhá, thì bây giờ mình không cần phải xem luôn này, tất cả những hãng đa cấp bán hàng theo hình thức là giáo dục con người hầu hết đều là thủy phân, hầu hết đều là hữu cơ, chẳng có cái hãng nào mà tự nhiên họ hàng làm hàng đa cấp, mà họ không phải tôi bán hàng đa cấp của tôi quảng cáo đa cấp đâu, có rất nhiều hãng cực kỳ tốt, nhưng mà Việt Nam không sở hữu công cụ đấy, chỉ có nước ngoài, các công ty nước ngoài họ mới sở hữu được những, giống như bây giờ là gọi là như này đi, một cái dây chuyền sản xuất cái gì đó, thí dụ như dây chuyền sản xuất ô tô, thì dây chuyền sản xuất ô tô siêu xịn thì chỉ có ở Đức có thôi đúng không, Hàn Quốc có thôi, hay cái gì thì có thôi, còn cái dây chuyền sản xuất ô tô ở Việt Nam cũng có, nhưng mà công nghệ nó kém, nó có thể là 40-50 năm trước rồi, bây giờ người ta cho mình, người ta bán cho mình đúng không, thì cái công nghệ canxi của mình cũng vậy thôi, khi mình tự chế mà trên vỏ hộp dịch cái tiếng Việt đấy, mà là nguyên liệu Việt Nam mà dịch cái tiếng Việt đấy, thì chắc chắn là sản xuất làm sao vô cơ rồi, chắc chắn là nhiệt phân rồi, khỏi phải bàn luôn, tại vì chỉ có công cụ như vậy nó mới rẻ thôi, còn khi chúng ta mua những cái công cụ nó đắt hơn ở thường là các cái hãng đa cấp, thì đa phần đều là những công cụ mới nhất, và công cụ mới nhất thì như là công cụ Uran, Uran hay Urat gì đấy tôi nhớ, tôi không nhớ chính xác Uran hay Urat đấy, công cụ bình thường nhất là công cụ nano đó, nghĩa là siêu siêu tốt rồi, nhưng còn một công cụ nữa cao hơn là của Uran hay Urat gì đấy,
đấy là công cụ cao nhất, còn hơn cả 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 cái công cụ nano bây giờ, có là canxi nano đấy, mọi người nghe từng cái canxi nano không? Nhưng còn hơn cả công cụ canxi nano nữa là công cụ uran urat gì đấy đó. Vậy thì có thể tổng kết nhá, không quan tâm tới cái việc là cái bao bì đấy nó là hướng dẫn cái gì, mà quan tâm tới là cái gì, cái quốc gia sản xuất cái sản phẩm đó. Và chúng ta không nên dùng hàng xách tay, hàng xách tay không biết xách được về đâu, trên trời về đâu, mua ở bên kia với cái giá là thế giới nó bán bằng nhau. Nó có thú vị như này này, tất cả những thực phẩm chức năng nhá bán trên toàn thế giới đều đồng một giá. Ví dụ ở đây ai cũng có từng ít nhiều biết đến tới hãng Unicity đúng không? Unicity đúng không? Ít nhiều biết đến hãng Amway, ít nhiều biết đến hãng Herbalife đúng không? Ít nhiều đến biết đến Oriflame, và ít nhiều biết đến cái gì à? Sibri, Sibri của Nga đúng không? Vậy thì một lọ canxi bán ở Việt Nam nhé, bên Mỹ mua cũng giá đó đúng không? Cùng lắm là họ trợ giá cho mình một chút hoặc tùy từng sản phẩm thôi. Vậy thì rõ ràng một lọ canxi ở đây với ở bên kia bằng nhau, thì lý do gì sách từ bên kia về đây mà lại rẻ? Chúng ta sẽ hỏi cái chuyện nó tào lao không? Cực kỳ tào lao luôn. Có đúng không? Vậy thì mua hàng sách làm cái gì? Rõ ràng là sao ạ? Sai bét nhà rồi. Hàng giả 100% rồi. Đúng không? Bên kia nó cũng là hàng thủ công làm sao? Ở đây chúng ta cũng có hàng công ty và hàng thủ công mà. Thì bên kia cũng vậy thôi. Thì mọi người có quyền lựa chọn theo cái góc nhìn của mình nhé. Còn dưới cái chuyên môn của tôi, cộng với rất nhiều năm quan sát và có vô vàn học viên có cực kỳ điều kiện tốt, bây giờ từ chối tất cả những thực phẩm xách tay rồi. Người Việt của mình nhá, học ở đây có là IELTS 8-9 chấm, sang kia thì cũng học nói lại từ đầu. Có nghĩa là người Việt của mình ở đây học về ngôn ngữ rất tốt, nhưng sang kia nhá, học về bản địa đường đi để mà biết lái xe thôi cũng đã là rất tệ rồi. Và ở bên đó đấy, lái xe là một công việc gọi là tầm thường nhất. Nhưng người Việt của mình giỏi nhất ở đây sang đấy cũng không học được nổi cái nghề lái xe. Đúng không? Ai có người ngoài, người người nhà đi nước ngoài, bạn bè đi nước ngoài thì đều biết hết. Người Việt của mình tôi đố có mấy người từ đây sang đấy lao động và làm việc, làm được nghề lái taxi. Mà trong khi đó nghề lái taxi bên đấy là cái nghề thấp cấp nhất rồi. Một trong những nghề thấp cấp nhất rồi đấy, không cần trí tuệ. Mà mình còn không làm nổi cái nghề đó. Thì vậy thì lấy đâu ra kiến thức mà để học làm được một cái thẻ, đúng không? Ở bên đây chúng tôi học chầy chụa ra mới được một cái thẻ để mà mua thực phẩm chức năng của cái hãng nào đó ABC. Nhưng sang đấy thì lấy đâu được kiến thức để mà có cái thẻ để mà mua? Thì chắc chắn là hàng sách là hàng gì à? Hàng ăn trộm. Nếu trong siêu thị dạo đích biết là hàng gì, hàng ăn cắp và hàng sản xuất tự do trôi nổi. Có đúng không? Mình phải có trí tuệ chứ, để tránh cái trường hợp là mình làm sao. Thì đây có bạn Tuyền, không biết bạn đang có đang bận lắm không? Tuyền ơi, Tuyền ơi. Tuyền có bận lắm không? Có bạn thể Có bận lắm không? Đang bận có thì bạn thôi. có Ok, thế thì Tuyền cứ làm việc đi. Lúc khác thì sẽ nhờ Tuyền sau một chút. Tôi tổng kết lại một chút xíu nhá. Có bạn Tuyền thì bạn ở Mỹ. Thì đa phần người Việt của chúng ta để sang đấy làm được nghề gọi là lái lái taxi đã là cực kỳ khó rồi, khó vô cùng luôn, tại vì cái ngôn ngữ rất là khó học. Vậy thì học được một cái thẻ của một cái hãng nào đó để hiểu được ngôn ngữ của họ, để mà có thể mua thực phẩm chức năng từ công ty của họ ấy, là cái điều càng khó hơn, khó vô cùng tận luôn, trừ khi là tải phần mềm app tiếng Việt mà học, chứ dùng ngôn ngữ của họ là toàn từ chuyên ngành thôi, là tịt luôn, phải rất giỏi đấy, phải là người lâu năm ở đó thì mới có hiểu được tiếng bản địa, thì mới có thể hiểu được. Vậy thì tất cả những hàng sách từ bên đó về đấy thì đa phần là cũng chẳng biết sách cái gì về, hỏi chị sách của hãng gì là không biết, tại vì nhiều nhiều người không biết ngôn ngữ đâu. Có nhiều người ở đây có cả chục năm 20 năm rồi không biết ngôn ngữ. Tôi có một cậu bạn đi Ý và tôi kể tiết được mấy khóa học rồi đấy, ở đến tháng đến tầm gần chục năm, xong cuối cùng trở về chả biết tí tiếng nước ngoài, hello cũng chả biết là gì, toàn chơi với người Việt bên đấy thôi mà cũng chẳng tiếp cận kiến thức gì cả, rất là thiệt thòi. Rồi mọi người tiếp cận tiếp đi ạ, tương tác tiếp đi ạ. Thầy ơi, vậy mình mua mấy Mai mốt canxi đó mình vô nhà thuốc có uy tín mình mua hay sao thầy? em ra nhà thuốc có uy tín nhất đi chăng nữa thì em cũng chỉ mua được canxi nhiệt phân thôi, và canxi hữu cơ thôi, canxi vô cơ thì chưa chắc là mua được canxi hữu cơ đâu đó. Tại vì cái công nghệ để sản xuất ra cái thuốc đó, cái canxi đó ở Việt Nam chúng ta là không có công nghệ tốt, thì cách tốt nhất là em mua của những hãng đa cấp, còn không cái gì tốt hơn nữa.
tính đến thời điểm này. Trừ khi mình có vấn đề vào bệnh viện thì mình mới buộc phải đi theo điều trị của bác sĩ bảo uống dạng gì thì chúng ta uống dạng đó. Đó chứ ra nhà thuốc mua là toang đấy. Còn như chúng tôi thì chúng tôi có cái thẻ của nhiều hãng mà tôi chọn lấy một loại. Ví dụ tôi canxi thì tôi dùng của Herbalife, đạm tôi dùng của Herbalife, vitamin thì tôi lại dùng của Amway. Vitamin tôi lại dùng của Amway chứ không có dùng của Herbalife. Dầu cá thì tôi dùng của Herbalife. Đó. Nếu có mỗi một hãng nó có một cái hay. Đấy thì chúng ta tập trung vào những cái tốt thôi, có 3 4 5 cái thẻ thì càng tốt. Các bạn là huấn luyện viên yoga trị liệu mà tôi nhấn mạnh lại là huấn luyện viên yoga trị liệu mà không hiểu về dinh dưỡng thực phẩm chức năng là một thiệt thòi cực kỳ lớn. Tại vì chúng ta không tận dụng được triệt để các nguồn lực. Đó. Thì cái quá trình phục hồi nó rất là chậm, thậm chí là buổi sáng tập nó đỡ, buổi chiều nó lại như cũ. Đúng không? Bệnh từ miệng mà vào, mà họa từ miệng mà ra, nhà có thực mới vực được đạo, nhất là trong cái chu kỳ đấy mà không sử dụng thực phẩm thì thua toàn tập luôn, phục hồi cực kỳ chậm, làm gì có cái động tác ABC nào đó mà chữa được cái bệnh thoái hóa khớp gối, toàn những cái chuyện tào lao trên trời ấy mà, đúng không? Tôi có bao nhiêu bạn bè dạy yoga trị liệu nghe họ chán chẳng muốn giải thích, đi về cho nó xong việc, nghe toàn chuyện đầu trời ơi đất hỡi ở đâu đấy. Nói những cái chuyện nó có nghĩa là không gọi là không đàng hoàng, nói nó sai thực tế, động tác có tác dụng nhưng với điều kiện là phải có nguyên liệu, đúng không? Chứ không có nguyên liệu làm sao mà làm được. Em có thể hỏi cô Ngọc Anh nhé, hoặc trong trường hợp mà không cảm thấy khó hỏi hoặc khó tiếp cận hoặc là không hợp sóng thì em có thể hỏi tôi được, tôi sẽ hỗ trợ tạo điều kiện. Đấy, chúng ta cùng nhau học tập những kiến thức như vậy rất là dễ, vẫn là online hết, đúng không? Và thường học dinh dưỡng thì gần như là không mất phí, tại vì cái công ty đó họ dạy không miễn phí hết, chỉ có điều là mình có thích học hay không thôi. Đó, giáo trình tài liệu đầy, có slide luôn, đầy đủ hết. Mọi người kết nối tiếp đi ạ, có mắc ở phần nào không, triệu chứng này. Thầy ơi, mà khi mà Đây là một căn bệnh khá phổ biến. mình ngồi cái tư thế mà Em nói bán tiếp hoa đi. sen đó thầy, mình ngồi khoảng chừng 5 phút hay, mà khi mà mình duỗi chân ra là cái phần cơ giống như hồi nãy em nói, em tưởng dây chằng thầy nói là cơ gân kheo á, nó sẽ đau, và mà khi mình đứng lên mình đi liền á thì mình sẽ khựng một hai bước đầu á thầy, nó trùng gối và mình mới đi được tiếp, thì cái đó là có nguyên nhân bệnh là do đâu vậy thầy? Nếu mà như vậy thì có lẽ 80-90% thì em bị rách một chút cái màng cơ của cơ khoeo rồi. Cái cơ đấy thí dụ nó to bằng cái đũa cả thì bây giờ nó còn mẻ mẻ đi mất một tí rồi. Thì cái quá trình mình đứng dậy nó bị thiếu nhiên liệu, nó đơ. Và một lát sau thì Đúng nó rồi. lại mềm ra. Thì tốt Dạ. nhất là nghỉ ngơi, tập không tập luyện trong một thời gian. Thường là rơi vào tầm khoảng 1-2 tháng. Nhiều thì khoảng 3 tháng. Còn không thì khoảng 1 hoặc 2 tháng là tự nó liền lại. Đó. Xong Em mới có tập dạy tiếp. lớp nhảy aerobic đó thầy, bởi vì mỗi lần mà em dạy nhảy xong là em rất là đau cái phần cơ đó. Nếu mà như thế thì em đừng nhảy nữa, em tập bước thân trên thôi. Dạ. Chứ mà bây giờ cứ nhảy nữa thì nó lại càng rách thêm thôi, khó hồi phục kịp lắm. Ngoài ra thì ăn tăng lượng đạm lên, thịt cá ăn tăng lên. Mà thịt cá muốn hấp thụ tốt thì xay thành sinh tố luôn, ăn thành sinh tố bò, sinh tố gà, sinh tố cá, hoặc là cháo gà, cháo cá, cháo bò ấy đấy. Xay lên thịt nó nát thì giống như cháo dinh dưỡng ấy, thì hấp thụ nhanh hơn. Đó. Ban ban Còn đêm mình ngủ nó cũng không có đau, mà sáng thức dậy bước xuống giường nó cũng vậy thôi, nó cũng phải khựng một hai bước đầu. thế thì 80-90% rách màng cơ thật rồi. Nó sợi cơ nó to nó bị rách một phần rồi. Là mình phải nghỉ ngơi một hai tháng hay thầy? Rồi. Rồi. Phải Dạ. chấp nhận thôi. Bây giờ cái công việc thì vẫn cần phải làm nhưng phải chấp nhận thôi. Hoặc là khi mình làm việc thì mình phải tránh bớt cái cơ ra, mình bó gối thật chặt rồi. Dạ. Đó, để hạn chế tối đa tác động vào đó, hoặc là nhờ người làm mẫu mình hô thôi. Dạ. Đó, thì bản thân tôi cũng vậy thôi. Trước đây thi thoảng tôi cũng bị rách cái màng cơ đùi ở mặt trên đùi chân trái này. Tôi làm cái thế đà hông rất là đau. Và mỗi một lần tôi làm căng lại thì nó lại rách một tí. Và thường như vậy tôi nghỉ tầm 5-6 tháng thì khỏi hoàn toàn. Và sau đó tôi mới tập. Đó. Dạ. Nghỉ 5-6 tháng thì có phải là nhất thiết ở chỗ đấy có phải dùng đâu. Cứ thay đổi cơ liên tục được mà. Đó. Ví dụ như aerobic thì hơi khó. Em sẽ dùng chân rất là nhiều. Đấy rồi đứng nhún Dạ. cơ. Đứng nhún là chính, thay đổi tư thế khá nhiều, khó đấy. Nhúng mà nhiều khi mình xoay cái cổ chân vội á là nó bị đau phía cơ kheo liền luôn. Đúng rồi. À, cái Dạ. khóa K32 có một bạn cũng rất là trẻ, có 33 tuổi thôi. Bạn dạy aerobic.
Và bạn ấy dạy aerobic thì bạn ấy cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của bạn ấy, và bạn bảo là em vài năm nữa thì già em chẳng nhảy được, và em chuẩn bị chuyển sang yoga là vừa. Bạn ấy rất là khôn, có ba mấy tuổi đã khôn như vậy thì phải nói là ghê đấy. Không biết nhớ bạn nào nhưng mà K32 bạn ấy hình như là người miền Trung thôi đó. À, Dạ mọi người đây có em phải bạn miền Trung không? Mậu Nguyễn Phú Thọ, em có em học đang học cao bao nhiêu? Chứ em học cao bao em nhiêu? học 31 thì K31 à? Thế thì bạn ấy học K32. Bạn người miền Trung. em định học xong Anh cái Dương. khóa trị liệu này về em cũng giải thể lớp nhảy này, tại vì mình thấy mình nhảy nó không có lợi cho sức khỏe, mà thấy mỗi lần nhảy mình đau thêm không, Anh nên chuyển Thư năm qua nay trị bao liệu nhiêu? luôn. Anh Thư năm nay Dạ bao nhiêu tuổi rồi? dạ 36 tuổi. 36 thì chuyển dần như là vừa. Cũng tầm tôi chuyển hoàn toàn sang yoga trị liệu là cách đây tầm được khoảng tầm gần 2 năm. Mà năm nay là tôi 43 tuổi. Nói thật là bây giờ ai bảo tôi dạy nâng cao tôi cũng nhọc lắm mà. Có tiền thì cũng thích thật đấy nhưng mà cũng tào lao lắm. Chán lắm rồi. Đó. Càng đi sớm thì càng tốt. Tại vì khách hàng thì vẫn vậy thôi. Tiền có khi còn tăng nhiều hơn. Đó. Thì tội gì mình không không điều chỉnh sớm. Đó. Sớm được chút nào đó thì mình đỡ phải khấu hao cơ thể. Tránh trường hợp nó cứ đứt đi đứt lại, rách đi rách lại thì mệt lắm. Thế về lâu về dài nó thành chai cơ thì rất là phí. Thì em chuyển ra thì khá là dễ, tại vì lại đang có nền tảng từ đó rồi, thì cái data khách hàng gần như có sẵn này. Đúng không? Ít nhất là cũng được 20-30% theo học sang cô giáo mới rồi đâu nữa, sang môn mới. Thì có thể là ban đầu là mình chưa thể xoay 180 độ luôn, nhưng mà mình tuần 3 buổi cái này 3 buổi cái kia. Cứ vừa làm vừa đổi đổi dần bớt dần đi. Thì đấy là cái cách gọi là tốt nhất. Nhưng mà đừng có lo nhá, rách cái màng cơ ở cơ khoeo ấy thì nó cũng nhanh lành lắm, vài hôm nó lành nó đứt lại lành đứt lại lành mà, thì cái nhóm Thì cơ rất khỏe. em ngưng nhảy khoảng 1 tuần nữa cho nó giảm, mà em nhảy là cái nó bị tiếp. Đúng rồi đấy, nó lành nó xong nó lại lại đứt lại lại đứt lại đứt cái vài chục lần thì nó thành sẹo, nó khỏi lành nữa thế là sao. Thầy cho em hỏi với ạ. Rách tế bào hoạt dịch ấy và tràn dịch ấy thì nó có khác với lại tràn dịch khớp gối thông thường không ạ thầy? Khác nhiều chứ, rách bao hoạt dịch dẫn tới tràn thì có nghĩa là tổn thương. Còn mà bị mòn khớp gối dẫn tới đè bục bao hoạt dịch nó lại khác hoàn toàn. Có là cơ thể của chúng ta tự làm hỏng và chấn thương làm hỏng. Rách thì có nghĩa là phải có va đập thì nó mới làm rách. Có đúng không? Chứ bình thường chúng ta làm sao mà cái khớp gối nó cọ lại một phát và rách ra được, xoẹt phát xé rách được ra ngay. Nó chỉ phải làm mòn làm dập đi thôi. Thì cái việc mà cái khớp gối mình nó tổn thương nó làm mòn làm vẹt làm rách cái bao đấy, gọi là rách, không phải dùng từ rách mà có nghĩa là nó làm dập cái bao đấy dẫn tới là bị tràn dịch khớp gối, thì đấy là cơ thể của mình tự làm mình tổn thương. Thì đây là cái nguyên nhân mà âm thầm hàng năm hàng quý hàng tháng, thậm chí nhiều thập kỷ. Còn cái nguyên nhân mà va đập trực tiếp nó làm rách thì lại khác hoàn toàn nhé. Va đập trực tiếp nó làm rách thì nó vá rất là nhanh đó, còn cái mà thời gian nó làm hỏng thì nó rất lâu nó mới làm hỏng, tương đương với việc không thể hồi phục được. Nếu như sáng tập chiều lại phá, sáng chăm chiều lại phá, và đại đa số mọi người sáng chăm chiều phá, tối chăm đêm phá. Chính vì vậy mà rất lâu sau không khỏi được. Và buổi trước thì cách đây tầm khoảng 3 tháng tôi có chăm một cụ, một cô rất tự hào trong cái việc mà tôi có hỏi nhà đấy, cứ đi một bước lại niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, đấy là gọi cái gì nhà ơi? Đi kinh hành ạ. Kinh hành à? Ok, có nghĩa là mỗi một bước lại niệm một câu chú. Và cô rất tự hào trong cái việc là 3 giờ sáng cô ấy bò từ chân núi lên đỉnh núi, lên xuống khoảng tầm 4 cây rưỡi, và cô rất tự hào và rất là coi gọi là người ta gọi là cái gì, kiên định với cái việc đấy. Tuy nhiên thì cô bảo là cô bị ngã 2 lần và bây giờ gãy mất một đốn ngón chân, gãy một ngón chân cộng với là thoái hóa khớp gối nặng, tràn dịch khớp gối. Và tôi có khuyên cô rằng là bỏ, không trèo nữa. Và ngay cả sư nhá, có con nhang đệ tử, có người học đến tập học này, quỳ theo lễ, và bác sĩ cũng khuyên rằng là đừng quỳ nữa. Tràn dịch khớp gối bây giờ mà quỳ theo lễ, mà mỗi một buổi lễ có phải là 1-20 phút mà xong đâu, nửa ngày luôn, đúng không? Thường là nửa ngày luôn mới hết được một cái khóa lễ. Mà các cụ thì là quỳ bằng ý chí rồi, có nghĩa là có cái gọi là có cái sự kiên định đó, đúng sai không quan tâm, đã cho là đúng luôn. Đa phần những người tu tập là họ rất là kiên định, đúng hay sai họ không quan tâm, họ đã mặc định trong đầu là đúng là sẽ đúng, ai nói gì không quan tâm, họ đóng não luôn, đúng không?
Mà bây giờ tràn dịch cấp gối rồi mà theo lễ một ngày thì làm sao mà cứu được. Xong rồi đi chữa chữa đủ thứ, xong rồi về lại hôm sau lại theo lễ lại quỷ lại toang. Thì giống y xì như cụ đấy như vừa rồi là như vậy. Và cuối cùng tôi từ chối, không hướng dẫn. Lý do là người ta quá kiên định, mình cũng chả dành chen vào ý chí của đời sống người ta nữa. Kệ người ta làm theo cách của người ta thôi. Chứ người ta tập xong bảo người ta mua thực phẩm chức năng uống thì người ta bảo, ôi giời không đâu, thế này nó không tốt, thế này nó không tốt. Xã hội người ta bảo cái này tốt, cái không tốt. Có nghĩa là họ coi những cái kiến thức họ có nó là đúng rồi. Thực ra mà nói là như này này, đây là thực tế nhé. Tất cả chúng ta đều ngồi dưới giếng hết, tất cả chúng ta đều là con ếch, chỉ có khác nhau là cái giếng thôi. Mọi người chả biết cái giếng của mình là cái gì mà mình là con ếch gì thôi. Bây giờ mình đang ở Việt Nam, mình có cho là mình giỏi nhất Việt Nam đi thì cũng chỉ là cái giếng của Việt Nam thôi, đúng không? Mình bước ra khỏi cái giếng Việt Nam mình sang Mỹ chẳng hạn thì lại là cái giếng của Mỹ thôi, đúng không? Tất cả chúng ta đều là con ếch và kiến thức của chúng ta đều làm sao cũng vẫn chỉ là con ếch thôi. Mình nói hơi gắt nhưng mà thực sự nó là như vậy. Ngày hôm nay tôi có thể ngồi đây tôi hướng dẫn giảng với mọi người, nhưng ngày mai tôi lại đi học thầy khác, tôi lại là con ếch ngồi nghe thầy tôi giảng đó, chứ không có chuyện là tôi học một lần mà làm thầy cả đời đâu. Thì tương đương với mọi người cũng vậy thôi, kiên định quá lại là không tốt, đúng không? Sáng chữa chiều lại phá, ngày mai chữa ngày kia lại phá, sáng tập yoga trị liệu chiều về lại làm y xì như cũ lại tổn thương tiếp, vậy thì chẳng bao giờ khỏi được cả. Và đúng là tất cả những bệnh xương khớp thì đa phần là nghiệp hết, mà cũng chẳng riêng gì xương khớp đâu, tất cả những bệnh rối loạn chuyển hóa không lây đều là do thói quen sinh hoạt không tốt, không khoa học gây ra. Vậy thì nguyên nhân từ đâu tới, chúng ta xử lý từ nguyên nhân, thế là xong. Nó còn không thay đổi nguyên nhân thì chịu. Rồi em cứ phải ăn như thế nó mới ngon mà, ăn như thế nó mới thích, đúng không? Xong rồi tôi phải đeo bộ ngày 4 cây rưỡi thì tôi mới cảm thấy rằng là tôi cảm thấy tinh thần tôi nó thoải mái lắm, nó dễ chịu lắm. Nhưng mà ngã 2 lần, mỗi lần ngã oạch phát cả tháng sau mới bò dậy đi tiếp, còn gãy xương không có tiền bó đốt xương nữa, chán luôn, đúng không? Rồi mọi người kết nối tiếp đi ạ. Nhiều người nhọc lắm, nhọc thực sự luôn ấy. Mình muốn giúp nhưng mà họ kiên định quá mình không giúp được, nhất là những người tu tập kiên định khủng khiếp luôn. À, như cỏ nhàn đấy thì gọi là những cái người mà người ta gọi là trung đạo. Trung đạo nó giống như là dòng nước ấy, gọi như giống như cái bài hát bèo dạt mây trôi đấy. Có nghĩa là nước nó đẩy đi đâu thì nó trôi đấy, lúc nó đẩy sang bờ bên trái, lúc đẩy bờ bên phải, lúc thì ở giữa dòng, lúc thì nổi dập dình, lúc thì lộn cả gốc lên, nhưng mà cuối cùng thì cũng bơi được suốt, bơi chán thôi. Nhưng cái người kiên định quá có đôi khi dạt ở một góc, đứng mãi một góc hoặc là chìm luôn, đúng không? Kiên định đôi khi cũng chẳng tốt đâu. Thế những người mà bị rách khớp gối rồi là bị tràn dịch từ cái rách đấy thì có tập được bình thường không? Ví dụ như là xoạc ngang, xoạc ngọc hoặc đè gối hoặc đè hông có tập được không cả? À, tất cả những người mà rách do tổn thương, do chấn thương đấy, vật lý đấy, thì đa phần là phục hồi rất là nhanh và họ buộc phải tập để tránh cái vết sẹo đấy nó trở thành cái sẹo đơ. Ở đây chúng ta đều có sẹo nhé, sẹo trên da thịt, sẹo ở dây thần kinh, sẹo ở cơ quan nội tạng và sẹo ở các ổ khớp như nhau cả. Tránh cái trường hợp là cái ổ khớp đấy, cái vị trí đấy hoặc là cái đĩa đệm đấy nó bị sẹo nhưng mà sẹo nó dày quá, nó dày quá, nó bì, nó sẹo nồi chẳng hạn đấy. Chúng ta bị tổn thương trên da thịt mà đầy người mổ bụng là bảo là khâu thẩm mỹ nhưng mà bụng nó vẫn nổi lên đấy, đấy là do về ăn rau muống, ăn thịt bò thừa nên nó thừa đạm nổi lên, đúng không? Thì cái ổ khớp với chỗ chúng ta cũng vậy thôi, cái bao hoạt dịch cái thôi, rách mà không tập ngay thì làm sao nó lồi lên và nó đơ lại, một cuối cùng là nó tạo sẹo và rất dễ bị rách lần tiếp theo, đúng không? Đó, vậy thì càng phải tập, chứ có chuyện không có chuyện là không tập đâu nhá, càng phải tập thì nó mới mềm lại được như cũ, không thì nó sẽ bị làm sao nhỉ, bị sẹo thành sẹo nồi hoặc là sẹo lõm hoặc là chai cơ. Thì ở đấy nó gọi là chai bao hoạt dịch, nghe kinh không? Nghe từ khóa kinh. Đầy trường hợp như vậy nhá, chứ còn tự mòn đấy thì nó sẽ tự đầy lại, nó mòn nó giống như cái kiểu giống như mình kéo lê cái là mình ngồi ở dưới sàn nhà xong mình duỗi chân cho người ta cứ kéo mình đấy, thì cái mòn cái mông quần đi, đúng không? Thì khi nó mòn mông quần thì bây giờ là mòn cái miếng thịt thì miếng thịt nó đầy lên thôi, nó giống như mông của chúng cha xà trà đường trên sàn đấy, thì dần dần nó sẽ đầy thịt lên thôi. Thì cái cách vá của cái sẹo nó khác, còn cách vá của mòn nó khác đó. Thì cách vá của sẹo thì có nghĩa là có sẹo thì buộc phải tập. Những cái người phẫu thuật để nhất là liên quan đến đứt gân này, sau khi phẫu thuật xong rồi kéo bằng chết, kéo khóc rưng rức được, kéo cảm giác đứt thịt rách thịt cho đấy vẫn kéo thì nó mới đỡ tổn thương.
chú của à quên cậu của Phương Thảo, cậu của Thảo, cậu to đùng luôn, 9 mấy kg, võ to cực kỳ luôn, tay như này bị bỏng. Ngày trưa mình nằm trong 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 màn, xong rồi đọc truyện, xong rồi gạt tay vào đèn dầu ngủ quên, thế là cái dầu nó chảy, nó cháy cái màn, thế là cháy bỏng tay, cháy cháy xém cả tay, nó cụt tay ở như này mà cụt mất mấy ngón, cụt tay rồi đó. Thì khi phẫu thuật nhé, cắt cái gân đấy ra, cắt cái chỗ đấy ra, xong rồi lấy một chỗ màu khác vá và kéo ra, kéo ra cậu cũng ngồi kéo chảy nước mắt, khóc vu tự kéo khóc vu, và cuối cùng tay bây giờ múa được ổn ổn hơn một tí, tất nhiên là vẫn mềm vài và còn vài ngón đấy. Đó. Sẹo trên người bất kỳ sẹo gì cứ có sẹo là kéo, kéo nhiệt tình luôn. Và thực tế chứng minh nhá, đầy người phẫu thuật các ổ khớp xong về tập rất nhiệt tình, tập vật lý trị liệu ghê luôn, tập một một luôn đấy, chứ không phải tập gọi là tào lao đâu, tập với máy móc thiết bị một một. Thì hiện tại bây giờ có hệ thống máy Pilates là khá tốt cho cái việc đó, rất là phù hợp, cực kỳ phù hợp nên dạy PT trị liệu thì gọi là tuyệt vời của tuyệt vời luôn, rất là dễ, họ rất dễ cảm thụ cơ thể, rất dễ cảm thọ cơ thể. Mọi người kết nối đi. Thầy cho em hỏi thêm là thế vậy thời gian phục hồi của những cái chấn thương ấy là bao lâu hả thầy? Khoảng mấy tháng, hoặc nếu mà một hai năm mà nó vẫn bị và nó không bị rách nhiều hơn ấy, thì đấy là có phải là nó đang phục hồi hay không, hay là nó bị thế nào thầy? Thường là như này này, những cái dạng rách do tổn thương đấy thì nó sẽ rơi vào nhiều nhất là tầm khoảng 2 năm đổ lại là nó khỏi hoàn toàn. Nhưng nếu như 2 năm mà vẫn còn bị ấy, thì vậy thì đa phần là họ tập luyện sai cách. Thì buổi sáng tôi có một chị Lan Anh, là chị bị tổn thương khớp gối và đứt dây chằng khớp gối. Chị tự tập tự do theo tất cả các môn linh tinh mà chị tự nghĩ ra, bao gồm cả vật lý trị liệu nhé. Nhưng 2 năm không co được lại chân, không co lại khớp gối, tôi nhắc khá nhiều các khóa huấn luyện viên khác nhau đấy. 31 và 32 thôi, không co lại được cái tầm này. Nhưng sau khi tập 2 tháng zin thì co được lại bình thường, và bây giờ ngồi được 5 phút ngang các cụ rồi. Ngồi thế anh Hùng quỳ 5 phút ngang các cụ. Mà chính chị bật mic lên chị nói nhá. Đó. Tối đa 2 năm là khỏi rồi, nhưng với điều kiện là tập đúng. Còn tập sai thì 2 năm nó chỉ giảm được tầm 6-7% thôi. Và thi thoảng nó lại bị lại gần 1% như cũ. Có thể là hơi tổn thương nhẹ cái nó lại bị lại như cũ. Sau đó lại phục hồi được 6-70%, nó gọi là có tật đấy mà. Đó. Rồi, có lẽ chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Tại vì thời gian cũng không còn nhiều, một khối lượng thì còn khá là nhiều. Nó có 9 mục cơ mà. Phần tiếp theo ấy là phần số 6. Phần số mấy nhỉ? Phần số 5 đúng không? Đúng rồi. Những người có nguy cơ bị thoái hóa khớp gối thì nó tương đương với cái nguyên nhân đấy, chủ yếu là do người già tuổi tác là bị lão hóa gây ra. Nhưng lưu ý nhá, lão hóa lành mạnh, nó có từ khóa này, mọi người có thể ghi nhé. Lão hóa lành mạnh là một quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, có nghĩa là già đi theo thời gian, nó phải chết, nó phải xuống cấp, đấy gọi là lão hóa do tuổi cao sức yếu, lão hóa lành mạnh. Còn một loại lão hóa nữa là lão hóa không lành mạnh, thì có nghĩa là do làm sao sinh hoạt vô độ vô tổ chức gây ra, hoặc là do lao động làm việc tổn thương gây ra, thì đó là lão hóa không lành mạnh. Còn một loại lão hóa nữa bây giờ cả xã hội đang hướng tới, đó là lão hóa ngược. Lão hóa ngược có nghĩa là tập một thời gian thì tự nhiên trẻ ra một chút, đẹp ra một chút và khỏe ra một chút. Thì mình chỉ cần nắm bắt từ khóa và mình tìm cái gì đó để đạt được cái điều đó thì tự động mình có khách thôi. Thì ở đây chúng ta đang sở hữu công cụ là lão hóa ngược và lão hóa gì ạ? Lành mạnh. Đúng không? Những người già đang bị tổn thương thì được tập luyện ăn uống đúng khoa học thì tự động sẽ là lão hóa ngược. Và trong trường hợp có không lão hóa ngược được chi nữa thì cũng là lão hóa lành mạnh, già thì phải xuống cấp, phải yếu thôi. Đúng không? Tránh cái trường hợp là làm sao lợn lành chữa thành lợn què, hoặc là làm sao không biết sinh hoạt vận động dẫn tới là thường xuyên làm hỏng, sáng chữa chiều lại phá, hoặc là sáng phá chiều chữa, cứ thế lặp đi lặp lại thì chẳng bao giờ khỏi được. Thì đó là những nguyên nhân chính nhá. Và những người lao động chân tay nặng nhọc, vang mác, lức đỡ, tổn thương trong quá trình lao động và làm việc, đặc biệt là những người bị béo phì, dạn khung chậu, lệch khung xương chậu, làm sao ạ? Hỏng cái bàn chân, dẫn tới là toàn bộ cái xương chân của mình nó cứ thi thoảng nó lại làm sao chạch xô, nó lại dạn, nó lại lướt linh tinh khắp nơi cả. Nghe đến cái từ nó dạn lướt linh tinh là nó có thật đấy nhá,
Thực sự nó có thực đấy, chỉ có điều là nó dạn rất là nhỏ và chúng ta chỉ cảm thấy đau om khắp người thôi. Thì ai đó mà đang bị xô lệch cột sống là những người trải nghiệm nhiều nhất về tí lại những dạn ở chỗ nọ nọ lại nứt ở chỗ kia, lại om chỗ nọ om chỗ kia, cứ đau ê ẩm toàn thân đấy. Thì đấy là khung xương của mình bị xô lệch trong thời gian quá dài, có thể là ngồi nhiều quá, cũng có thể là đứng nhiều quá gây ra, cũng có thể là sinh nở gây ra. Thì đó là những người có nguy cơ bị thoái hóa khớp gối, đúng không? Phần tiếp theo là phòng ngừa thoái hóa thì quá dễ rồi đúng không? Chúng ta biết được nguyên nhân rồi thì chỉ có cách phòng ngừa chỉ là ngược lại như vậy thôi. Thay đổi nguyên nhân đi thì tự động chính là phòng ngừa. Có đúng không? Đừng làm cho cái bụng của mình nó quá 80 cm đối với nữ và đối với nam giới. Đừng để cân nặng của mình nó vượt quá mức cho phép. Đừng để mình làm sao bị gầy mỡ, có nghĩa là nhiều mỡ và ít cơ, đúng không? Đừng làm các cái việc làm sao tổn thương cơ thể. Ví dụ tổn thương rồi thì phải nghỉ ngơi. Chứ đừng là sáng chữa chiều lại phá, cứ lặp đi lặp lại như vậy đúng không? Còn tuổi già nó lão hóa thì phải bổ sung thêm. Cơ thể của mình bây giờ nó không có năng lượng thì phải bổ sung thêm, chứ đừng có bám chấp vào cái việc là tôi không thích thực phẩm chức năng như thế này thế nọ thế kia. Đúng không? Cứ cái gì bây giờ nó giúp mình tốt, mình khỏe là mình ăn thôi. Mình cũng chả quan trọng nữa cả. Nó là trí tuệ của nhân loại cơ mà, chứ nó có phải là của một ông bà là sáng tạo ở đâu. Cho nên mình đang sử dụng trí tuệ của nhân loại, mình cứ chả cái gì gì là phải ngại cả, chẳng phải bám chấp cả. Mình trung đạo, luôn luôn bơi ở giữa dòng, chẳng dạt vào bờ bên phải cũng chẳng dạt vào bờ bên phải, cũng chẳng neo đậu cả, lúc thì trôi chỗ nọ lúc thì trôi chỗ kia, miễn làm sao là nựa mà sống thế là được, thế là tốt, là happy. Không nên kiên định quá, kiên định là tốt nhưng hầu hết là kiên định là không tốt, vì bám chấp triệt để với kiến thức mà mình nhận biết. Thì đó là cái cách phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp gối rất là dễ. Như trường hợp của anh Thư An Giang thì em đang rơi với trường hợp là chế độ lao động và làm việc quá sức nặng nhọc, có đúng không? Đó thì có thể là em cảm thấy ý chí của em vẫn được tốt, 36 tuổi thì ý chí cao lắm. Em mấy cháu rồi? Mấy cháu? Dạ một bé, dạ một bé. Ôi giời, một bé thì quá nhàn, tội gì mà phải cố gắng quá. Tôi ba bé ở đây, bây giờ 11 giờ vẫn lên lớp kiếm thêm mấy triệu mai mua sữa cho các cháu, đúng không? Đây một bé thì có sao phải nghĩ, bé gái bé chắc lại thêm chuẩn bị thêm cháu nữa, ba mấy rồi, 36 rồi chứ chưa chắc có thêm cháu nữa đâu. Em có định thêm cháu nữa Dạ có. không? Úi giời, nếu mà có 36 rồi mà có thì cũng phải có kế hoạch nhanh đấy, chứ để lâu quá nữa thì cũng cũng không phải là không được, mà có nghĩa là nó sẽ để cơ thể của mình nó yếu đi đó. Vậy thì rõ ràng là vẫn cũng mong muốn có thêm một bé nữa, thì có nghĩa là phải có cố gắng hơn một chút. Thì rõ ràng là mình có thể mình cố gắng nhiều thì thành ra là mình sao mình có sự chuẩn bị tốt, thì mình có chuẩn bị càng nhiều nguồn lực thì càng tốt đúng không? Nhưng mà bây giờ em đang chuẩn bị cho em là cái kiến thức nó mới quan trọng. Còn khi mình có kiến thức rồi mình sử dụng được các nguồn lực cơ mà, chứ có phải nhất thiết là phải nguồn lực duy nhất là tiền đâu, có đúng không? Đó thì mình điều chỉnh cũng vậy thôi. Bây giờ mình đối với người khác thì cơ thể người ta nó là gọi là đá là sỏi là sắt thép, thì người ta đầy người ta đọa thì nó vẫn khỏe, nhưng mà mình bây giờ chỉ là lá ngọc cành vàng kim cương hột xoàn, động cái lít xước thì sao, có đúng không? Có phải ai giống ai đâu, có người đầy đọa hành họa đầy đọa người ta vẫn người ta đẹp như hoa, có người cái lá rơi đầu cũng khóc, tôi cái lá rơi đầu tôi khóc ngay tổn thương luôn. Nhưng có nhiều người cầm cái dép phi thậm chí là còn mắng một câu ấy, chả đi bắn chơi kể chả sao cả đúng không? Mặt người ta dày nhưng mà mặt mình thì lại tổn thương, cũng thật cái lá rơi đầu mình còn tổn thương. Thì mỗi một cơ thể nó chả liên quan gì đến cơ thể khác người khác cả, đúng không? Cái thể lực của mỗi người nó khác nhau, thậm chí cái cảm xúc nó khác nhau, thì đối với người khác người ta nhảy aerobic có khi còn mạnh hơn kẻ em cũng chẳng sao cả, nhưng mà em chỉ đần động của một vài ba tiếng là em đã tổn thương rồi. Thế thì không phải ai giống ai nhá, cho nên mình không đừng có so sánh là người ta làm được thì tôi cũng làm được. Cũng giống như đàn ông đa phần đàn ông là chịu khổ rất là giỏi nhưng mà sức bền và tâm lý thì lại kém, đúng không? Chỉ tí áp lực là không chịu được rồi đó, thì chả có liên quan gì đến nhau cả. Thì cũng giống như chế độ lao động và sinh hoạt thôi, mình không thể cố được đâu, mình phải nghe ngóng xem mình có cố được không. Đặc biệt là khi sinh nở đấy là phải nghe ngóng và có sự chuẩn bị rất là nghiêm túc, chứ không thể làm theo bản năng được. Chúng ta toàn là con người hiện đại đâu có trí tuệ thôi. Điều khó nhất là phần lao động và sinh hoạt trong đời sống đấy, là một trong những phần mình hay bị cuốn đi bởi trách nhiệm. Đa phần mọi người bị cuốn đi bởi trách nhiệm và đa phần là không chăm sóc được bản thân, đều là do trách nhiệm hết. Ý chí cao quá, sống bằng ý chí và có trách nhiệm. Rồi phần tiếp theo nhá, là các cái biện pháp chuẩn đoán. Thì ở đây ấy, cứ liên quan, ui nó chạy đâu mất rồi, liên quan nhảy phắc sang khớp háng rồi.
Quá. Mọi người cho xuất chiếu nha, ở đây có cuối đây rồi. Quá. Chúng ta đang làm các bệnh thoái hóa khớp gối. Chờ chút xíu. Bài số 3, bài chân gì khớp gối. Cái bài này mọi người đọc học một bài nhé. Nhưng mà các bài tiếp theo là cũng là cái bệnh ở quanh cái chỗ đó thôi. Thì mọi người đọc sang cái phần tiếp theo nó trang 45, 46 ấy. Thì nó cũng tương tự thôi. Còn bài này là bài đại cương thì mọi người học bài này mình sẽ hiểu được hết mấy cái bài sau. Các cái biện pháp chẩn đoán bệnh thoái hóa khớp gối thì có thể sử dụng các cái biện pháp sau. Cái dễ nhất là chụp X-quang. Thì buổi trước thì không nhớ bạn K31 hay K32 thì tôi cái hình của chụp X-quang mà tôi khám ra cho là bị mòn cái khớp gối trong này. Bị mòn cái khớp 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 trong, đây là có hai khớp nhá. Đây cái khớp nhá, nó có cái phần mặt mặt trong này. Đây là bàn chân đúng không? Thì đây là cạnh ngoài là ngón út này. Đấy, cạnh ngoài ngón út này. Đấy, cạnh trong là ngón cái đây, đúng không? Thì đã bị mòn cái khớp trong này. Đó thì cái cách dễ nhất chính là chụp X quang. Chúng ta không bao giờ có thể khám được bằng mắt mà chỉ chụp X quang thôi. Trừ khi là người ta bị bàn chân bẹt hoặc là bị kiềng X kiềng O thì mình mới có thể phán đoán và dự đoán được. Đúng không? Mộng Nguyễn ngủ rồi kìa, nắc lư đi. Đan tay nắc lư đi, không thì ngủ mất. Đúng không? Buổi sau thì chúng ta sẽ vừa tập vừa trải nghiệm đấy, thậm chí là tập trước. Tập trước xong bắt đầu mới học lý thuyết. Đúng không? Thì biện pháp tốt nhất, dễ nhất là chụp X quang, còn biện pháp xịn sò nhất là chụp cộng hưởng từ, chẳng có cách gì hay hơn cả. Chứ còn bảo khám thì phải kỹ năng rất là đặc biệt, và từ bài ngày hôm trước đến bài ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được thêm một cái biện pháp khám bằng mắt thôi nữa, đó là bị bàn chân bẹt hoặc bị kiềng X kiềng O thì dẫn tới là mòn khớp gối ở trong hoặc ngoài, gai khớp gối, chằn dịch khớp gối, thoái hóa khớp gối đều là do bàn chân bẹt và kiềng X kiềng O gây ra đó. Thì đó là cái biện pháp chẩn đoán bằng mắt này, và tốt nhất là chụp X quang hoặc là chụp cộng hưởng từ thôi thì tốt nhất. Rồi đó là phần thứ bảy. Phần thứ tám là bài tập yoga trị liệu, thì mọi người quét cái mã QR đấy nhá, đúng không? Trong cái mã QR này tôi giải thích rất là rõ 7 bài tập chữa cái bệnh thoái hóa khớp gối này. Thì mọi người có thể không cần tập nhưng mà nghe lý thuyết, thì cái phần lý thuyết tôi giải thích không khác gì mọi người được đang được nghe đây. Có thể nó từ nó từ khóa nó khác nhau một chút, nó gắt lên một chút, tuy nhiên thì nó cũng khá là giống nhau tương tự. Thì chúng ta được học rồi, chúng ta đọc sách, chúng ta lại xem video thì nó sẽ ngấm hơn, nó sẽ chi tiết hơn, đúng không? Đó thì buổi sau thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần đó. Phần thứ 9 là dụng cụ hỗ trợ, thì ở đây mọi người chụp cái lên cái hình ảnh nhá. Thứ nhất là cái bó gối này, thứ hai là cái dụng cụ hỗ trợ khớp gối, cái này là Lazada bán đầy, Tiki Shopee bán đầy. Bây giờ cứng quá không đi được đúng không? Đứng lên ngồi xuống không đứng được đâu. Thì cái này nó là lò xo, nó bẩy nó cái lên. Đúng không? Ngồi xuống thì nó rất là dễ, nó hãm lực lại cho ngồi xuống rất là dễ. Và đứng dậy lên nó bẩy nó cái lên, rất là nhàn. Đúng không? Đó, thì trước đây tôi cũng có một cô bị thoái hóa khớp gối nặng và thay khớp gối. Thay khớp gối nhá. Nhưng mà buổi sáng đi tập yoga, buổi chiều thì đi đánh bóng bàn, và tôi kệ. Việc của tôi chỉ là chăm sóc cho xong việc thôi, tại vì bướng quá, bám chấp quá thì mình chả rảnh nữa, bỏ qua luôn. Những khách hàng đó thì đôi khi họ, nhiều khách hàng họ giàu có quá mà họ cũng coi nhẹ cái kiến thức mà mình có, thôi mình cũng quan tâm cái việc cứ đóng tiền là được rồi, mình cũng không chăm sâu họ nữa, thì họ không kết nối với mình, họ chỉ cần thôi, họ làm theo cách họ muốn thì kệ họ thôi, không sao cả, đúng không? Thì đây là một trong những cái dụng cụ rất là tốt, mọi người hoàn toàn có thể bán được, đúng không? Bó gối dùng rất là nhiều. Còn cái này thì không nhiều này, nhưng riêng bó gối dùng cực kỳ nhiều. Cái loại này khá mắc ấy. Loại này có lẽ phải đến tầm khoảng 300 một đôi. Thường là bó gối 300 một đôi là loại tốt lắm rồi, nhưng không có giá rẻ hơn đâu, chứ còn mấy chục đôi thì thường dùng không dùng đâu. Đó. Phần thứ 10 nhá, là lời khuyên. Thì nhớ nhá, mọi người lưu ý nhớ này, phải khuyên. Nếu như không khuyên thì chắc chắn là mình không phải là huấn luyện viên yoga trị liệu rồi, chỉ là huấn luyện viên yoga bình thường thôi. Tình trạng thoái hóa khớp gối của bạn, nếu như bạn không bổ sung dinh dưỡng cho khớp hoặc không có thái độ tập luyện nghiêm túc, có nghĩa là tìm cho mình một công cụ chữa trị cái tình trạng của mình một cách đúng chuẩn và khoa học, thì lâu dần khớp của bạn sẽ bị khô và dính khớp vào nhau, có thể dẫn tới là mọc gai hoặc là phải thay cái khớp sắt mới có thể đi lại được. Thì đó chính là lời khuyên, càng chi tiết càng ngắn gọn, càng to càng tốt, nói dứt khoát to.
Tình trạng thoái hóa khớp gối của cô ấy, nếu mà cô không bổ sung dinh dưỡng một cách đầy đủ, đặc biệt là vitamin, canxi và glucosamin, lâu dần khớp của cô sẽ bị khô, tràn hết dịch, dẫn tới có thể bị phẫu thuật khớp gối. Đấy là còn nặng đấy. Còn trường hợp nặng đến mức độ mà không thể phẫu thuật nữa, có nghĩa là gai nó đan vào nhau mà có cắt đi cũng chẳng còn chỗ mà cắt nữa, mà thoái hóa nữa cơ. Nhiều người gai nó đan vào nhau quá chằng chịt và nhiều hướng nhiều góc, còn thiếu cả chỗ mà cắt. Có nghĩa là cái ổ khớp đấy cắt đi rồi phải có chỗ mà cắt chứ. Chứ bây giờ không còn chỗ mà cắt nữa thì làm sao? Còn thừa lại một chút mà nó vẫn còn thều thêm vài cái gai nữa thì cắt cái gì? Đúng không? Và tổng kết toàn bộ này, đây cũng chính là bài tập dành cho mọi người, chính là cái những cái gạch đầu dòng của toàn bộ bài ngày hôm nay. Thứ nhất là tổng quan về bệnh thoái hóa khớp gối. Thứ hai phải định nghĩa được thoái hóa khớp gối là gì. Thứ ba là tìm ra được nguyên nhân. Và trong nguyên nhân thì chúng ta phải bắt mạch giống xem bói, triệu chứng của bệnh. Thì cái này nó sẽ giúp cho học viên là yên tâm và giao cái tình trạng của họ cho mình. Có đúng không? À, cái triệu chứng của cô phải thế này không? Có phải thi thoảng nó sừng lên, nó tấy không, lâu lâu nó tấy lên và nó đau ở vòng quanh cái ổ khớp được không? Đau ở vòng quanh không? Đau vòng quanh không? Và thi thoảng nó đau ở một vài điểm cố định, nó đau một vài điểm cố định có đúng không? Đó, và cô cảm thấy rằng buổi sáng ngủ dậy nó không co được duỗi được chân vào đúng không? Không co được duỗi chân đúng không? Đó, và cô bị đau nhiều hơn là buổi tối. Thì đấy là triệu chứng đúng không? Thì khác gì xem bói. Không khác gì xem bói đâu. Thì chúng ta học cuốn video ga trị liệu chính là xem bói bệnh. Xem bói bệnh nhá, không khác gì đi xem bói. Nhà em bên tay phải có cái ao đúng không? Mày đằng phía trước có cái chùa, có cái cây, có đúng không? Đấy thì người ta cứ xem bói như thế là à đúng 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 đúng, thế sợ quá thì tin thôi đúng không? Thì cái triệu chứng này mọi người nhớ nhá, càng nhớ rõ thì càng tốt, và còn phải cầm cái bút thì đi hỏi khắp nơi, cô ơi cô thoái hóa khớp gối thì cô có cảm giác thấy thế nào, buổi sáng buổi tối rồi buổi chiều buổi tối nào, mình cứ gạch đầu dòng mình hỏi hỏi nhiều thì sẽ thành nhớ, và đồng thời nghe người ta tâm sự nhiều thì cũng thành nhớ đúng không? À, bản thân tôi này, đây là trải nghiệm thực sự nhé. Sau khi dạy xong, tôi sẽ ngồi chơi với học viên tầm khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng để nghe người ta nói chuyện. Tôi không nói gì cả, chỉ nghe người ta nói thôi. Và sau rất nhiều năm nhá, có lẽ đến hàng chục năm rồi, nghe tất cả các loại chuyện trên trời dưới đất. Và cuối cùng tôi tổng hợp ra toàn bộ những kiến thức này. Đó. Nghe người ta nói chuyện tâm sự và tôi mới tổng hợp được ra cuốn sách này. Tất cả mọi thứ triệu chứng, bao gồm từ thực tế lẫn sách vở. Đó thì vậy thì mọi người phải cố gắng nhá. Nghe. Không nói chuyện nữa mà nghe người ta tâm sự, mà cái giống người ta tâm sự, người ta nói đến sáng trưa chiều tối cơ. Rồi phần tiếp theo là những người có nguy cơ thoái hóa khớp gối, phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp gối, các cái biện pháp chuẩn đoán bệnh thì dễ thôi, bài tập yoga trị liệu thì đã có sẵn, dụng cụ hỗ trợ và lời khuyên của huấn luyện viên có đúng không? Buổi ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cùng nhau vừa tập vừa học để tránh trường hợp buồn ngủ quá, và có lẽ thì chúng ta sẽ tập luôn toàn tập khoảng 45 phút đúng không? Tại vì không có nhiều thời gian tập cho nên là tôi sẽ tập trung ở vài buổi, tập một buổi có 1 2 buổi lại tập một buổi thôi. Nó tập một buổi khoảng tầm nửa tiếng 1 tiếng để mọi người cảm nhận được yoga trị liệu đó là cái gì. Buổi sau chúng ta tập Jin Yoga. Đúng không? Và Jin Yoga đấy có tác dụng trị liệu thì mọi người cầm bút bên cạnh để tốc ký khi cần nhé. Nhưng cố gắng này, trải nghiệm hết công suất có thể thì mới có thể biết được cái yoga trị liệu đó là cái gì. Còn lý thuyết thì nắm bắt rồi nhưng vẫn chưa tập thì có sẽ là không có cảm xúc để chia sẻ đâu. Các bài sau cũng tương tự, mọi người lướt qua một chút xíu nha. Bài sau là bài chữa thoái hóa khớp gối, đúng không? Yoga chữa thoái hóa khớp gối. Thì các bài sau là khác khác một chút xíu nhé. Bài này khớp gối là gì? Tình trạng tràn dịch khớp gối. Thoái hóa khớp gối cũng có tràn dịch khớp gối nhé. Đúng không? Đó. Nguyên nhân dẫn tới đó. Triệu chứng tất cả mọi thứ đầy đủ. Giáo trình thứ ba là tràn dịch khớp gối là gì? Đúng không? Đó. Giáo trình thứ tư lại liên quan đến làm sao gai khớp gối, đây có tất cả đầy đủ hết rồi đấy, cũng dụng cụ đầy đủ như nhau hết đúng không? Còn cái bài cuối cùng này, cái bài sau khớp gối là khớp háng này, bài này cực kỳ quan trọng, bài này 10 nữ giới thì có nghe có 6 7 người bị thế, liên quan đến khớp háng là đây là cái khung chậu này đấy. Đây là cái hố chậu này đấy, còn mọi người hay bị tách cái giãn cái chỗ này này, thế toàn đấy, nó hỏng chạch cả cấu trúc này nó đang ở đây đúng không, nó chạch cả ra ngoài này đấy, nó đẩy cái hố chậu ra ngoài và để giãn cái khung xương chậu ra ngoài, thế là chạch hết, và đa phần nữ giới là bị hỏng khớp gối là do cái hố chậu này của mình này. Đấy, nó bị đẩy ra ngoài, cái khung chậu của mình nó đang như này đúng không, nó đẩy ra như này, thế là cái khung xương của mình nó trôi theo thôi, và hầu hết nữ giới là sau khi sinh nở cảm thấy hông mình nó to lên tí không, thế nó đẩy ra ngoài bắt đầu còn đâu nữa
tưởng là đẹp, nhìn loáng thoáng là đẹp thôi, nhưng mà bên trong của mình là bộ phận sinh dục của mình nó đã lộn xộn hết lên rồi. Rồi mọi người kết nối và hỏi tiếp nhé, chúng ta còn một chút thời gian thì cố gắng tỉnh táo một chút, thì buổi sau mình vừa tập đi, tối mình ngồi co giữa chân tay là nơi tí cho nó đỡ đau người này, 2 tiếng vặn vẹo ngồi không người nó cũng đau o hết cả người. Tập đấy. Mọi người kết nối đi, có mắc ở đâu không ạ? Huấn luyện viên yoga trị liệu khác hoàn toàn huấn luyện viên yoga nhé. Huấn luyện viên yoga chính là giáo dục thể chất, còn huấn luyện viên yoga trị liệu 100% là y tế dự phòng. Mọi người được gọi tên là y tế dự phòng luôn rồi, đúng không? Và cái cách chăm sóc cũng khác hoàn toàn luôn, không giống huấn luyện viên yoga một chút nào cả. Mà khi bước sang huấn luyện viên yoga trị liệu đấy, thì động tác nó trở thành một cái điều gì đó là rất là đơn giản, gần như không quan tâm vào động tác, quan tâm vào lý thuyết, quan tâm vào sự chăm sóc. Chứ lúc đó mà cứ hụt hụt cực hụt mà tập thì chỉ có chết thêm người thôi, chỉ có nặng thêm thôi, nặng nành thêm nặng què thôi, đúng không? Người ta đang đau, người ta đang tổn thương rồi, mình tập mạnh thêm nữa thì chỉ có mà rụng khớp đi luôn. Lúc đấy là cô ơi, cô à, cô chăm sóc nhẹ nhàng thế này thôi, cô ăn cái này nhé, cô uống cái này nhé, đúng không? Cô nghỉ ngơi đi. À, người ta là kim cương một xoàn, nó ngọc cành vàng, thì bây giờ cô là liễu yếu đào tơ, đúng không? Người ta là trâu bò, thì bây giờ mình là công là phượng, đúng không? Thế mình phải nịnh người ta như thế chứ, phải chăm sóc người ta như vậy thì người ta mới ờ đúng rồi, có lý. Bây giờ mình già rồi, mình yếu rồi, thì mình phải thế này thế nọ thế kia, mình là phụ nữ thì mình đi nhẹ nó khẽ cứ tươi, chứ bây giờ mình cứ quỵt 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 ra mình lao động thì làm sao mà không tan xác, đúng không? Đó, làm được bao nhiêu thì làm, còn lại thì những cái người tay to chân to người ta phải thụ phụ mình bớt chứ, nó chứ có phải, có phải ai cũng là dốc hết kiệt lực ra mà làm thì sức đâu ra mà trụ lại được với thời gian. Sức khỏe mình cũng chỉ có hạn thôi, ai cũng vậy thôi. Mọi người kết nối đi, khớp gối khớp gối. Trong lúc mọi người hỏi cũng chính là tôi học lại mọi người đấy. Những người mà bị đẻ thường ấy thầy thì là bị tình trạng về xương chậu nó cũng cao hơn đúng không thầy? Còn Đa đẻ phần ít đẻ hơn. thường đều làm cho cái khung chậu của mình nó rộng ra một chút, và thường thì nó sẽ đẩy cái khung xương của mình ra ngoài, cái xương đùi ra ngoài, thì mình tưởng là cái hông của mình nó to lên. Về căn bản nhìn bằng mắt thường thì trông có vẻ sexy hơn một chút, trông có vẻ nữ tính hơn một chút, nhưng mà khi chụp X quang thì cái hố chậu của mình nó rộng hơn và nó đẩy toàn bộ cổ tử cung của mình trôi xuống dưới, toàn bộ bộ phận sinh dục của mình trôi xuống dưới, dẫn tới là thay đổi cái khớp chậu và toàn bộ khung chân của mình cũng thay đổi. Và thực tế thì đa phần 10 người sinh nở, 8 9 người là ít nhiều cũng bị giãn tĩnh mạch một chút xíu. Nhiều người trước đây chưa từng bị chai chân nhưng sau khi sinh nở xong lại bị chai chân. Đó, nhiều người chưa bao giờ bị da chết ở gót chân nhiều nhưng sau khi sinh nở xong tự nhiên có nhiều da chết hơn ở gót chân. Đấy thì đều người như vậy. Thậm chí nhiều người chưa bao giờ bị thâm mông nhưng sau khi sinh nở thì mông thâm đen xì rồi. Cái cấu trúc nó sai. Thế nên là cái đáy mông của mình nó cũng lệch khỏi vị trí trung tâm, nó dồn trong vị trí khác, thì mình ngồi mông thì thâm đen rồi. Đó, nó nhiều nguyên nhân đó, thì hầu hết đều bị tách ra một tí này, tách ra một tí. Thì khi mình sinh mổ nó không tách, nhưng mà sinh đẻ thì kiểu gì nó cũng tách đấy, nhưng mà co lại thì rất là khó, khó cực kỳ đấy. Co lại phải có tuệ đấy, thì cái đến cái bài đó thì chúng ta sẽ biết được rằng làm cái gì để nó co lại, thậm chí ngay bây giờ mình cũng có thể làm nó co lại đó, nhưng phải có kiến thức. Xong sau đó tập luyện cũng chỉ là một trong nhiều công cụ thôi, chứ không nhất thiết phải tập. Tuy nhiên tập nó sẽ giúp chuyển hóa tất cả những loại thức ăn chúng ta ăn vào đạt được cái hiệu quả cao nhất đó. Ở đây hầu hết mọi người đều sinh thường hết đúng không? Vâng. Thế thế làm nào có lại này. Bụng dưới có to không, bụng dưới cặp quần đấy có bị phồng hơn lúc chưa sinh không? Có phòng hơn chút này. Nếu thế thì 100% nó tách ra một chút rồi. Nó thì bây giờ có cách thì đến cái bài đó sẽ hướng dẫn, hầu hết tập toàn tập cơ Kegel thôi, mà động tác đơn giản nó chỉ có vài động tác thôi. À, có lẽ thì buổi sau mà nếu như có cơ hội các buổi khác thì tôi sẽ cho một bạn vào giao lưu. Giao lưu thì không được đúng không? À, tuy nhiên thì có thể là sẽ các bạn sẽ là kết nối với bạn ấy qua từ tin nhắn trực tiếp. Bạn ấy bị sa tử cung và từ hồi tôi hướng dẫn bây giờ là chữa khoảng tầm gần chục ca sa tử cung. Đó. Có thể mọi người tôi sẽ cho cái Zalo để mọi người trực tiếp hỏi bạn ấy. Thì hiện tại bây giờ là bạn ấy khỏi tầm 60%.
60%. Đó. Có nghĩa là khi mà ngồi xuống đi té nhá, là nhìn nguyên cái cổ tử cung nó đẩy ra ngoài. Ra ngoài khoảng tầm gần 1 cm. Đấy. Mà bây giờ gần như là đỡ được 60%. Trong khi đó chỉ là tập và ăn uống thôi, thay đổi Tập thôi. bài Kegel đúng không thầy? Đúng rồi, nó co lại. Tuy nhiên thì sẽ không bao giờ khỏi được. Lý do là cái cửa mình nó rộng quá. Nó cửa mình bình thường thì nó chỉ đơn giản thôi, nhưng mà cửa mình nó rộng quá. Nó cứ đổ ra thôi, nó cũng chẳng giữ lại được. Nó giống như cái cổ chai mà. Cái cổ chai nó phải nhỏ chứ bây giờ cổ chai to. Thì ở lớp của tôi có một cô tên là cô 4. Năm nay là cô 6-7 tuổi rồi. Mà cô ấy thu gọn cửa mình từ năm cô 33 tuổi nhé. Mọi người thấy hình dung là 33, 33 tuổi. Có nghĩa là năm nay cô 6-7 tuổi thì 34 năm trước cô đã làm rồi. 3 năm trước, 4 trước tôi cũng mới đẻ được có mười mấy tuổi. Đất nước vẫn còn khó khăn mà cô đã có điều kiện làm như vậy rồi. Thì vậy thì mọi người thấy là cô ấy ăn chơi không? Ngay từ khi rất trẻ đã có tiền để chơi cái việc đó rồi. Đó. Ghê như vậy cơ mà. Vậy thì ai đó mà sinh một cháu, sinh hai cháu, sinh ba cháu kiểu gì mà chả tét tét thôi. Nó chả mà rộng lên một chút. Thì tội gì không tập, đúng không? Hoặc là tội gì mà không phẫu thuật. Tất nhiên còn sinh thêm cháu thì cũng không nên phẫu thuật vội. Không đến lúc đấy lại rạch ra thì cũng toi. Kiểu gì nó chả rão. Chúng ta đi đại tiện mà phân to quá mà còn còn nứt hậu môn nữa cơ mà, đúng không? Đó. Cũng còn rão cả hậu môn nữa, còn còn làm sao còn sổ cả ruột ra ngoài là chuyện đương nhiên, thì tránh làm sao được sinh nở. Đúng không? Cả một quá trình chứ không phải đơn giản là cơ thể nó xuống cấp, nó rão hết ra. Đó, tập nó co lại được chứ không thể co được như cũ đâu. Đấy, còn phải ăn uống, còn đủ rất là nhiều thứ thì nó mới có thể hỗ trợ được. Rồi mọi người kết nối tiếp đi. Cảm ơn thầy ạ. Có bài này đúng không thầy ạ? Có đầy đủ hết, trong cuốn sách này đầy đủ À. hết. Cuốn sách này có phần sinh nữ này, sinh lý nữ này, sinh lý nam giới đầy đủ hết. Tuy nhiên là cũng lược qua nhưng chắc chắn tôi sẽ giải thích rất là chi tiết. Vâng ạ. Cảm ơn thầy. Mọi người kết nối đi. Ta đặt thêm một câu hỏi nữa nhé. Một vài câu hỏi nữa. À, có lẽ là cái lượng kiến thức nó hơi bị xa rời với thực tế nhiều quá. Thành ra là các bạn cảm thấy hoặc là chưa mình chưa chạm tới những cái dạng cái, những cái căn bệnh như thế này. Đa phần những người thoái hóa khớp gối đấy thì tốt nhất là không cho tập. Không cho tập nhé. Nếu như trong trường hợp họ không ý thức được rằng là sử dụng dinh dưỡng là tốt cho sức khỏe. Tại vì đây là kinh nghiệm của cá nhân nhé. Đa phần tất cả những người bị bệnh thoái hóa khớp gối thì chúng ta sẽ không cho tập nếu như họ không ý thức được cái việc là sử dụng dinh dưỡng và thực phẩm chức năng nó tốt đối với sức khỏe. Tại vì sao? Tại vì họ thích tập, sớm muộn các bạn cũng sẽ làm họ tràn dịch khớp gối, chỉ là sớm hay muộn thôi. Và bản thân tôi cũng đã làm cho khá nhiều người tràn dịch khớp gối rồi. Và cách đây 2-3 hôm trước là tôi cũng để cho một bạn đang tràn dịch khớp gối, bạn ra bạn chạy ra bạn hỏi bạn vén quần gối lên, thấy em bị tràn dịch khớp gối liệu có tập được không. Trường hợp này tôi gặp quá nhiều rồi, nên tôi bảo tập được không sao đâu, khi nào nó tràn hết thì tự động nó khỏi. Tại vì tôi biết trước khi nào nó tràn hết, và đúng là hôm sau bạn ấy nghỉ luôn vì tràn dịch khớp gối đau quá. Tuy nhiên tôi vẫn nhắc bạn nhé, tránh các động tác về khớp gối ra, không ai ép chị tập cả, chỉ cứ tập theo sức của mình và các động tác khớp gối bỏ có sao đâu. Và ngày hôm đấy tôi cũng không dạy những cái động tác tập trung quá nhiều khớp gối và chị tràn dịch khớp gối đó. Vậy thì trẻ như vậy mà còn bị ăn đòn, còn bị dính chưởng và còn bị phải trả giá thì chả có lý do gì người già không bị cả. Người già mà họ bị mà các bạn rất là dễ apply nhá, mà bị nhá thì chỉ có mất khách thôi, và mất khách người ta loa phường trong một lúc thì chẳng ai đến tập mình đâu. Thì tốt nhất lưu ý nhá, tốt nhất tất cả những trường hợp liên quan đến thoái hóa khớp gối mà có khả năng tràn dịch khớp gối thì tốt nhất là không dạy yoga nữa, mà chuyển qua chăm sóc dinh dưỡng. Họ ăn cô ấy ăn uống như này như nọ kia để giảm cân. Chứ bây giờ chị thoái hóa khớp gối rồi mà chị 70 cân, 65 cân, 80 cân thì tập đến bao giờ mới có thể giảm được cân? Mỗi một buổi tập yoga có đốt hơn 100 calo thôi, buổi tập aerobic cùng lắm nhảy cả tiếng đồng hồ đốt 300. Mà trong khi đó 7.500 calo trung bình mới xuống được 1 cân mỡ thì nhảy đến mùa quýt, đúng không? Nhảy cả chục năm chứ chắc nó xuống được cái chục cân. Mà càng nhảy thì họ càng đói, họ càng ăn nhiều, thì tốt nhất chuyển qua sang liệu trình chăm chóc bằng dinh dưỡng để giảm cân thần tốc. Mà vẫn không đồng ý việc đấy thì tốt nhất là thôi không chăm sóc cái đấy nữa, không thì mình nó mất thương hiệu thôi. Thì ở đây tôi biết là có rất nhiều bạn thiếu kiến thức về dinh dưỡng tăng cân giảm cân, thành ra là không tự tin. Thì ở đây ví dụ như là Nhung, Hồng Nhung thì cũng rất là có kiến thức về dinh dưỡng nhá, Kim Nhung cũng có, Ngô Nhàn cũng có, Tuyền cũng có, Anh Thư với Mậu Nguyễn có kiến thức về dinh dưỡng chưa? Mậu Nguyễn có chưa em?
Em mới học qua K31 nên cũng có một ít thôi thầy ạ. Nếu như có một ít thì bổ sung đi, tại vì cái kiến thức giảm cân nó là tính là con số, nó là toán học, chứ nó không phải là ăn tầm này tầm nọ tầm kia, nó có công thức hẳn hoi. Đã Vâng. xác định là huấn luyện viên yoga trị liệu thì buộc phải biết về dinh dưỡng thì mới có thể giúp cho người ta 6-70% đạt được kết quả. Thì như vừa rồi nhé, tôi nói rất rõ rồi đúng không? Bệnh thoái hóa khớp gối mà không hiểu về kiến thức dinh dưỡng thì không bao giờ giúp người ta giảm được cân. Mà trong khi đó tăng cân mới giảm cân là một trong những cái căn bệnh mà hỏng khớp gối nhiều nhất. Như vừa rồi có sẵn trong bài rồi đúng không? 89 cm thì tập đến bao giờ mới xuống được một vài cân? Mọi người định dạy kiểu gì để xuống cân được bây giờ? Khi trong khi đó động cái nó lại tràn, học viên lại tràn dịch khớp gối. Thì có 3 phát như thế thì chả đến phòng tập mình đâu. Thì cách nhất là chị ơi, chị thoái hóa khớp gối được rồi, em đưa chị sang liệu trình chăm sóc bằng dinh dưỡng, vẫn có tiền như bình thường. Đó, vẫn tăng tuệ như bình thường mà lại nhàn, đỡ phải nhảy. Đúng không? Giảm cân cho cả xóm. Phần này trong trường hợp mà mọi người đặt tâm quá nhiều vào động tác để lấy kết quả thì sẽ là một thiệt thòi cực kỳ lớn. Nó lại giống như là bám chấp đấy, nó lại giống như là kiên định quá thì lại không tốt. Thì tốt nhất là chưa biết thì bảo là chưa biết, và trong trường hợp muốn bổ sung thì mọi người cứ kết nối với tôi đúng không, tôi chốt đơn luôn, nhấc tay cầm tay chỉ việc luôn đó. Hoặc là trong trường hợp mình có, mọi người có thể hỏi các cô giáo các thầy giáo khác mà mọi người thấy ở đâu đó phù hợp đúng không ạ. Bạn Anh Thư có cần hỏi thêm điều gì không? Thầy cho em hỏi tràn dịch khớp gối là nó nằm ở giai đoạn nào của cái thoái hóa khớp gối đó thầy? Giai đoạn Em nhẹ, nói chậm trung chậm bình lại nhé. hay À rồi tràn dịch ok. khớp Ý gối đó em thầy? hỏi là tràn dịch khớp gối thì ở cái mức độ nhẹ, trung bình và nặng đúng không? Dạ đúng. À, nhẹ thì tràn dịch khớp gối nó chỉ tức tức thôi. Có nghĩa là nó giảm cái biên độ co giữa chân. Đấy là nhẹ. Thì có thể nó chỉ dàn tràn ra một tí ở bằng quả trứng chim cút, không nhìn thấy bằng mắt. Ở trường hợp trung bình là bắt đầu mình nhìn thấy bằng mắt, nó phồng phồng lên bằng khoảng quả hột hột vịt gà, hột vịt lộn, hột gà đấy. Còn trường hợp nặng thì nó mọng múp mục thì khỏi đi luôn, múp mục này đấy. Cái trường hợp nó bằng cái hột vịt lộn, hột vịt gà là cái chị mà vừa nãy tôi kể đấy, một bên chị kéo lên bằng một hột vịt ở bên đây mới cả bên đây, đây bằng hột vịt, bên đây bằng hột gà đó. Thì chị kéo lên chị ấy bảo, thế tôi bảo là tập được nhưng mà tránh nó ra đó. Nhưng mà trong quá trình thì chị ấy không tránh, tại vì sao? Chia sẻ rõ rồi, đối với người khác không có bệnh thì tập 10 nó chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đối với người có bệnh tập 1 cũng là nặng hơn tập 10 đúng không. Đó thì mức độ nhẹ nhất nhá, nó chỉ là tức tức thôi. Buổi sáng nó dậy nó co duỗi nó khó này, có cảm giác co vào nhưng mà nó không được hết tầm, nó đến đây nó mắc không đau đớn gì cả, cũng không nhìn thấy bằng mắt, co nó mắc thôi. Nhưng mức nặng hơn thì bắt đầu nhìn thấy ở chỗ này này, nên mọi người nhìn cái đầu gối nhé. Như này là không có tràn dịch nhé, lấy ví dụ này, hai cái đầu gối đúng không? Đầu gối mình toàn nặng đấy, đứng bình thường như này, nhưng mà khi khi có dịch nó tràn nhé, thì cái chỗ này nó phồng hơn này, đây là chỗ này này, nó phồng hơn, nó phồng to như này đấy, nó phồng như quả như quả trứng gà đây này, và trứng hột gà đấy đấy, phồng ở đây hoặc nó phồng ở đây đấy, nó phồng nhiều hơn đó. Cũng có thể là một bên to một bên bé, nhưng đa phần là bên to bên bé. Nhưng mà khi nặng thì nó múp như này, phồng như mọng này, có cảm giác như là bị bỏng ấy, và mất hoàn toàn cái năng lực co và duỗi. Thì trường hợp mà đã tràn dịch nhiều như vậy thì tùy vào năng lực chịu đau của từng người, nhưng đa phần nữ giới thì họ cảm nhận cơn đau rất tốt, thành ra họ bảo đau đau lắm, đau và đau lắm, nhưng thực tế là chỉ tức thôi. Tại vì nó chỉ tràn dịch, nó chèn, nó không co duỗi thôi, lấy cái gì đâu mà đau. Nó chả chèn được cái gì mà đau cả. Có chèn dây thần kinh nó còn làm rách, làm tét cái gì đâu. Nên không đau. Đúng không? Tại vì cái khớp gối nó không có dây thần kinh giống thắt lưng. Nó không chèn được dây thần kinh. Cho nên không đau, nó chỉ tức thôi. Đúng không? Tức tức chối chối rồi. Thầy, tràn dịch đó là cũng có phải là một trường hợp của thoái hóa khớp không thầy? Ui, thoái hóa nặng luôn đấy chứ. Thoái hóa nặng thì mới tràn dịch được chứ. Từ nãy giờ chúng ta biết rồi đúng không? Mức độ nhẹ nhất là thoái hóa nhẹ, mức độ nặng hơn là làm sao ạ? Ngay đầu tiên đấy, Hẹp xe khớp. ngay đầu tiên chúng ta đã ghi rồi đấy, Bị gai xương, hẹp xe khớp. đúng rồi, xong rồi cuối cùng mới là mọc gai, đúng không? Nó xẹp hết rồi, chẳng còn cái gì nữa là mọc gai, là mức độ nhẹ nhất là thoái hóa nhẹ. Xong sau đó đến tràn dịch. Tràn dịch xong bắt đầu mới mòn khớp, tràn hết dịch rồi bắt đầu mới mòn khớp rồi xong bắt đầu mới mọc gai.
Còn đúng không? Vậy thì ai đang ở ngưỡng mọc gai là ngưỡng cuối cùng nặng nhất nhá. Còn ngưỡng đầu là ngưỡng là thoái hóa thôi. Có nghĩa là cái ổ khớp của mình nó thoái hóa, nó sứt, nó mẻ. Nó mẻ ra, nó bắt đầu mọc gai nhỏ nhỏ ra, nó thoái hóa nặng hơn, nó bắt đầu nó chọc bục cái ổ khớp ấy ra. Chọc bục cái bê bao hoạt dịch ấy ra thì bắt đầu nó tràn dịch. Và tràn dịch xong rồi bắt đầu làm sao nhỉ? Nó dẫn tới là mọc gai thực sự. Đó thì đấy cái trường hợp mới mức độ mà tràn dịch là mức độ số 2. Nếu như vẫn không nghiêm túc sửa chữa nâng cấp thì sớm hay muộn cũng mọc gai và phải cắt đi, phải thay cái khớp mới thôi. Đang ở mức độ 2 rồi đấy, gần bước sang mức độ 3 rồi. Thì cái chị mà tôi đang chăm sóc hôm kia đấy là bị tràn dịch khớp gối thì ở mức độ 2 rồi. Nhưng mà vẫn bám chấp lắm. Anh Thư có muốn hỏi điều gì nữa không? Thầy cái mức độ nhẹ em thấy ghi gai gai xương, còn mức độ nặng là thầy ghi là gai xương lớn, là thầy nói là mọc xương. Gì là gai xương với mọc xương khác hay giống nhau thầy? À, khác nhau nhiều đấy. Thường là mọi người hay gọi là gai đúng không? Gai có nghĩa là nó phải có cái gai, nó phải nhọn ra được như thế này. Có thể là 1 cm, cũng có thể là nửa cm, có thể là 2 cm. Nhưng bây giờ thoái hóa mọc gai thì có nghĩa là mình có thể dùng thuật ngữ các, có nghĩa là nó hơi nhú nhú thôi. Nó giống như cái con trứng cá nó nhú đấy, nó phồng phồng ấy, em dung không? Thì nó chưa có đủ cái gì để nó chọc bục cái gì cả. Nhưng khi nó mọc gai có nghĩa là nó nhọn, đúng không? Đã gọi là gai mà thì nó phải nhọn rồi, nó chọc đục lung tung xem khắp nơi rồi đó. Thì cái vậy rồi thoái hóa và mọc gai mới khác, gai khác hoàn toàn nhá. Đấy, có nghĩa là thoái hóa thì nó chỉ là không ở cái đĩa điện, đĩa sụn bình thường này nữa thôi, mà bắt đầu nó bị lãi hóa, nó biến dạng. Nhưng khi mà bắt đầu nó có cái triệu chứng mọc gai có nghĩa là nó nhú rồi đấy, nó giống như con trứng cá mà nó chuẩn bị nhú lên, mới nhú ngày thứ nhất nó hơi phồng 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 lên đấy đó, thì nó chỉ làm viêm làm tấy lên thôi, tức tức đau chối thôi, cũng không cảm nhận thấy nhiều đâu, nhiều người hầu hết không cảm nhận thấy đâu. Đấy, sau khi nó bắt đầu nó mọc gai ra rồi, nó thoái hóa nặng hơn, nó mọc gai tầm 1 cm rồi thì bắt đầu nó chọc lung tung xì beng rồi thì bắt đầu nó tràn dịch. Đấy. Và nó tràn hết dịch rồi thì cái gai thực sự nó mọc ra. Nó cọ nhau thì bắt đầu mọc ra. Mà nó mọc ra lúc đấy thì 1 2 cm thì thôi, thì thua, không chữa được luôn. Tốt nhất là không nên nhận những ca đó. Những ca đó chỉ cho giảm cân thôi. Liệu trình trị liệu duy nhất của cô, hoặc chị hoặc anh là giảm cân. Không tập cái gì cả, tập cái gì các bạn là khiêng đi luôn, là mình để đố. Đó. Người ta đã đổ, người ta bảo mình trị liệu, chả biết trị liệu kiểu gì, lợn lành thần lợn què, đúng rồi đấy. Tại vì gai đã mọc qua rồi thì tốt nhất đừng có trị cái gì cả, và có tập cái gì là tránh tất cả những động tác đó ra, và mình không chịu trách nhiệm cái việc đấy. Mình có bảo rằng là tập yoga trị liệu của tôi thì không khỏi bệnh này thì khỏi bệnh khác, nhưng riêng bệnh thoái hóa khớp gối ở cái mức độ mọc gai rồi thì không khỏi đâu, mình nói rõ ràng luôn. Nhưng chắc chắn là sức khỏe nó tăng trưởng thì nó chịu đau tốt hơn, chắc chắn là như vậy. Ví dụ bây giờ đứa trẻ 20 tuổi nó bị thoái hóa khớp gối thì nó sẽ chịu đau rất tốt so với cụ 70 tuổi bị thoái hóa khớp gối. Có đúng không? Đó, đôi khi sức khỏe mình nó khỏe, nó nấn át đi. Rồi. Mọi người kết nối tiếp điện. Các cái triệu chứng như này và các cái mức độ của bệnh thì trong sách đã ghi rất là rõ. Và tôi có thể chia sẻ lại một chút nhé. Cái này liên quan đến khớp háng rồi. Một tí nữa. Có buồn ngủ thì cũng sắp hết rồi. Đây. Mọi người nhìn vào cái hình đây nhá. Đây là khớp gối bình thường. Sụn bọc của đầu xương. Đúng không? Sụn bọc đầu xương. Rồi. Đây là bắt đầu mức độ nhẹ này. Xương bắt đầu mọc gai đấy. Có nghĩa là nồi nồi đấy. Xương bị lồi ra ngoài. Tại vì làm sao? Lớp sụn nó mất hết rồi thì xương nó bị lộ ra ngoài. Nó lộ cái lớp xương ra ngoài thì cái lớp xương này cứ bị cọ và hàng ngày thì bắt đầu nó lồi cái lớp xương này ra, nhưng mà nó chưa thành nhọn đấy. Thì đây là mức độ nhẹ. Nặng hơn nữa, lớp sụn bắt đầu bị thoái hóa nhiều vị trí cùng một lúc thì bắt đầu nó mòn ổ khớp. Sụn chẽm bị mòn có nghĩa là mòn ổ khớp là do làm sao, bị thoái hóa nhiều vị trí quá, nó lệch ổ khớp đi, và cuối cùng nó lệch đi rồi thì nó tràn dịch ra, tràn dịch ra hết dịch rồi chẳng còn gì bôi trơn đấy, nó bắt đầu mọc thành gai. Thì mức độ nặng nhất là gai. Còn mức độ thứ hai là mức độ
xương bị thoái hóa, nhũ gai, còn gọi là xương bị lồi. Từ chuẩn, thuật ngữ chuẩn là xương bị lồi, còn đây chúng ta gọi là mọc gai, với là nó nhú nhú lên tí, đúng không? Đó là cái mức độ mà khó chịu lắm đấy, bắt đầu là cảm nhận đau toàn thân đấy. Thường những mức độ như này là người ta đau ê ẩm trong một thời gian rất là dài rồi, với là xương của ta đã bị nứt, bị dạn, bị xô lệch trong một thời gian rất là dài, nhiều vị trí trên cơ thể rồi, cơ bị giãn khắp nơi rồi. Có lẽ là nó báo hiệu cả chục năm rồi đấy, chứ không phải là mới ngày một ngày hai đâu. Thường cái tình trạng như này nó đã báo hiệu trước cả chục năm rồi, chỉ là chúng ta không biết thôi. Vậy thì có thể như bây giờ mình thử đo lường nhá, ai đó đang bị như thế này, đang ở cái ngưỡng này, thì giờ suy ngược lại mình, liệu mình có ở cái tình trạng trước đây đó một chục năm không? Đa số tình trạng này bắt đầu phát hiện đấy nhá, thì một chục năm trước, hơn chục năm trước nó đã báo hiệu rồi. Nó đã báo hiệu là đau ê ẩm khắp người, bị xô lệch cổ chân, xô lệch khớp gối, xô lệch khớp háng đó. Rồi à, có lẽ buổi học hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. À, một phần cái lượng kiến thức nó cũng không nhiều nhưng mà nó rất là rộng, và chúng ta hoàn toàn có thể tự tổng kết lại, đó là làm sao nhỉ, giảm cân, đó là làm sao nhỉ, thay đổi cái thói quen cũ để tạo ra bệnh tật, và quan trọng nhất là biết được cái nguyên nhân từ đâu tới để từ đó đưa ra cái giải pháp thật phù hợp. Ngay cả việc sử dụng thực phẩm chức năng cũng phải lựa chọn cái loại thực phẩm chức năng nó phù hợp đối với cái hoàn cảnh của mình, để tránh cái trường hợp là nhầm loại thực phẩm chức năng toi độ toang, đúng không? Rồi mọi người có chụp ảnh gì không, Có có chụp nha. Rồi có lẽ chúng ta vâng chụp ảnh một cái nhỉ, không là chúng ta ạ. Ok, chị dùng Tuyền những đâu rồi ạ? À? Chị Tuyền đã ghé ghé. Ok, nào lớp mình ngồi ngay ngắn nào. mẹ Một, hai, ba. Ok, một một kiểu kiểu gì nữa nhỉ? Chị Tuyền tắt rồi. Ok, thôi được rồi ạ. À. Em cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người ạ. ơn mọi người nhé, chúc mọi người nghỉ ngơi khỏe mạnh, Cảm ơn thầy. ngày Chúc thầy học và hơi mọi người căng. ngủ ngon. Chúc thầy ngủ ngon ạ. Chào cả lớp nhé. À.